Nhiều người đang nhìn đấy, hô hấp của Trần Triệu Dương phả lên tai, khiến tai cô lập tức đỏ bừng, trong lòng sinh ra một cảm giác kỳ lạ, nhanh chóng đẩy Trần Triệu Dương ra. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ khách sạn, mấy người Trần Triệu Dương đi tới vị trí hoàng kim của nhà hàng xoay tròn, ở chỗ này có thể nhìn thấy hết toàn bộ thành phố Long Hải mà không hề bị che chắn, phong cảnh chắc chắn là tốt nhất. Đương nhiên, cũng đắt nhất. Vừa ngồi vào vị trí, tất cả mọi người cũng không vội chọn món ăn, mà thưởng thức cảnh đẹp của thành phố Long Hải trước, mặc dù bây giờ là ban ngày, nhưng vẫn nhìn thấy cực kỳ rõ ràng. Ông chủ này đúng là một nhân tài, khách sạn kiểu này, nhà hàng kiểu này, khách sạn cao cấp. Quốc tế có khi còn không bằng. Hạ Kiện đẩy cặp kính trên sống mũi lên, không nhịn được mở miệng khen ngợi. Được rồi, mọi người xem muốn ăn cái gì đi, đợi đến khi người phục vụ mang menu tới, Trần Triệu Dương bảo mọi người gọi món ăn, mà anh thì bắt đầu nhìn xung quanh. Ngay lúc này, một vị khách nữ đột nhiên đi tới, trong tay có một bó hoa hồng, đi về phía bàn của mấy người Trần Triệu Dương. Mọi người còn đang thấy khó hiểu, chỉ thấy người này đưa bó hoa hồng trong tay đến trước mặt Nam Cung Yến. Nam Cung Yến vô cùng khó hiểu, nhưng vẫn nhận lấy, dù sao chỉ là một người phụ nữ thôi, sẽ không có chỗ nào không ổn. Thế nhưng việc sau đó lại làm cho cô ngây ra, bởi vì bắt đầu có người đến tặng hoa liên tục, Nam Cung Yến cũng chỉ có thể bị động nhận hoa, cuối cùng, đồ ăn còn chưa lên, bên trên bàn đã bày đầy hoa hồng rồi. Ngay lúc này, mái vòm vốn đang vô cùng trong suốt sáng sủa đột nhiên tối sầm lại, hiển nhiên, lớp kính trong suốt này được làm từ chất liệu có thể thay đổi được. Nếu không chỉ trong suốt đơn giản thì quá mức đơn điệu. Toàn bộ đại sảnh sáng đèn, ấm áp mà lãng mạn, trong phòng có đầy màn hình LED, phía trên là những bức ảnh đẹp đẽ ngọt ngào, chỉ là nhân vật nam nữ chính đều không để lộ mặt. Chị, đây là, những bức ảnh phía trên không phải là chị và anh rể đấy chứ, Tuyên Hoàng đầy vẻ hâm mộ nhìn những bức ảnh trên màn hình, cô ấy đã nhạy cảm nhận ra hình như mình có quen chủ nhân của những bức ảnh kia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này Nam Cung Yến cũng hết sức kích động, cô đương nhiên nhận ra đây là nơi mà cô và Trần Triệu Dương từng tới, tuy rằng bức ảnh này là chụp lén nhưng không thể không thừa nhận nó được xử lý rất tinh vi. Đối với chuyện xảy ra hiện tại, Nam Cung Yến cũng đã có suy đoán mơ hồ, chỉ là cô vẫn không dám tin. Mau xem, chính vào lúc này, trên màn hình chính của nhà hàng đột nhiên hiện ra một loạt sticker trái tim và hoa hồng, những sticker đó chậm rãi hợp thành vài chữ. Cung Yến, gả cho anh được không? Mọi người vừa nhìn thấy mấy chữ trên màn hình thì lập tức đồng loạt quay đầu nhìn về phía Nam Cung Yến, ngoại trừ đám người Tật Phong, khách mời khác đột nhiên lôi điện thoại từ trong túi ra, mở đèn flash lên, ánh sáng chậm rãi hợp thành một tấm hình lớn. Nam Cung Yến cảm động cực kỳ, cô che miệng, bày ra vẻ không dám tin nhìn những việc xảy ra trước mắt này. Cô chưa từng nghĩ tới, Trần Triệu Dương sẽ cầu hôn với mình, hai người bọn họ đã kết hôn rồi, thật ra quá trình này cũng không cần lắm. Thế nhưng Trần Triệu Dương lại đột nhiên làm chuyện này. Anh rể đâu, có ai nhìn thấy anh rể ở đâu không? Lúc này, Tuyên Hoàng đột nhiên mở miệng hỏi. Sắc mặt mọi người lập tức khẽ biến, Trần Triệu Dương ở ngay bên cạnh bọn họ, nhưng anh rời khi đi nào thì bọn họ lại không hay biết, chuyện này quả thực kinh dị quá rồi. Chính vào lúc này, vốn dĩ nhà hàng xoay tròn đang tối đen bỗng dưng lại thay đổi màu sắc. Từ màu đen ban đầu, chậm rãi biến thành ánh sáng mờ ảo. Mà mọi người cũng dần thích ứng với độ sáng như vậy. Ông, bấy giờ, Tật Phong vốn nói chuyện hay làm việc đều cực kỳ nhạy bén lại đột nhiên mở miệng, nói năng lắp bắp không hề giống bộ dạng ngày thường. Tật Phong, cậu điên rồi à? Chỗ này đâu có ông ngoại cậu đâu, cuối cùng Hắc Kiện cũng tìm được cơ hội chế nhạo Tật Phong, lập tức cười tủm tỉm trêu chọc nói. Không phải, mọi người mau nhìn xem, đại ca ở phía trên kia, bị Hắc Kiện châm chọc nhưng Tật Phong không hề tức giận mà chỉ vào không trung hét lớn. Đám người theo hướng tay Tật Phong chỉ nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy được đối diện nhà hàng xoay tròn có một người, nhà hàng được bao phủ một tầng ánh sáng mờ ảo này có thể nhìn thấy rõ ràng. Chỉ thấy trên nóc nhà, Trần Triệu Dương như một trích tiên, đạp lên không khí đi từng bước một tới. Đám người ở trong nhà hàng đều ngớ người, phải biết chỗ này chính là tầng cao nhất, không thể nào có dây thép hay cái gì có thể treo được, hơn nữa, khoảng cách gần như vậy, cho dù có dây thép treo bọn họ cũng có thể nhìn thấy rõ. Nói cách khác, Trần Triệu Dương là dựa vào năng lực của bản thân đứng giữa hư không, chuyện này quả thực làm điên đảo ấn tượng ban đầu của bọn họ, thật sự quá dọa người. Chuyện này, đây là đại ca, anh ấy điên rồi à, nhìn thấy Trần Triệu Dương một mình đứng giữa hư không, tuy rằng đám người Tật Phong biết rõ thực lực của võ giả nhưng cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi.
liệu anh ấy có ngã xuống hay không? Chuyện này quá nguy hiểm, nhìn thấy bóng dáng Trần Triệu Dương, Nam Cung Yến lập tức lo lắng. Lúc này, trong tay Trần Triệu Dương lại có thêm một cây bút, anh dùng cây bút bắt đầu vẽ lên hư không. Nương theo nét bút của Trần Triệu Dương, trên không trung bắt đầu hiện ra vài chữ. Cung Yến, gả cho anh được không? Bức vẽ trên không này đột nhiên xuất hiện lại không tiêu tán, thủ đoạn của anh thành công khiến nhận thức của tất cả đảo điên. Chị mau trả lời đi, quá lãng mạn rồi, Tuyên Hoàng không nhịn được mở miệng khuyên bảo, trong mắt cô ấy toàn là hâm mộ, nếu như có người dùng cách này cầu hôn, cô ấy nhất định sẽ đồng ý không chút do dự. Trong mắt Julia lúc này chỉ toàn mất mát, cô ta từ Đông Âu đuổi theo anh tới tận nơi này, quyết tâm trong lòng cô ta chưa từng dao động bao giờ nhưng tới khi nhìn thấy một màn này lại bỗng dưng thay. Đổi. Có lẽ tất cả là do cô ta tự mình đa tình. Nam Cung Yến nghe lời Tuyên Hoàng nói, lập tức giống như người mới tỉnh ngủ, đôi mắt ngập nước, cao giọng nói, em đồng ý, anh mau xuống dưới đi. Trần Triệu Dương đứng giữa hư không đương nhiên thấy được Nam Cung Yến nói, anh lập tức đi từng bước về phía nhà hàng. Anh vừa bước đi, vài dòng chữ ban nấy đã hóa thành một hình trái tim cực kỳ lớn bao phủ phía sau lưng, khiến cho anh giống như một thiên sứ vậy. Cuối cùng, Trần Triệu Dương đạp lên nóc của nhà hàng xoay tròn, đi một đường xuống phía dưới. Sau khi Trần Triệu Dương đi xuống, khách hàng trong nhà hàng xoay tròn bắt đầu vỗ tay rầm rộ, hình ảnh ngày hôm nay khiến cho bọn họ xem Trần Triệu Dương như thần rồi, thử hỏi ai có thể đứng thẳng giữa không trung mà không bị rơi xuống. Đây quả thật chính là thủ đoạn của thần mà. Gả cho anh ấy, gả cho anh ấy. Đám khách hàng xung quanh cũng không biết là ai dẫn đầu, bắt đầu gào lên. Nam Cung Yến đứng giữa nhà ăn, vẻ mặt thẹn thùng, cô không nghĩ tới Trần Triệu Dương lại cầu hôn theo cách độc đáo như vậy, có thể nói là có một không hai. Cô đã từng nghĩ qua vô số lần hình ảnh bản thân được cầu hôn, thế nhưng chờ tới khi cô và Trần Triệu Dương cầm giấy đăng ký kết hôn, cô cũng đã hoàn toàn thất vọng, cô biết, chỉ sợ cả đời này cô cũng sẽ không được cầu hôn nữa. Không nghĩ tới hôm nay Trần Triệu Dương lại cho cô một bất ngờ lớn như vậy, quả thật khiến cô hạnh phúc tới mức sắp ngất đi. Trần Triệu Dương giống như một hoàng tử từng bước tới trước mặt Nam Cung Yến, sau đó quỳ một chân xuống đất, trong tay anh có thêm một cái hộp gạch dưới nhỏ, mở hộp ra, đồ vật bên trong lập tức bị xuất hiện. Không a. Đến lúc nhìn thấy thứ tản ra ánh sáng màu tím, một viên kim cương màu tím được cắt theo tỷ lệ hoàn mỹ kia, tất cả mọi người không nhịn được ồ lên. Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy viên kim cương màu tím lớn như vậy, phần lớn người ở đây còn chưa từng nhìn thấy kim cương màu tím, chứ đừng nói tới một viên lớn. Cái này rốt cuộc bao nhiêu tiền thế? Có người không nhịn được dò hỏi, chỉ là người ở đây ai cũng lắc đầu, hiển nhiên không dám định giá cho viên kim cương màu tím lớn như vậy. Tôi tra được rồi, đây là vật phẩm đấu giá mà phòng đấu giá Đại Mã bán ra, IA 2,5 triệu đô, đúng vào lúc này, có người giơ điện thoại ra, mở miệng nói. Không a. Nghe được lời người này nói, tất cả mọi người không khỏi lạnh gáy. Ở đây không có người nghèo, người có giá trị bản thân hơn 100 triệu cũng có, nhưng để có thể lấy ra nhiều lần 100 triệu đi mua một viên kim cương màu tím thì người ở đây chưa ai nghĩ tới, quả. Thật quá xa xỉ rồi. Lập tức đám đàn ông ở đây dùng ánh mắt sùng bái nhìn Trần Triệu Dương. Mà đám phụ nữ lại dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Nam Cung Yến, hận không thể thay thế bản thân mình vào đó. Đại ca đúng là đại ca, thật quyết đoán, đám Tật Phong đương nhiên nghe được lời nghị luận của người nơi này, lập tức bày ra bộ dạng tập mãi đã thành thói quen. Xem ra đại ca thật sự phát tài rồi, không được, chút nữa nhất định phải tìm đại ca đòi tiền, mua thêm vài viên đạn mới được. Ngay cả Ưng Chuẩn vốn không hay nói cũng đột nhiên mở miệng nói chuyện. Nghe được lời Ưng Chuẩn nói, da mặt của đám người Tật Phong lập tức run rẩy, bọn họ quay đầu qua chỗ khác, ai cũng không muốn phản ứng lại với bộ dạng này của cậu ta. Trần Triệu Dương là đại ca của các anh, thế mà lại không mua đủ đạn cho anh dùng sao? Mặc dù Tuyên Hoàng vẫn đang nhìn về phía Trần Triệu Dương, nhưng mà bên tai lại nghe thấy đoạn đối thoại của đám Ưng Chuẩn, không nhịn được mà tò mò hỏi. Chứ còn gì nữa? Mỗi lần anh ấy chỉ cấp cho anh mấy viên đạn thôi, hai, số anh khổ quá mà, Ưng Chuẩn nghe Tuyên Hoàng nói vậy thì lập tức tỏ vẻ đau đớn, kể khổ. Tôi không chịu nổi nữa rồi đấy, Ưng Chuẩn, nếu cậu còn cứ tỏ vẻ đáng thương như thế này, cậu có tin là tôi sẽ xử lý cậu luôn không? Hai người cậu tử và Tật Phong lúc này đều trợn mắt nhìn Ưng Chuẩn một cái, hiển nhiên là có vẻ không được hài lòng. Xem ra các anh có rất nhiều chuyện cũ ấy nhỉ, nếu như có thời gian nhất định phải kể cho em nghe đấy. Bây giờ mấy người các anh đừng có phá đám nữa,
đại ca của các anh còn đang cầu hôn ở đây cơ mà. Tuyên Hoàng nghe bọn họ nói xong lập tức cảm thấy vui vẻ, chỉ có điều, hiện tại việc Trần Triệu Dương cầu hôn vẫn quan trọng hơn. Đương nhiên là Nam Cung Yến cũng nghe thấy những gì mà các khách mời thảo luận, chẳng qua là, lúc này cô đâu còn quan tâm được đến những thứ đó nữa, cô đang cảm thấy vô cùng chóng mặt rồi. Cô có nhận hay không thế? Nếu mà cô không nhận thì sẽ có người cầm thay cô đấy. Julia đứng bên cạnh nhìn thấy Nam Cung Yến chậm chạp không nhận lấy chiếc nhẫn kim cương trong tay Trần Triệu Dương, khóe mắt không kìm được mà hơi nóng lên, ê ẩm nói. Em đồng ý với anh, gương mặt xinh đẹp của Nam Cung Yến đỏ hồng lên, giống như đang say rượu vậy, nhưng lại càng có vẻ mê người hơn. Cô chậm rãi vươn tay ra trước mặt Trần Triệu Dương. Lúc này, Trần Triệu Dương đỡ lấy tay Nam Cung Yến, lấy chiếc nhẫn kim cương trong cái hộp nhỏ ra, đeo lên cho Nam Cung Yến. Hôn một cái, hôn một cái. Xung quanh đây có không ít người cũng biết chuyện, bắt đầu ồn ào lên. Tật Phong cũng là một người thích xem trò hay, không ngại chuyện chưa đủ lớn, lúc này cũng theo đám người kia bắt đầu hò hét ầm. Trong lòng Trần Triệu Dương hơi bị lay động, nhìn thấy ánh mắt tránh né của Nam Cung Yến nhưng lại không hề có ý cự tuyệt, cho nên anh cũng không do dự nữa, kéo cô vào trong ngực, đôi môi hai người chạm vào nhau. Hôn đến mức khiến cho Nam Cung Yến không thể thở nổi, sau đó mới dừng lại. Chỉ biết bắt nạt người ta, Nam Cung Yến chạy thật nhanh về chỗ ngồi của mình, cúi thấp đầu, trông chẳng khác gì một con đà điểu. Cảm ơn các vị, tiếp theo tôi có một phần quà nhỏ để tặng cho mọi người, hy vọng mọi người sẽ không chê, Trần Triệu Dương vừa chắp tay vừa cao giọng nói với những vị khách được mời tới ở đây. Không cần phải khách sáo như vậy đâu, có thể chứng kiến một mối lương duyên như thế này cũng là phúc của chúng tôi rồi. Không sai, đúng là khiến cho người ta hâm mộ chết đi được. Trai tài gái sắc, thật sự là trời sinh một cặp. Khách khứa xung quanh lại nhao nhao lên nói lời khách sáo, đồng thời chúc mừng Trần Triệu Dương. Đối với mấy lời khách sáo đó của bọn họ, Trần Triệu Dương lại không để tâm lắm, đợi lát nữa quà tặng được đưa ra rồi, e rằng bọn họ sẽ không còn từ chối như thế nữa. Quả nhiên, có hai nhân viên phục vụ của khách sạn đẩy một cái xe nhỏ đi tới. Bên trên cái xe đẩy nhỏ được bày một đống bình sứ, nhìn vô cùng phổ thông, không có vẻ có cấp bậc gì cả. Các vị, mời lấy, Trần Triệu Dương vươn tay ra, ra hiệu về phía chiếc xe đẩy nhỏ kia, nói. Các vị khách ở đây lại hơi trợn tròn mắt, bọn họ còn tưởng rằng người trẻ tuổi có vẻ như thần tiên này sẽ chuẩn bị lễ vật gì đó ra dáng một chút, không ngờ lại chỉ là những bình sứ nhỏ chứa thuốc có hiệu quả nhanh khá giống với cứu tâm hoàn. Keo kiệt như thế, nhất thời không ai muốn bước lên để lấy. Các vị, bỏ lỡ mất cơ hội này thì sẽ không còn lấy lại được nữa đâu, đối với phản ứng của bọn họ, Trần Triệu Dương không cảm thấy có bất ngờ gì, chỉ có điều vẫn mở miệng nhắc nhở như cũ. Không ai cần vậy thì để tôi lấy đi, cảm ơn, ngay lúc này, một người thanh niên ăn mặc không được sang trọng cho lắm, dáng vẻ ốm yếu bước ra, đi đến trước cái xe đẩy nhỏ, còn ho khan hai tiếng, hiển nhiên là anh ta đang bị bệnh. Không cần khách sáo, anh có thể lấy thêm một bình, cầm rồi thì ăn đi. Trần Triệu Dương nhìn thấy người thanh niên này bước ra đầu tiên, lập tức nở nụ cười. Suy nghĩ của chàng trai kia hiển nhiên là không giống người bình thường, anh ta thấy, một người đàn ông thần kỳ như thế này, sao có thể đưa ra một món đồ tầm thường được chứ? Cho nên anh ta mới bước ra đầu tiên, bây giờ Trần Triệu Dương lại bảo anh ta ăn đi, anh ta chỉ hơi chần chừ một chút, rồi vẫn vặn mở nắp bình, đổ thứ chứa trong đó ra ngoài. Sau đó... Một viên thuốc màu nâu từ trong bình sứ rơi xuống bàn tay anh ta, người thanh niên vốn còn có hơi khinh thường, nhưng khi ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ viên thuốc đó, vẻ mặt anh ta cũng hơi thay đổi. Dường như có một giọng nói nào đó từ nơi xa xăm bảo anh ta ăn hết viên thuốc này, ngay sau đó, anh ta bèn nuốt luôn cả viên thuốc đó vào trong miệng. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này, tất cả đều ngừng thở, cẩn thận nhìn phản ứng của người thanh niên này. Sau khi anh ta ăn hết viên thuốc không bao lâu, sắc mặt đột nhiên đỏ lên. Đừng cố chịu, phun ra, Trần Triệu Dương nhìn thấy dáng vẻ này của anh ta bèn mở miệng nhắc nhở. Nghe Trần Triệu Dương nói như vậy, vẻ mặt chàng trai kia lập tức thay đổi một chút, sau đó hé miệng, phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Trời! Nhìn thấy tình huống như thế này, tất cả mọi người đều giật nảy mình. Chàng trai kia vừa nãy còn đang bình thường, thế mà sau khi ăn viên thuốc kia xong lại ho ra máu. Lúc này mọi người đều cảm thấy vô cùng may mắn vì bản thân mình đã không chọn đi tới cầm lấy thứ đồ kia. Lỡ như bọn họ ăn thứ này vào rồi chẳng phải là sẽ không khác gì thằng nhóc kia sao? Cảm ơn anh rất nhiều,
lúc mọi người ở đây còn đang nghĩ làm thế nào để dùng ngòi bút như vũ khí chiến đấu với thằng nhóc trước mặt này thì chàng trai trẻ vừa ho ra máu kia đột nhiên đứng thẳng dậy, khom người thật thấp để chào Trần Triệu Dương, trên mặt anh ta toàn là vẻ cảm kích. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Vì sao cậu lại phải cảm ơn cậu ta? Không phải là cậu nên lên án cậu ta sao? Có một người không nhịn được mà mở miệng ra hỏi. Các vị, thực ra tôi đang mang bệnh, một căn bệnh vô cùng nghiêm trọng. Vừa mới ăn viên thuốc này vào, nó đã đẩy hết những cục máu tụ trong người tôi ra, bây giờ tôi cảm thấy cơ vô cùng nhẹ nhõm. Lúc này, chàng trai kia bỗng mở miệng giải thích thay cho Trần Triệu Dương. Tốt, mọi người muốn lấy thì đến cầm đi, chỉ có điều mỗi người chỉ được lấy một bình mà thôi, chúng tôi đi ăn cơm trước đây, Trần Triệu Dương vươn tay ra nói, sau đó thì đi về phía bàn của mình. Ban đầu, ai nấy cũng đều định không lấy, nhưng ngay sau đó có mấy người thanh niên khác đã nhanh chân chạy tới, mỗi người cầm lấy một bình. Khi bọn họ ngửi được mùi thuốc trong bình sứ, lập tức ai nấy đều trở nên kích động. Chỉ mới ngửi một cái thôi, bọn họ đã cảm thấy đầu óc rất sảng khoái, hiển nhiên cũng biết được thứ này là đồ tốt. Đám người còn lại vốn còn đang đứng nhìn, thấy biểu hiện của nhóm thanh niên kia thì đầu lập tức chạy tới, hiển nhiên là sợ mấy cái bình sứ quá ít, không đủ để bọn họ chia nhau. Kết quả là mỗi người đều có được một bình sứ. À, đúng rồi, thuốc ở trong bình có thể trị được đại đa số các bệnh, chẳng qua là chỉ có một viên, nên hy vọng mọi người sử dụng cẩn thận, tôi chỉ muốn nói thế thôi. Lúc này, Trần Triệu Dương lại đột nhiên đứng ra nói với tất cả mọi người. Nghe Trần Triệu Dương nói như vậy, những người có được bình sứ kia rồi đều nắm thật chặt trong tay của mình, sợ bị người khác cướp mất. Mặc dù bọn họ không tin tưởng cho lắm, nhưng mà người thanh niên vừa rồi chính là một ví dụ vô cùng rõ ràng. Lúc này, bọn họ đều hơi hâm mộ nhìn chàng trai trẻ kia, là người đầu tiên dám đứng ra, ngoại trừ một bình mà anh ta ăn rồi thì anh ta còn có thêm một bình nữa. Thật sự là khiến cho bọn họ ghen tị muốn chết. Mặc dù trong tay mỗi người đều đang cầm một bình sứ, nhưng không phải ai cũng tin tưởng vào nó. Dù sao thì thần dược này cũng không phải là củ cải trắng, có ở khắp mọi nơi, một xe đẩy toàn thần dược như thế thật sự là khiến người khác phải khiếp sợ. Chỉ có điều, bất kể là có phải hay không thì trước tiên cứ lấy một bình đã rồi nói tiếp, lỡ như là thật thì sao? Sau đó, bàn ăn của nhóm Trần Triệu Dương bị bao phủ bởi một bầu không khí quái dị. Tâm trạng Vidulia thì sa sút, mặc dù đang ăn cơm, nhưng đồ ăn bỏ vào miệng lại chẳng có vị gì, thậm chí cô ta còn suýt gắp cả vỏ cua mà ăn. Còn nhóm người Tật Phong thì lại thật sự thấy vui mừng cho Trần Triệu Dương, dù sao thì lang thang một thời gian dài như vậy rồi, cuối cùng anh cũng ổn định lại. Tuyên Hoàng thì ngược lại, không nghĩ nhiều như vậy, dáng vẻ vô tâm, cô ấy cứ tự lo ăn phần của mình như cũ. Nam Cung Yến vẫn luôn cúi đầu thật thấp, không dám nhìn Trần Triệu Dương. Mặc dù đã đồng ý với lời cầu hôn của Trần Triệu Dương, nhưng cũng cần phải mất một chút thời gian để tiêu hóa chuyện này. Dù sao thì, trước đó bọn họ kết hôn với nhau là vì người lớn trong nhà uy hiếp, còn lần này thì khác, cô cam tâm tình nguyện đồng ý với anh. Trần Triệu Dương thì lại hạnh phúc như một kẻ ngu, cả bữa cơm đều vui vui vẻ vẻ, dáng vẻ như bị hạnh phúc đập vào đầu cho choáng váng. Ăn xong một bữa cơm, cả đám người đi ra bên ngoài. Nhưng đúng lúc này, Trần Triệu Dương lại phát hiện ra một người. Nghiêm túc mà nói, thì anh không hề biết người này, nhưng mà trong một nháy mắt nhìn thấy người đó, Trần Triệu Dương đã phát giác ra rằng người này có gì đó không ổn. Bởi vì, tuy người đó đang hành động tự nhiên, nhưng ánh mắt thì lại hơi đờ đẫn, sâu trong đáy mắt có sự thống khổ khó nói thành lời. Đây là một người phụ nữ, nghiêm túc mà nói thì đó là một người phụ nữ có vẻ bề ngoài vô cùng xinh đẹp. Theo lẽ thường thì một người phụ nữ như thế tuyệt đối sẽ không có ánh mắt đờ đẫn giống vậy. Nhìn cái gì đấy, nhìn dáng vẻ xinh đẹp của người ta sao, ngay tại lúc Trần Triệu Dương để ý người phụ nữ kia, Nam Cung Yến ở bên cạnh không vui, kéo tay anh lại, sau đó thăm dò vào phía trong cánh tay, hai ngón tay nắm lấy chỗ thịt mềm mềm ở đó, tiếp theo là véo một cái 360 độ. Đau đau, mặc dù cơ thể Trần Triệu Dương cũng đủ cứng rắn, nhưng mà không có nghĩa là anh đã mất đi cảm giác đau. Anh vẫn có thể cảm nhận được sự đau đớn, nhưng đây chính là bà xã của mình, không thể dùng chân khí để đẩy cô ra ngoài được. Bà xã, anh không có, anh chỉ vô tình nhìn thoáng qua thôi, Trần Triệu Dương vô cùng tủi thân thu lại ánh mắt của mình, nhìn Nam Cung Yến nói. Lại còn ngụy biện, Nam Cung Yến lại trừng mắt một cái, muốn ra tay một lần nữa. Bà xã, nhẹ tay thôi, nhẹ tay một chút, cảm nhận được hành động của Nam Cung Yến, Trần Triệu Dương vội vàng cầu xin tha thứ. Cầu xin bà xã của mình tha thứ thì không có gì là mất mặt cả.
còn đám người Tật Phong bên cạnh thì lại cười xấu xa, không ngờ một người uy phong như Trần Triệu Dương lại có một mặt sợ vợ như thế này. Còn, Julia đứng bên cạnh thì lại tỏ rõ vẻ mặt ước ao, cô ta hy vọng mình là Nam Cung Yến nhường nào. Ngay sau đó, cả nhóm người đi ra khỏi khách sạn, nhưng đúng lúc này người phụ nữ kia cũng đi theo ra ngoài. Vì sợ Nam Cung Yến hiểu lầm nên Trần Triệu Dương nhanh chóng dừng bước chân, để người kia đi trước. Không ổn, Trần Triệu Dương vừa dừng chân thì người phụ nữ kia lại đột nhiên tăng tốc, chân khí trong cơ thể cô ta điên cuồng bộc phát ra, trong tay cũng có thêm một con dao găm nữa, hung hăng đâm về phía cổ họng trắng nõn của Nam Cung Yến. Trần Triệu Dương đã phát hiện ra điều không hợp lý từ trước, nhưng mà thế tấn công của người phụ nữ kia quá mãnh liệt, cộng thêm việc khoảng cách giữa cô ta và Nam Cung Yến quá gần, nên anh muốn ngăn cản nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Lúc này, Trần Triệu Dương chỉ có thể ôm chặt lấy Nam Cung Yến, dùng lưng của mình để đỡ một nhát dao này của đối phương. Thực lực của đối phương rất mạnh, một nhát chém kia cũng đủ để Trần Triệu Dương cùng với Nam Cung Yến bị đánh bay ra ngoài. Trong lúc nguy cấp, Trần Triệu Dương đột nhiên quay người lại giữa không trung, sau lưng anh va mạnh vào cánh cửa khách sạn, nhưng cũng nhờ vậy mà Nam Cung Yến không bị thương. Phản ứng của nhóm người Tật Phong cũng không chậm, trong chớp mắt Trần Triệu Dương bị đánh bay ra ngoài, bọn họ lập tức vây lại xung quanh người phụ nữ kia. Cô là người từ đâu tới? Vì sao lại muốn ra tay đánh người khác bị thương? Tật Phong gầm thét lên hỏi. Tôi không làm người khác bị thương, tôi đến để giết người, người phụ nữ kia nói chuyện rất máy móc, sau đó con dao găm trong tay cô ta điên cuồng đâm về phía đám người Tật Phong. Nhóm của Tật Phong mặc dù đã theo Trần Triệu Dương tu luyện được mấy ngày, nhưng thực lực võ đạo của bọn họ căn bản là không đủ, chỉ vừa mới tiếp chiêu mà bọn họ đã bị đánh lùi ra sau. Cũng may mà mặc dù khả năng võ đạo của bọn họ không đủ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thì lại vô cùng phong phú, vào thời khắc nguy cấp có thể tự bảo vệ bản thân. Ép được đám Tật Phong lùi lại rồi, bước chân của người phụ nữ kia cũng xê dịch đi, lại một lần nữa lao về phía Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến. Muốn chết, Trần Triệu Dương lạnh lùng quát một tiếng, bây giờ anh đang rất tức giận, bởi vì người này ra tay là vì muốn lấy mạng Nam Cung Yến, điều đó khiến cho Trần Triệu Dương chợt nhớ đến Mộ Dung Phong, chính là cái thằng khốn trước. Đó ở thành phố Nam Hải đã phái tay súng bản tỉa và sát thủ đến biệt thự của anh, muốn lấy mạng Nam Cung Yến. Lúc này, Trần Triệu Dương ôm Nam Cung Yến đi về phía đám người Tật Phong, đặt Nam Cung Yến xuống, cùng lúc đó, anh đột nhiên đạp một phát, đá bay con dao găm trong tay đối phương ra ngoài. Chú ý an toàn, nhìn thấy đối phương có hành động như thế, gương mặt Nam Cung Yến trắng bệch, vô cùng lo lắng dặn dò. Yên tâm đi, cô ta chết chắc rồi, vẻ mặt Trần Triệu Dương rất nhẹ nhàng đáp, sau đó quay người lại, khi anh xoay người đi rồi, đôi mắt vốn đang dịu dàng như nước trong nháy mắt đã trở nên lạnh lẽo. Nói cho tôi biết, ai là người phái cô tới, tôi có thể cho cô chết toàn thây, Trần Triệu Dương lạnh lùng nhìn người phụ nữ kia, quát lên. Trong mắt người phụ nữ kia ánh lên sự đau khổ, nhưng ngay lập tức đã bị sự điên cuồng thay thế, con dao găm trong tay cô ta hung hăng đâm về phía Trần Triệu Dương. Đối với công kích của người phụ nữ này, Trần Triệu Dương có thể đối phó được một cách dễ dàng, nhưng điều khiến anh phải lo nghĩ chính là, tại sao ánh mắt của người phụ nữ này lại trì trệ và mang theo đau khổ như thế? Chẳng lẽ là cô ta bị người khác thao túng tâm trí? Nghĩ đến khả năng này, Trần Triệu Dương không tiếp tục do dự nữa, ra tay nhanh như chớp, đánh mấy chiêu đã dồn cô ta vào một góc, sau đó bổ một nhát lên gáy cô ta, khiến cô ta lập tức hôn mê bất tỉnh. Tới đây, đưa cô ta lên xe, Trần Triệu Dương nói chuyện với đám người cầu tử và Tật Phong vừa chạy tới, bảo bọn họ đưa người phụ nữ đã bất tỉnh này lên xe. Anh vừa mới nhìn thấy có người đã gọi điện thoại, anh không muốn chuyện này bị nhiều người biết hơn nữa, phải nhanh chóng xử lý cho xong mới là cách tốt nhất. Rốt cuộc cô ấy là ai? Vì sao lại muốn giết em? Nam Cung Yến không phải người ngu, rõ ràng người này nhắm vào cô mà tới, từ góc độ và cường độ tấn công của cô ta, có thể nhìn ra được cô ta tới đây để giết mình. Anh cũng không biết, nhưng không sao cả, đã bắt được cô ta rồi, để lát nữa thẩm vấn là sẽ biết ngay thôi, Trần Triệu Dương võ vỗ lên vai Nam Cung Yến, nhẹ nhàng nói. Vâng, Nam Cung Yến gật đầu, sau đó cả nhóm người cùng nhau lên xe. Về phần Tăng Kim Lai thì ở lại nơi này để xử lý những chuyện còn lại, cũng không thể cứ như thế mà đi được, đến lúc đó sẽ khiến người ngoài chú ý. Sau khi nhóm người Trần Triệu Dương đưa người phụ nữ kia về đến biệt thự rồi, Trần Triệu Dương không muốn trì hoãn thêm một giây phút nào nữa, sắp xếp cho Nam Cung Yến ở lại biệt thự đợi xong, Trần Triệu Dương bèn dẫn người phụ nữ kia ra sân sau,
nơi này cách kiến trúc chính của biệt thự khá xa, cho dù có tiếng vang gì thì cũng sẽ không bị đám người Nam Cung Yến nghe thấy được. Đại ca, để em làm cho, cha hỏi là sở trường của em, Hắc Kiện nhìn người phụ nữ đang nằm đấy, lạnh lùng nói. Được, cậu làm đi, Trần Triệu Dương gật đầu, trong số họ e rằng chỉ có Hắc Kiện là am hiểu việc tra khảo người khác, mỗi lần họ không hỏi được lại nhờ Hắc Kiện và cậu ta luôn thành công rất thuận lợi. Sau đó Trần Triệu Dương và ba người còn lại ra ngoài, giao mọi chuyện lại cho cậu ta. Người phụ nữ kia đã bị Trần Triệu Dương dùng thuốc phong bế công lực, cho dù lúc này cô ta tỉnh lại cũng không có sức để nhúc nhích chứ đừng nói là chạy trốn. Hơn 10 phút trôi qua, Trần Triệu Dương và những người khác dần nghi ngờ. Theo như kinh nghiệm trước giờ thì Hắc Kiện đã hỏi xong rồi mới phải, nhưng bây giờ lại chẳng có động tĩnh gì, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện. Đang lúc họ định vào kiểm tra thì cửa mở, Hắc Kiện vốn mang phong thái tràn đầy tự tin giờ lại suy sụp như sắp phát điên đến nơi. Xảy ra chuyện gì, không hỏi ra à, thấy dáng vẻ này của Hắc Kiện, họ lập tức đến dò hỏi. Không phải trên mặt em đã viết hết rồi sao? Cái gì cô ta cũng không chịu nói, mặt thì tỏ vẻ không quan tâm, dầu muối không ăn, em hoàn toàn bó tay, Hắc Kiện nhìn họ với vẻ bất đắc dĩ, vừa giang hai tay vừa nói. Để tôi vào xem sao, Trần Triệu Dương nhớ lại ánh mắt đờ đẫn của người phụ nữ kia, cảm thấy có gì đó kỳ lạ bèn đi thẳng vào trong. Nhìn người phụ nữ đang nằm trên đất, dáng vẻ của cô ta cũng không khác gì so với lúc họ ra ngoài, hiển nhiên là Hắc Kiện không tra tấn cô ta. Trước đây Hắc Kiện cũng đều làm vậy. Không tra tấn gì mà vẫn có thể moi được thông tin. Không ngờ hôm nay phương pháp của Hắc Kiện lại mất tác dụng, rốt cuộc người phụ nữ này là sao? Chào cô, tôi nghĩ chắc là tôi không cần tự giới thiệu nữa, chắc chắn là cô biết tôi. Nói đi, rốt cuộc cô là ai? Vì sao lại muốn giết vợ tôi? Trần Triệu Dương ngồi xổm xuống, dò hỏi. Giọng điệu của anh vô cùng nhẹ nhàng, không hề có vẻ gì là đang tra hỏi. Mắt của người phụ nữ vẫn vô hồn. Không hề có phản ứng gì với lời nói của Trần Triệu Dương. Thấy vậy, Trần Triệu Dương nhíu mày. Dáng vẻ của người phụ nữ này khiến anh không chắc chắn lắm về việc cô ta giả bộ hay thật sự như vậy. Trần Triệu Dương chìa tay ra dò mạch đập của người phụ nữ, bắt đầu bắt mạch. Không có dấu hiệu trúng thuốc, kỳ lạ, tại sao cô ta lại biến thành thế này, Trần Triệu Dương hơi nhức đầu. Thông qua quan sát vẻ mặt và đôi mắt của cô ta, Trần Triệu Dương cảm giác được người phụ nữ này không phải đang giả vờ. Đây thật sự là một vấn đề nan giải, nếu người phụ nữ này bị kiểm soát tâm trí thật thì hoàn toàn không có cách nào để tra hỏi, vậy là bắt phải một củ khoai lang phỏng tay rồi. Giết không được, thả đi cũng không xong. Đột nhiên, Trần Triệu Dương nghĩ đến nhóm người Phạm Thanh Thanh. Vốn hiểu biết của anh về các thế lực ở ám võng không nhiều, nhưng bọn Phạm Thanh Thanh là thành viên của Long Tổ, chắc chắn tình báo của họ rõ hơn phía anh rất nhiều. Chưa kể. Người họ muốn tra xét là một người phụ nữ với thực lực đã đạt tới thiên tiên đỉnh, lại còn là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, như vậy phạm vi đã thu hẹp lại rất nhiều, có lẽ sẽ không khó lắm để tìm được manh mối. Trần Triệu Dương lập tức gọi điện cho Phạm Thanh Thanh. Sau khi Trần Triệu Dương gửi ảnh của người phụ nữ này cho Phạm Thanh Thanh, cô ta hét lên một tiếng rồi cúp điện thoại cái rụp. Điên hả, không dưng lại hét ầm lên, Trần Triệu Dương móc móc lỗ tai của mình. Tiếng hét vừa rồi của cô ta làm anh giật cả mình. Không lâu sau, Phạm Thanh Thanh lại gọi tới. Cô mà hét ầm lên hù tôi nữa, có tin tôi chặn số cô luôn không? Trần Triệu Dương vừa bắt máy đã đe dọa người trong điện thoại. Khụ khụ, cậu Trần, là tôi, Vinh Dương đây. Mạo muội hỏi một câu, người trong ảnh mà cậu vừa gửi qua ấy, bây giờ cô ấy đang ở đâu vậy? Chú Vinh khế khụ một tiếng, sau đó nói ra thân phận của mình. Ngại quá. Bây giờ cô ta đang ở trong tay tôi, sao vậy? Các ông biết người phụ nữ này à, thấy Vinh Dương tự mình gọi đến, kết hợp với phản ứng của Phạm Thanh Thanh, Trần Triệu Dương đưa ra một kết luận. Cậu Trần, không dám giấu giếm, cô ấy chính là Bạch Thấm, đội trưởng Long Tổ ở thành phố Long Hải của chúng tôi, nghe Trần Triệu Dương nói vập Vinh Dương trầm ngâm một lúc rồi mở miệng nói. Hả, nghe thấy câu Vinh Dương vừa nói, Trần Triệu Dương lập tức sửng sốt, không ngờ anh lại bắt đội trưởng của người ta về. Còn máu chó hơn là anh lại đi nhờ những người kia để hỗ trợ, thế chẳng phải tùy hứng quá rồi sao? Cô ấy là đội trưởng của chúng tôi thật đấy, bây giờ chúng tôi sẽ chạy qua ngay, cậu đừng làm gì đấy nhé, lai lịch của cô ấy khủng lắm. Vinh Dương sợ Trần Triệu Dương sẽ làm ra chuyện gì khác thường nên dặn dò một câu rồi ngắt điện thoại. Alo, nghe thấy tiếng cúp điện thoại, Trần Triệu Dương tức sôi máu. Giờ thì hay rồi, không dưng lại rước phiền toái vào thân.
Anh không hề muốn xé mặt với người của Long Tổ, nhưng nếu họ muốn tới thì cứ tới, anh cũng ba độ muốn xem ai là kẻ muốn ám sát vợ của anh. Nếu như người của Long Tổ không cho anh một di câu trả lời, cho dù xé mặt thì có làm sao? Nghĩ đến đây, Trần Triệu Dương lập tức đi ra ngoài. Lát nữa có khách tới, mọi người ẩn mình hết đi, y chuẩn bị sẵn sàng, chờ tín hiệu của tôi, Trần Triệu Dương lạnh lùng nói với bốn người. Rõ, thưa đại ca, nghe thấy lời của Trần Triệu Dương, cả bốn người đều không hề do dự mà tuân theo, sau đó mỗi người tự đi một hướng. Quả nhiên, không lâu sau có tiếng động cơ vang lên ở ngoài biệt thự, hiển nhiên là Phạm Thanh Thanh và người của cô ta đã đến. Trần Triệu Dương đi ra đón họ, trước khi xác định là địch hay bạn, Trần Triệu Dương cũng không muốn họ xông tới lung tung, lỡ chạm trúng cơ quan thì cả bọn Phạm Thanh Thanh có chạy đằng trời cũng không thoát. Cậu Trần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Thấy Trần Triệu Dương mở cửa đi ra, Vinh Dương hỏi Trần Triệu Dương với vẻ hơi lo lắng. Không có gì, với khả năng của các ông, lẽ ra các ông đã điều tra rõ chuyện đội trưởng Kính Yêu của các ông muốn ám sát vợ tôi chứ? Về chuyện này, có phải Long Tổ mấy người nên cho tôi một câu trả lời không? Trần Triệu Dương lạnh nhạt hỏi những người kia. Cậu Trần, tôi thật sự xin lỗi, trước đây đội trưởng Bạch đã từng tàn sát các anh em trong Long Tổ chúng tôi, bây giờ lại xảy ra chuyện này, tôi cũng không biết rốt cuộc ngọn nguồn ra sao. Nhưng xin cậu Trần hãy yên tâm, chúng tôi không biết gì về việc làm của đội trưởng Bạch, xin hãy cho chúng tôi gặp đội trưởng, tôi muốn hỏi trực tiếp cô ấy. Vinh Dương nhìn Trần Triệu Dương, cười khổ một tiếng, nói. E là các ông có gặp được cũng vô dụng thôi, cô ta như đã bị kiểm soát tâm trí vậy, hai mắt vô hồn, hoàn toàn không giống một người có tư duy bình thường, nét mặt Trần Triệu Dương dịu đi, nói. Vậy thì làm phiền cậu Trần rồi, mặc dù Trần Triệu Dương đã nói như vậy, nhóm người Vinh Dương vẫn muốn đi xem cho rõ. Trần Triệu Dương dẫn Vinh Dương và ba người đi theo ông ấy ra vườn sau của biệt thự. Đây là lần đầu tiên Vinh Dương và ba người kia đến biệt thự mới của Trần Triệu Dương, trước đây chỉ tra được Trần Triệu Dương đang ở chỗ này nhưng không đi vào thăm dò sâu hơn. Giờ đến đây, họ không thể không giật mình, vì căn biệt thự trông rất tĩnh lặng này lại cho họ một cảm giác nguy hiểm vô cùng sâu sắc. Sợ là bên trong đã được trang bị đủ thứ cơ quan, may mà họ không sốc nổi xông vào kiểm tra, nếu không sẽ khó mà an toàn thoát khỏi đây được. Trần Triệu Dương cố ý dẫn bốn người vòng tới vòng lui, hiển nhiên là không muốn để họ biết lối đi tắt của biệt thự. Mọi người đi sát theo tôi nhé, trong này có một số cơ quan, dù là tôi cũng không thể an toàn thoát thân được, trong lúc dẫn họ đi đường vòng, Trần Triệu Dương lên tiếng nhắc nhở. Cẩn thận chút vẫn hơn. Để khỏi lại có kẻ không có mắt tới đây làm phiền cuộc sống của cậu, chú Vinh kinh hồn bạt vía, lập tức mở miệng trả lời. Trần Triệu Dương gật đầu. Đương nhiên anh biết Vinh Dương đang nói về chuyện Lữ Đại Vĩ từng tự tiện xông vào biệt thự của anh. Đi một quãng đường hết tròn 5 phút, cuối cùng họ cũng tới khu vườn sau biệt thự. Rồi, tới đó thôi, Trần Triệu Dương chỉ vào căn nhà trong vườn, nói. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, bốn người kia lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đoạn đường vừa rồi quá kinh hoàng, sắp hù chết họ rồi. Càng đi vào trong, cái cảm giác nguy hiểm ấy càng nặng nề hơn. Bọn họ mà dám làm gì sằng bậy, có lẽ họ sẽ đi đời nhà ma ngay tức khắc. Họ không hề nghi ngờ tính chân thực của điều này. Đi thôi, vào xem đi, Trần Triệu Dương mở cửa phòng ra, dẫn đầu tiến vào. Đúng là đội trưởng Bạch rồi, cô ấy sao thế này, thấy Bạch Thấm vô lực nằm dưới đất, hai mắt đờ đẫn, nét mặt nhóm người Phạm Thanh Thanh hơi ảm đạm. Không việc gì, bị tôi bỏ thuốc, nếu không đã không nằm yên như vậy, Trần Triệu Dương khoát tay áo, nói. Cậu Trần, cậu là thần y mà, cậu cũng không có cách chữa trị tình trạng hiện tại của đội trưởng Bạch sao, Vinh Dương mong mỏi nhìn Trần Triệu Dương. Mặc dù y thuật của tôi cũng khá nhưng tôi không phải thần, chưa kể theo tình hình trước mắt thì không phải cô ta bị bệnh đâu, trên người cũng không có dấu hiệu đã dùng thuốc, tôi e là do chiêu trò gì khác, Trần Triệu Dương bất đắc dĩ lắc đầu trả lời. Đây là lần đầu tiên anh gặp phải loại chuyện này, nhưng anh vẫn hơi tò mò. Rốt cuộc chuyện này là sao? Nếu thật sự có cách để kiểm soát tâm trí của một người, vậy chẳng phải kẻ này thành vô địch thế giới rồi à? Chắc phương pháp này phải có hạn chế hoặc cần tránh cái gì khi sử dụng chứ, nếu không thì quá biến thái rồi. Chờ tôi chút, để tôi hỏi tổng bộ xem, Vinh Dương biết rằng chuyện này đã vượt quá phạm vi mà ông ấy có thể giải quyết, mau chóng lấy một chiếc điện thoại vô cùng cũ kỹ ra và gọi đến một số. Thấy Vinh Dương gọi điện thoại, Trần Triệu Dương tự giác ra ngoài, không đứng ở trong đợi. Chỉ chốc lát sau, Vinh Dương cũng đi ra. Sao rồi,
Tổng bộ Long Tổ các ông nói thế nào, Trần Triệu Dương biết Bạch Thấm này vừa có mạng giao thiệp vừa có bối cảnh, hơn nữa, còn trẻ như vậy mà đã trở thành một tiên thiên đỉnh cấp cường giả, trong tương lai rất có thể sẽ thăng cấp lên võ đạo tông sư, chắc chắn Tổng bộ Long Tổ sẽ không mặc kệ một nhân tài như thế. Bên Tổng bộ nói rằng đây không phải lần đầu xuất hiện trường hợp như đội trưởng Bạch, chẳng qua trước giờ họ đều không bắt được người sống, hễ những ai bị kiểm soát tâm trí đều tự sát ngay khi bị bắt, may mà cậu Trần đã khống chế cô ấy kịp thời. Vinh Dương nói với vẻ vô cùng cảm kích. Nói cách khác, tổng bộ của các ông có phương pháp chữa trị, nghe Vinh Dương nói vậy, Trần Triệu Dương nhướng mày tò mò hỏi. Đúng vậy, còn phương pháp chữa trị là gì thì tôi cũng không biết, nhưng nếu bên tổng bộ đã nói như vậy thì có lẽ đã có phương pháp đáng tin gì rồi. Vinh Dương biết Trần Triệu Dương muốn biết điều gì, nhưng bên tổng bộ không tiết lộ, tất nhiên ông cũng không thể cho anh biết. Được, hiểu rồi. Nhưng tôi mong ông hãy báo chuyện nợ tôi lên trên sau khi Bạch Thấm trở lại. Cả chuyện cô ta ám sát vợ tôi nữa, có lẽ khi Bạch Thấm tỉnh lại rồi các ông cũng đã biết cụ thể là chuyện gì xảy ra, lúc đó nhờ ông báo lên tổng bộ giúp cho. Trần Triệu Dương nghĩ đến việc trước đây anh từng yêu cầu người của Long Tổ điều tra người đã công bố thông tin của nhiệm vụ, kết quả là chỉ Bạch Thấm có quyền hạn đó nên đành thôi. Cậu Trần yên tâm, chờ sau khi đội trưởng tỉnh lại, chúng tôi nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời về những chuyện này. Nghe thấy những lời này của Trần Triệu Dương, Vinh Dương buộc phải gật đầu đồng ý. Được, vậy ông dẫn người đi đi, Trần Triệu Dương không cản đường nữa, nhường lối ra cho bốn người đi. Cảm ơn cậu Trần, à đúng rồi, còn một việc nữa. Không biết cậu có ấn tượng thế nào về Long Tổ, Vinh Dương chắp tay cảm ơn, sau đó hỏi. Chưa ra hình dáng gì, quá yếu, nếu người thủ hộ ám võng đều có thực lực ngang các ông thì thật là, đây là lời nói thật lòng của Trần Triệu Dương. Mặc dù vế sau anh không nói ra nhưng có lẽ nhóm người Vinh Dương cũng hiểu ý anh là gì. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Phạm Thanh Thanh, Vu Hòa Vĩ và Trương Hằng đều hơi tức giận nhìn Trần Triệu Dương, chỉ có Vinh Dương là gượng gạo cười. Thật ngại quá, chỉ có Long Tổ ở thành phố Long Hải chúng tôi mới như vậy thôi, các đội khác xuất sắc hơn nhiều, Vinh Dương bất lực mỉm cười. Vậy sao, khi nào gặp thì nhận xét sau, nhưng ông hỏi cái này làm gì, Trần Triệu Dương thấy hơi kỳ lạ. Tự dưng hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy. Là thế này, không biết cậu Trần có hứng thú gia nhập Long Tổ chúng tôi không? Vinh Dương nhìn Trần Triệu Dương với vẻ mong đợi, hỏi. Cảm ơn đã cất nhắc tôi, nhưng tôi quen tự do rồi, không quen bị trói buộc. Trần Triệu Dương hơi kinh ngạc, sau đó lắc đầu từ chối. Cậu Trần, gia nhập Long Tổ rồi sẽ được rất nhiều lợi ích, mà thật ra cũng không bị ai trói buộc cả. Có cái là khi nào có nhiệm vụ phải đi làm nhiệm vụ thôi, còn lại đều ở trong tổng bộ tu luyện. Hơn nữa, nếu cậu gia nhập vào Long Tổ, người nhà của cậu sẽ được chúng tôi bảo vệ, ai muốn động vào họ đều phải cẩn thận suy xét lại. Ngoài ra, Long Tổ chúng tôi có rất nhiều tài nguyên, chỉ là phải làm hơi nhiều nhiệm vụ, nhưng nếu đủ điểm thì có thể đổi lấy rất nhiều thứ tốt, đương nhiên hầu hết đều là vật hiếm có. Vinh Dương ra sức thuyết phục Trần Triệu Dương. Ông ấy biết anh không thiếu tiền nên không nói mấy thứ như phúc lợi hay đãi ngộ mà chỉ nói đến hai thứ lợi ích mà ông cho là Trần Triệu Dương sẽ hứng thú. Vẫn là thôi đi, người nhà của tôi tự tôi bảo vệ, Trần Triệu Dương lắc đầu, vẫn không đồng ý. Thôi được, cậu Trần, nếu sau này cậu có suy nghĩ muốn gia nhập chúng tôi thì hãy nói một tiếng với tôi nhé, Vinh Dương vô cùng thất vọng, nhưng cũng không thể ép anh được. Vì dù sao đối với họ, được gia nhập Long Tổ là một niềm vinh hạnh lớn lao. Nhưng trong mắt Trần Triệu Dương có lẽ không phải như vậy. Cường giả đứng trên đỉnh cao của Tam Hải, có thể chém chết võ đạo tông sư, một người siêu phàm như Trần Triệu Dương sao có thể gia nhập vào một nơi phức tạp như Long Tổ chứ? Tiếp đó, Vinh Dương bảo những người khác mang Bạch Thấm rời khỏi biệt thự, dĩ nhiên, Trần Triệu Dương vẫn là người đưa họ ra ngoài. Đợi đám người Vinh Dương rời đi rồi, nhóm Tật Phong mới từ một nơi gần đó đi ra. Đại ca, những người này là ai? Sao anh lại đưa người phụ nữ kia cho bọn họ, Tật Phong hỏi. Người của Long Tổ ở Hoa Hạ, người phụ nữ kia tên là Bạch Thấm, là tổ trưởng của Long Tổ ở thành phố Long Hải, chuyện này trước tiên cứ như vậy đi đã, chờ đến khi bọn họ chữa khỏi hết cho Bạch Thấm rồi, tôi sẽ tìm bọn họ để nói chuyện sau, Trần Triệu Dương nói. Đại ca, em cảm thấy, đối tượng ám sát của người phụ nữ kia không phải là chị dâu, mà chắc là anh đó, đúng lúc này, Ưng Chuẩn đột nhiên nói. Ồ. Sao cậu biết được, nghe Ưng Chuẩn nói như vậy, nhóm người Trần Triệu Dương nhất thời hơi sửng sốt, sau đó truy hỏi. Bởi vì, với sức mạnh của người phụ nữ đó, thâm sâu khó dò, như vậy thì chắc chắn có thể dễ tê chết được chị dâu chỉ bằng một nhát.
thế nhưng mà cô ta lại để mình bị bại lộ trước khiến đại ca cản lại. Cô ta làm như vậy, chính là vì muốn để cho đại ca lấy thân ra đỡ thay chị dâu, mượn cơ hội đó để giết anh. Chỉ là, cô ta không ngờ rằng thực lực của đại ca lại mạnh như thế, lại có thể chặn được một chiêu đó của cô ta. Nếu như đổi lại là người khác, sợ là cô ta đã đạt được mục đích của mình rồi. Ưng Chuẩn là một tay bản tỉa, suy nghĩ đâu ra đó, nói ra phỏng đoán của mình. Nói vậy cũng có lý, nghe Ưng Chuẩn phân tích xong, Trần Triệu Dương lập tức gật đầu. Nếu như mục tiêu ám sát của Bạch Thấm này là Nam Cung Yến, thì với thực lực của một người có sức mạnh ở bậc cao nhất của Thiên Tiên Đại Thành, thì chỉ cần tùy tiện tìm một lúc nào đó mình không có ở đây, trực tiếp ám sát, thì tỷ lệ thành công sẽ tăng cực cao. Thế nhưng mà Bạch Thấm cứ hết lần này tới lần khác chọn lúc mình có ở đây để ra tay, và lại còn cố tình vạch trần trước, quả thật là không bình thường. Sau khi nghĩ thông được điều này, Trần Triệu Dương lại thở dài một hơi. Chỉ cần mục tiêu của những người này không phải Nam Cung Yến, mà là mình, như vậy thì không có gì phải sợ nữa rồi. Anh sợ nhất là những kẻ thù kia của mình, cùng với nhà Mộ Dung ở thủ đô luôn coi Nam Cung Yến là mục tiêu, vì thế sẽ có một lúc nào đó mình sơ sẩy. Trở lại biệt thự, mấy người Nam Cung Yến cũng không lên lầu nghỉ ngơi mà ở dưới phòng khách chờ, nhìn thấy nhóm Trần Triệu Dương về nhà, thì vội bước tới. Sao rồi, có hỏi được cái gì không? Nam Cung Yến nhanh chóng chạy ra, vội vã hỏi. Không có gì, tinh thần của cô ta có chút vấn đề, không hỏi ra được gì cả, nên anh đã để cho người ta đưa cô ta đi chỗ khác rồi. Chỉ có điều, đối tượng ám sát của người phụ nữ đó không phải là em, mà là anh. Trần Triệu Dương nhìn thấy dáng vẻ lo lắng sốt ruột của Nam Cung Yến, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, bèn nắm chặt lấy tay cô, nhẹ nhàng nói. Trời ạ, anh rể, anh có nhiều kẻ thù thật đấy. Người phụ nữ đó có vẻ bề ngoài xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ anh có nợ tình với cô ấy sao? Để người ta tìm tới tận cửa, Tuyên Hoàng nghe Trần Triệu Dương nói như vậy, hai mắt sáng lên, trong mắt lóe ra vẻ muốn hóng hớt, bắt đầu nói nhảm. Thôi đi, nói năng linh tinh. Anh một lòng một dạ với Nam Cung Yến, chị ấy là mối tình đầu của anh, nghe Tuyên Hoàng nói xong, Trần Triệu Dương lập tức trừng mắt, sau đó dùng ánh mắt dịu dàng để nhìn Nam Cung Yến. Ke, không ổn, em sắp nôn ra giấm đến nơi rồi, nồi thức ăn cho chó trước mặt mọi người, có định để người ta sống hay không vậy? Tuyên Hoàng giả bộ buồn nôn, hung hăng phê phán anh. Những người khác nhìn thấy vậy cũng vô cùng biết điều mà rời đi, vốn dĩ, Julia không muốn rời đi nhưng lại bị Tuyên Hoàng nhất quyết kéo ra ngoài. Bà xã, thật sự xin lỗi em, hôm nay khiến em hoảng sợ rồi, Trần Triệu Dương vươn tay ra ôm Nam Cung Yến vào lòng, nhẹ nhàng nói. Đó không phải việc của anh đã làm rất tốt rồi, em cũng sẽ cố gắng tu luyện, để không làm ngáng chân anh, Nam Cung Yến hôm nay cũng coi như được mở mang tầm mắt, thì ra lúc nguy hiểm thật sự ập đến cô lại yếu đuối như vậy, lại còn khiến Trần Triệu Dương vì cô mà nhận một dao. Nghĩ đến đây, Nam Cung Yến nhất thời có chút sốt ruột. Lập tức rời khỏi vòng tay của Trần Triệu Dương, bắt đầu cởi quần áo của anh ra. Bà xã, vẫn còn là ban ngày, làm như này có gấp quá không? Làm vậy không, không ổn lắm thì phải, Trần Triệu Dương trong phút chốc bị hành động của Nam Cung Yến làm cho hoang mang. Nam Cung Yến là người như vậy sao? Sao mới nói có mấy câu đã bắt đầu cởi quần áo rồi? Chắc không phải do hôm nay bị màn cầu hôn của mình làm cho cảm động đó chứ? Nhưng mà thuần dương vô cực công chết tiệt mà bản thân tu luyện thì cho dù bản thân có muốn làm gì cũng đành lực bất tòng tâm thôi. À, nghe thấy những lời Trần Triệu Dương nói Nam Cung Yến nhất thời sửng sốt, cảm nhận thấy những việc mình đang làm và cả những lời Trần Triệu Dương nói, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng. Hư, anh nghĩ linh tinh gì vậy? Em chỉ lo là hôm nay anh bị đâm một nhát dao, có phải bị thương nghiêm trọng không thôi? Nam Cung Yến thẹn quá hóa giận nói. Ôi trời! Là anh hiểu nhầm rồi, thật ngại quá. Anh cứ tưởng là hôm nay anh đẹp trai dạng người, thần thái ngút trời, khiến cho bà xã thân yêu cảm động chứ, thật là thất vọng quá, Trần Triệu Dương nghe xong thất vọng nói. Đừng có nói linh tinh nữa đi, nhanh để em xem nào, Nam Cung Yến nhìn Trần Triệu Dương một cái, lập tức mạnh tay kéo anh lại gần, cởi áo của anh ra. Ấy, sao lại như vậy, Nam Cung Yến đỏ mặt cởi áo Trần Triệu Dương ra, vô cùng sửng sốt khi tấm lưng anh không có một chút thương tích nào. Không dám tin vào mắt mình, liền đưa tay sờ soạng lưng Trần Triệu Dương. Đại ca, có, đúng lúc này cửa phòng đột nhiên bị người khác mở ra, một cơn gió thổi vào. Tuy nhiên, khi nhìn thấy tình cảnh trong phòng, tim cậu ta như nhảy lên. Em không nhìn thấy gì hết, em là người vô hình,
khi nhìn thấy vẻ mặt u ám của Trần Triệu Dương, sắc mặt cậu ta lập tức thay đổi, nhanh chóng chạy ra ngoài. Nam Cung Yến đột nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ, rốt cuộc ở trong mắt Tật Phong, vừa rồi cô đã làm ra chuyện gì vậy? Nghĩ đến đây, Nam Cung Yến vội vã chạy lên lầu với khuôn mặt đỏ bừng. Tên khốn này, nếu không đưa ra được lý do hợp lý, để xem tôi có đánh chết cậu không, Trần Triệu Dương vô cùng tức giận, lập tức bước ra ngoài với vẻ mặt u ám. Lúc Trần Triệu Dương đi ra ngoài, tình cờ nhìn thấy dưới tán cây bên ngoài biệt thự có gió thổi, dưới gốc cây có mấy người đang bàn tán rất sôi nổi. Mấy người không biết vừa nãy khi tôi bước vào đại ca và chị dâu đang làm gì đâu, cảnh tượng lúc đó thật sự vô cùng nóng bỏng, Tật Phong kể một cách hào hứng. Tuy nhiên, cậu ta không nhận thấy rằng biểu hiện của Hắc Kiện và những người khác đột nhiên trở nên nghiêm túc, và sau đó họ lùi lại vài bước. Này, mấy người có muốn biết thêm điều thú vị không? Tôi có những tin tức độc quyền đó, vô cùng nóng bỏng luôn, lúc này, Tật Phong cuối cùng cũng phát hiện vẻ mặt của bọn họ có gì đó không đúng, đột nhiên dọa dẫm. Ồ, cậu có tin giật gân độc quyền thú vị nào nữa? Kể cho tôi nghe xem nào, đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền đến tai Tật Phong. Đại ca, em sai rồi, nghe thấy giọng nói này, trong lòng Tật Phong lập tức chấn động, cậu ta hung dữ trừng mắt nhìn mấy người Hắc Kiệt. Chắc chắn đám người không có nghĩa khí này đã nhìn thấy đại ca từ lâu rồi, thế mà không thèm nhắc nhở mình. Không sao, tôi lại rất tò mò, nói nghe thử xem nào, trên mặt Trần Diệu Dương mang theo nụ cười ôn hòa, bình tĩnh nhìn Tật Phong, nói. Nhìn thấy dáng vẻ đó của Trần Diệu Dương, vẻ mặt mấy người Hắc Kiện càng thêm căng thẳng, lập tức lặng lẽ chuồn ra xa. Mỗi lần đại ca có biểu hiện thế này là bọn họ đều sẽ gặp xui xẻo, lúc này cách tốt nhất chính là tạm thời tránh xa tầm ngắm. Chẳng phải ban nãy mấy người các cậu nói chuyện vui vẻ lắm à, đã nói có phúc có khổ đều cùng hưởng rồi, vừa vặn tôi có học được mấy chiêu, hôm nay dạy cho các cậu vậy. Để sau này dù có không đánh lại cũng có thể chạy trốn, vậy nên mấy chiêu này nhất định phải dạy cho các cậu, hôm nay có cơ hội tốt. Nụ cười trên mặt Trần Diệu Dương càng thêm rạng rỡ, sau đó ngoách tay với mấy người Hắc Kiện. Đi theo tôi hết, nếu ai dám trốn tôi sẽ kèm người đó một mình. Trần Diệu Dương nói xong thì xoay người đi về phía sau biệt thự. Nghe thấy lời này của Trần Diệu Dương, mọi người đều kêu rên, ngoài Mạc Uyên chưa hiểu rõ Trần Diệu Dương lắm ra, tất cả đều đã Trần Diệu Dương quá rõ, lần này bọn họ dãm phải mìn rồi. Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, phía sau biệt thự liên tiếp vang lên những tiếng kêu thê lương thảm thiết, còn cả tiếng van xin thương xót, quả thực khiến người nghe đều phải rơi lệ. Trong biệt thự Nam Cung Yến vẫn còn đang cảm thấy lòng mình rối bời. Tình cảnh vừa rồi thật sự quá xấu hổ, sớm biết vậy đã không sờ loạn. Đợi đến khi Trần Diệu Dương chút được hết nỗi buồn bực trong lòng rồi, lúc này mới hỏi Tật Phong, vừa rồi cậu đi vào là muốn nói gì à? Đại ca, lúc nãy có người gọi điện tới nói muốn xin thuốc, Tật Phong bất lực ngước mắt nhìn Trần Diệu Dương nói. Không rảnh, nghe thấy chỉ là loại chuyện thế này, Trần Diệu Dương lập tức nhìn Tật Phong với không vui, nói, chỉ vì chuyện này mà cậu chạy vào phòng tìm tôi. Tôi cảm thấy cường độ đào tạo vừa rồi vẫn chưa đủ, phải luyện thêm một chút nữa. Không cần đâu đại ca, nghe Trần Diệu Dương nói vậy, mọi người nhanh chóng kêu thảm. Đại ca, quả thật có chuyện đó, tổ chức sát thủ lưỡi săn xếp thứ 25 đã phái người tới Hoa Hạ, nghe nói bọn họ tuyên cáo trên mạng lưới thế giới ngầm là muốn bắt kẻ phản bội, đúng ngay lúc này Hắc Kiện đột nhiên nhớ ra điều gì, lập tức mở miệng hét lên. Ồ, vậy à, lưỡi săn, cái tên nghe quen quen. Nghe thấy lời Hắc Kiện nói, Trần Diệu Dương hơi nhíu mày, dường như đã nghe được cái tên này ở đâu rồi, không phải khi anh ở nước ngoài. Đại ca, dù sao cũng đâu liên quan gì với chúng ta, huống hồ chỉ xếp thứ 25 thế giới, thực lực hơi kém. Các võ giả của Hoa Hạ quá lợi hại, mấy người đứng đầu thế giới như chúng ta cũng bị đánh cho phải chật vật chạy trốn, đám người kia có tới cũng vô dụng. Tật Phong hoàn toàn không để tâm nói. Hiển nhiên chẳng đặt tổ chức sát thủ lưỡi săn chỉ xếp thứ 25 thế giới này vào trong lòng. Cậu nói sai rồi, có liên quan với chúng ta đấy, bấy giờ Trần Diệu Dương đã nhớ ra nghe được cái tên đó ở đâu rồi. Chị em nhà họ Cận không phải người của lưỡi săn, nhưng hai người họ lựa chọn trung thành với mình, nên chắc chắn đã bị coi là kẻ phản bội. Nếu chị em nhà họ Cận đã trung thành với mình, mà lưỡi săn lại tới tìm bọn họ gây phiền phức, vậy mình cũng không thể chỉ khoanh tay đứng nhìn được. Đại ca, không phải chứ, anh lại có quan hệ với tổ chức cấp thấp như vậy sao, nghe Trần Diệu Dương nói, bọn Tật Phong lập tức trợn tròn mắt, không nói đến những tổ chức xếp phía dưới, cho dù là thứ hai hay thứ ba bọn họ cũng chưa từng để vào. Mắt,
bớt lắm mồm đi, kẻ phản bội mà bọn họ muốn bắt là người dưới tay tôi, một đôi lính bắn tỉa sinh đôi, cậu nói xem có liên quan không, Trần Diệu Dương lườm Tật Phong, tức giận nói. Vậy thì đơn giản rồi, nếu thế cứ thẳng thản tiêu diệt bọn họ không phải là được sao? Hơn nữa, nói không chừng cũng không cần chúng ta ra tay đâu, Hoa Hạ được xưng là cấm địa của lính đánh thuê và sát thủ, những người thuộc lưỡi săn kia đến, chỉ sợ chưa đi được bao xa đã bị tiêu diệt hết rồi, nghe Trần Diệu Dương nói vậy, cuối cùng đám Tật Phong cũng hiểu ra Trần Diệu Dương nói có liên quan là sao, nói vậy thì quả thật có liên quan, mà không hẳn là liên quan, ân oán thì đúng hơn. Các cậu đã quên mất lời tôi đã nói với các cậu rồi à? Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, chúng ta có thể giữ vững vị trí số một nhiều năm như vậy không phải bởi vì thực lực chúng ta mạnh hơn bọn họ, mà là vì mỗi một nhiệm vụ chúng ta đều dốc toàn lực ứng phó. Trần Diệu Dương lại sầm mặt xuống, hung dữ chỉ trích. Dạ, đại ca, chúng em sai rồi, nghe thấy lời Trần Diệu Dương nói, đám người Tật Phong lập tức trở nên nghiêm túc, nghiêm mặt nói. Cậu Tử, Ưng Chuẩn, hai người cậu bảo vệ Cận Băng và Cận Liệt mấy ngày nữa. Tật Phong, Hắc Kiện, hai người cậu mau chóng điều tra tin tức về lưỡi săn cho tôi muốn biết thông tin chính xác của họ, Trần Diệu Dương nhanh chóng giao nhiệm vụ. Vậy, còn tôi thì sao, Mạc Uyên hơi ngập ngừng. Vừa nghe bọn họ trò chuyện xong nên anh ta đã có chút hiểu biết về lai lịch của đám Trần Diệu Dương. Nếu Trần Diệu Dương đã nói ra những chuyện này trước mặt mình, vậy cũng tức là đã hoàn toàn tin tưởng mình, điều này khiến trong lòng Mạc Uyên vô cùng cảm động. Đối mặt với tình huống như vậy, Mạc Uyên không khỏi mở miệng hỏi. Anh ta cũng muốn mau chóng hòa nhập được với bọn họ, hành động lần này là một cơ hội tốt. Vậy Mạc Uyên, cậu đi theo Ưng Chuẩn và cậu Tử, thuật cơ quan của cậu có thể giúp bọn họ bố trí cơ quan trước. Sau đó Hắc Kiện và Tật Phong sẽ dẫn đám kia vào Thiên La Địa Võng các cậu đã bày sẵn. Hãy xem lần này các cậu hợp tác làm việc có thể ra được cái gì không? Trần Diệu Dương trầm ngâm một lúc, sau đó nói. Đại ca, không phải chứ, anh muốn chúng em hành động một mình sao? Nghe Trần Diệu Dương nói vậy, bọn họ cảm thấy hơi buồn bực. Cậu nghĩ bọn họ xứng cho tôi ra tay à? Hay là cậu nghĩ mình không phải là đối thủ của lưỡi săn? Trần Diệu Dương tức giận nói. Đại ca! Chỉ là đám gà thối khoai lang giữa của lưỡi săn thôi mà, vốn không cần đại ca ra tay, cứ giao cho chúng em, nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trần Diệu Dương nói vậy, làm sao đám Tật Phong có thể chịu nổi chuyện mình bị khinh thường, lập tức vỗ ngực đảm bảo. Được, tôi chờ tin tốt của các cậu, đi chuẩn bị đi. Thẻ này cho cậu, cần gì cứ trực tiếp mua, không cần sợ đắt. Đặc biệt là cậu, Ưng Chuẩn, tôi cho phép cậu mua một hộp đạn, dứt lời Trần Diệu Dương lấy ra một tấm thẻ. Còn cả thông tin liên lạc của chị em nhà họ Cận, đưa cho bọn họ. Chị em nhà họ Cận vẫn luôn ở thành phố Long Hải, chỉ cần Trần Diệu Dương không có ở đây, hai chị em bọn họ sẽ tới bảo vệ Nam Cung Yến. Tốt quá, đại ca, nghe Trần Triệu Dương nói như vậy, Ưng Chuẩn vui vẻ không ai sánh bằng, cầm lấy thẻ ngân hàng, vui vẻ nói. Đi đi, có mấy con cá nhỏ đó mà các cậu còn bị thương, đừng quay về gặp tôi nữa, nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi. Trần Triệu Dương không nhịn được mở miệng nói. Đại ca, anh dài dòng quá, ha ha, đến khi bọn họ đi xa, mới cùng nhau quay lại hô lên với Trần Triệu Dương. Hô xong, bọn họ cười rộ lên, rồi nhanh chóng chạy mất. Đám người này, Trần Triệu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi. Vốn dĩ Trần Triệu Dương muốn trải nghiệm thế giới hai người cùng với Nam Cung Yến, nhưng hai người Tuyên Hoàng và Julia vẫn đi theo họ, khiến Trần Triệu Dương rất bực mình. Lúc Trần Triệu Dương đang đi shopping cùng ba người đẹp, đột nhiên Tăng Kim Lai gọi điện thoại tới, nói là đã tìm được một chiếc hộp cơ quan mà Trần Triệu Dương đã thông báo rằng phải chú ý. Trần Triệu Dương vô cùng kích động, bây giờ cái hộp cơ quan này đang ở trong tay một người giàu có, người này tên là Tạ Thuy Ý. Nhà họ Tạ này cũng từng là một gia tộc có tiếng tăm ở thành phố Long Hải, nhưng đời thứ ba của nhà họ Tạ lại không có người tài. Vậy nên sau khi thế hệ trước lần lượt qua đời, nhà họ Tạ cũng dần dần suy sụp. Cuối cùng, gia tộc bị chia rẽ, tên tuổi cũng không còn nữa. Tạ Thuy Ý thuộc chỉ thứ nhất của dòng họ, ban đầu lấy được nhiều tài sản nhất. Nhưng Tạ Thuy Ý này lại là một tên nhà giàu chính hiệu, mê đánh bạc như mạng. Chưa được bao lâu, ông ta đã thua sạch toàn bộ tài sản. Chiếc hộp cơ quan này là thứ cuối cùng ông ta đặt cược ở sòng bạc, nhưng người ở sòng bạc lại không thấy thứ này có gì đáng tiền, nên đôi bên làm ầm cả lên. Tăng Kim Lai nghe thuộc hạ báo lại chuyện này, nên thông báo cho Trần Triệu Dương biết. Đi, hôm nay đưa mọi người lên thuyền đánh bạc chơi, sau khi cất điện thoại, Trần Triệu Dương nói với ba người Nam Cung Yến. Thật sao,
trước giờ em chưa từng lên thuyền đánh bạc, nghe Trần Triệu Dương nói, ba cô gái lập tức mừng rỡ, hưng phấn đồng ý đi. Rất nhanh, Tăng Kim Lai tự mình lái xe đến đón bọn họ. Cậu Trần, chiếc thuyền đánh bạc này đến từ thành phố Úc. Sau khi lên đó, tất cả đều phải tuân theo quy tắc, tuyệt đối đừng xích mích với người trên thuyền. Tăng Kim Lai biết tính khí Trần Triệu Dương không tốt nên lên tiếng dặn dò. Yên tâm đi, tôi cũng không phải kẻ chuyên gây chuyện. Trần Triệu Dương hơi lúng túng, lập tức trừng mắt giận dữ nhìn anh ta, rồi nói tiếp, nếu anh đã nói vậy, có phải thực lực của người trên thuyền rất mạnh hay không? Đúng vậy, tôi nghe đồn, trên thuyền không chỉ có lính đánh thuê thực lực mạnh, cũng có không ít võ giả thiên tiên, mà chủ yếu là có một vị đại thành tông sư đang đánh bạc trên đó. Mặc dù chưa có ai tận mắt thấy ông ta ra tay, nhưng chuyện này tuyệt đối chính xác. Tăng Kim Lai gật đầu, sau đó giải thích với Trần Triệu Dương. Đại thành tông sư á, không phải là võ đạo tông sư đại thành đó chứ, nghe Tăng Kim Lai nói vậy, Trần Triệu Dương hơi sửng sốt. Không ngờ trên thuyền này lại có người mạnh như vậy. Phải biết rằng, vốn dĩ võ đạo tông sư đã khó mà luyện thành, cảnh giới sau võ đạo tông sư lại càng khó thăng cấp hơn. Có thể luyện tới đại thành ở cảnh giới tông sư, người đó tuyệt đối lợi hại. Cậu Trần, thực lực của vị tông sư này vô cùng mạnh mẽ. Nghe nói, ông ta từng giết võ đạo tông sư trong nháy mắt. Vậy nên cậu Trần, cậu tuyệt đối đừng kích động đấy. Tăng Kim Lai nói chuyện còn có chút sợ hãi. Hiển nhiên, anh ta vô cùng tò mò về vị đại tông sư trong lời đồn này. Anh ta có được tin tức chính xác tuyệt đối, nên vô cùng muốn biết thủ đoạn của vị đó như thế nào. Mạnh thế hả, vậy thì phải cẩn thận, trên mặt Trần Triệu Dương lộ ra nụ cười thản nhiên, ngoài miệng thì nói người ta mạnh, nhưng thực chất lại không để tâm. Dựa vào thực lực của anh, cho dù gặp phải đại thành tông sư, chỉ sợ đối phương cũng khó mà làm gì được anh. Lúc Tăng Kim Lai giải thích, xe đã lái tới bến tàu. Thuyền đánh bạc không đậu ở bờ này, mà đậu trên hải phận quốc tế. Bọn họ phải ngồi du thuyền đi tới hải phận quốc tế rồi mới lên thuyền đánh bạc được. Tăng Kim Lai cũng xem như người giàu có, du thuyền riêng cũng không đáng nói đến, trực tiếp đưa bốn người Trần Triệu Dương lên một du thuyền. Bọn họ lên thuyền, du thuyền khởi động, đi về phía hải phận quốc tế. Hai, nếu biết sớm sẽ ra biển, tôi đã mang theo đồ lặn rồi, Julia nhìn biển dưới bầu trời xanh, có du thuyền sang trọng, nhất thời có chút tiếc nuối. Đúng vậy, rất thoải mái. Tuyên Hoàng cũng thoải mái nhắm mắt lại, đón gió biển, nói một cách mê say. Cậu Trần, du thuyền này của tôi có chuẩn bị sẵn đồ bơi đấy, không biết có cần không, Tăng Kim Lai đang bận rộn chuẩn bị thức ăn bên cạnh, nghe hai người họ nói vậy, nên mở miệng hỏi. Bao lâu nữa mới đến hải phận quốc tế, Trần Triệu Dương hỏi. Nếu chạy nhanh hết sức, khoảng nửa tiếng là đến, Tăng Kim Lai lập tức trả lời. Vậy thôi đi, đợi lúc về chúng ta sẽ chơi thoải mái một lần. Trần Triệu Dương khoát tay, ngồi xuống bàn ăn. Tới đây ăn chút gì đi, trông rất ngon đấy, Trần Triệu Dương gọi ba cô gái tới. Trên bàn đều là hải sản tươi, còn có rượu vang, thức uống, nước trái cây và trái cây tươi, vừa nhìn đã có cảm giác thèm ăn rồi. Đầu bếp chính của du thuyền này là tôi mời từ nhà hàng 3 sao Michelin đấy, nấu rất ngon, Tăng Kim Lai nói. Thật sao, tôi chưa bao giờ được ăn đồ mà đầu bếp chính của nhà hàng Michelin làm. Hôm nay phải thử mới được, nghe Tăng Kim Lai nói vậy, hai mắt Tuyên Hoàng lập tức sáng lên, nhanh chóng chạy tới trước bàn ăn, nhìn những đồ hải sản này, nhất thời lại chẳng biết chọn món nào trước. Lão Tăng, tới đây ngồi đi, gần đây để anh vất vả rồi, Trần Triệu Dương gọi Tăng Kim Lai ngồi xuống. Ai ôi, cậu Trần, anh tuyệt đối đừng có nói như vậy, tôi có vất vả gì đâu, Tăng Kim Lai nhất thời có chút sợ hãi, vội vàng khoát tay nói. Vốn dĩ ban đầu anh ta thật lòng làm việc cho Trần Triệu Dương, cũng không có quá nhiều kế hoạch hay tính toán gì. Nhưng khi anh ta thực sự theo gót Trần Triệu Dương thì mới phát hiện ra mình có thể có được rất nhiều lợi ích mà tiền bạc không thể nào mang đến được. Ví như cơ thể anh ta, vốn dĩ rất béo, nhưng bây giờ lại rất cường tráng, không béo nữa, tự nhiên cũng không bị bệnh gì cả. Kiếm được nhiều tiền quan trọng lắm sao? Đương nhiên là quan trọng, nhưng mà, quan trọng nhất vẫn là phải có một cơ thể khỏe mạnh. Bằng không, có kiếm bao nhiêu tiền cũng vô ích cả thôi. Trừ chuyện này ra, thông qua những lần làm việc cho Trần Triệu Dương, những nhân vật lớn vốn dĩ không để anh ta vào mắt, bây giờ cũng rất tôn trọng anh ta, thậm chí còn khen ngợi anh ta nữa. Có rất nhiều người cho dù anh ta có nằm mơ cũng không nghĩ sẽ hợp tác với họ, bây giờ lại chạy đến muốn hợp tác với anh ta. Những thay đổi này so với những chuyện đã làm cho Trần Triệu Dương, căn bản không thể so sánh được.
Đừng khách sáo, chúng ta là người một nhà, tôi đâu có nhiều quy tắc vậy chứ, nhanh ngồi xuống đây đi, không thì tôi ăn không thoải mái. Trần Triệu Dương trừng mắt, ấn anh ta xuống ghế. Được, cậu Trần trong lòng Tăng Kim Lai rất cảm động, anh ta ngồi xuống. Nửa tiếng trôi rất nhanh, mà mấy người Trần Triệu Dương cũng đã ăn xong. Từ xa đã thấy một chiếc thuyền lớn lẳng lặng đậu trên mặt biển. Thuyền Ensa Princess cơ 10.000 tấn có thể nói là thuyền đánh bạc lớn nhất thành phố Úc, trông như một lâu đài to lớn, lấp lánh ánh kim. Sau khi du thuyền của bọn họ đến gần thuyền Ensa Princess thì mới phát hiện, chiếc du thuyền trông vừa to lớn vừa sang trọng này của Tăng Kim Lai, so với Ensa Princess thì chẳng khác nào một người khổng lồ và một em bé sơ sinh. Lúc sắp đến gần, Tăng Kim Lai dùng điện thoại vệ tinh gọi cho người trên thuyền. Khi tới nơi, du thuyền của bọn họ trực tiếp lái vào kho phía sau của Ensa Princess. Sau khi mấy người Trần Triệu Dương xuống hết, Tăng Kim Lai sai người lái thuyền rời đi, khi bọn họ về mới lái thuyền tới đón. Cậu Trần, đi thôi, người trên thuyền đánh bạc tới rồi. Từ xa, Tăng Kim Lai đã thấy một người từ cầu thang đi xuống, lập tức nói với Trần Triệu Dương. Được, Trần Triệu Dương gật đầu. Anh không quen con thuyền đánh bạc này, thế nên tất cả đều để Tăng Kim Lai xử lý. Một người đàn ông trung niên mặc áo đuôi tôm, tóc chải chuốt tỉ mỉ đi xuống cầu thang, đi về phía bọn họ. Ông Kim, vẫn khỏe chứ, Tăng Kim Lai đi tới, mở miệng chào hỏi. Anh Tăng, quả thực đã lâu không gặp, các vị, mời đi cùng tôi. Người đàn ông được gọi là ông Kim nở nụ cười, đi trước dẫn đường. Ông Kim này là tổng quản lý của con thuyền này, còn rất có uy tín, mặc dù chỉ là người làm của nhà họ Hà, nhưng có quyền lực cực lớn, Tăng Kim Lai nhỏ giọng giải thích với Trần Triệu Dương. Ừ, Trần Triệu Dương không quan tâm ông Kim kia là nhân vật nào, bây giờ anh chỉ muốn lấy cái hộp cơ quan kia thôi. Thấy Trần Triệu Dương không có hứng thú, Tăng Kim Lai không nói thêm nữa. Mọi người đi theo ông Kim vào phòng chơi bài trên thuyền. Mới vừa vào, mấy người Trần Triệu Dương đã bị chấn động. Phòng chơi bài này trang trí quá xa hoa, cơ bản mà nói chính là nguy nga lộng lẫy. Ở giữa các bàn đánh bạc có vài cô gái ăn mặc sexy, đủ loại tiếng động tấn công tới, khiến người ta có cảm giác hưng phấn. Chẳng trách những người đã lên thuyền đánh cược, không thua đến đồng tiền cuối cùng thì tuyệt đối không đi xuống. Dưới hoàn cảnh như vậy, không thể thu lại được. Huống hồ, nơi này cũng cho vay mượn, nếu thua hết tiền, tự nhiên sẽ có người tìm tới rồi cho mượn tiền. Những người thua đến mức hồ đồ rồi, đều mong sẽ gỡ lại, căn bản không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn gỡ lại, cho nên sẽ mượn nợ. Mà trong số bọn họ, có mấy ai có thể gỡ lại được. Cuối cùng, với lãi suất cao 13%, lãi mẹ đẻ lãi con, rất nhiều người bị ép đến độ nhà tan cửa nát cũng vì điều này. Nhìn cảnh ấy, Trần Triệu Dương lập tức tập trung tinh thần, những cám dỗ này vẫn không thể làm dao động ý chí của anh. Tăng Kim Lai là một con cáo già, những nơi như thế này, không biết đã đến bao nhiêu lần rồi nữa. Anh ta cũng không có động thái gì. Wow, nơi này đẹp quá, em muốn vào chơi thử, Tuyên Hoàng hưng phấn nói. Được rồi, tôi sẽ đổi một ít tiền cược cho mọi người có thể chơi thử, Trần Triệu Dương không ngăn cản ba cô gái chơi. Anh tin bọn họ không phải người ham đánh bạc, huống chị, lên thuyền đánh bạc mà lại không đánh bạc, đây chẳng phải là quá đáng tiếc hay sao? Trần Triệu Dương để Tăng Kim Lai đi đổi 3 triệu tiền đặt cược, cho ba người Tuyên Hoàng. Julia và Nam Cung Yến, mỗi người 1 triệu. Anh rể, quá nhiều rồi, cầm 1 triệu tiền cược trong tay, Tuyên Hoàng không nhịn được líu cả lưỡi. Không sao cả, thua hết thì đổi tiếp, chủ yếu là chơi vui vẻ, Trần Triệu Dương không để ý, đối với anh mà nói, 2-3 triệu không khác gì 1-2 đồng của người bình thường. Ông Kim chịu trách nhiệm dẫn đường. Vốn còn cho rằng chàng trai và ba cô gái này là thuộc hạ của Tăng Kim Lai, nhưng không ngờ cậu thanh niên này là chủ. Điều này khiến ông ta tò mò, không biết cậu thanh niên này là cậu chủ nhà nào. Nhưng dù là cậu chủ của một gia tộc lớn, chỉ sợ cũng không có tư cách sai khiến Tăng Kim Lai như người làm như vậy. Xem ra, lai lịch của cậu thanh niên này có chút đáng sợ đây. Đương nhiên mấy người Trần Triệu Dương không biết được suy nghĩ của ông Kim, dù sao thì trên con thuyền này cũng không có chuyện gì cả. Huống hồ, mấy người Nam Cung Yến, Tuyên Hoàng và Julia đều là người có võ, người bình thường cũng không thể nào đến gần ba người được. Ông Kim, không biết bây giờ cậu Tạ đang ở đâu? Tôi em mờ lặp anh ta, Tăng Kim Lai thấy ánh huyền mắt ra hiệu của Trần Triệu Dương nên hỏi ông Kim. Anh Tăng, cái tên Tạ Thụy Ý đó nợ rất nhiều tiền, nếu anh không thân thiết với anh ta, tốt nhất đừng để ý. Anh ta là cái động không đáy, ông Kim khuyên. Không sao,
tôi đi gặp anh ta trước, nếu như không làm gì được, tôi chắc chắn sẽ không làm gạch dưới khó. Tăng Kim Lai nở nụ cười, đương nhiên anh ta sẽ không nói là mình muốn cái hộp cơ quan kia. Nếu không, dựa vào sự sỏi đời của ông Kim, sợ rằng sẽ không dễ dàng giao ra. Được rồi, nếu anh Tăng không chê phiền thì đi cùng tôi, ông Kim gật đầu, cũng không quá bất ngờ, nên đi trước dẫn đường. Ông Kim, mấy người bạn của tôi ở đây không sao chứ, mặc dù Trần Triệu Dương khá yên tâm với sòng bạc này, hơn nữa anh nhìn quanh một vòng, cũng không phát hiện có võ giả thực lực mạnh nào, nhưng vì lý do an toàn, anh vẫn hỏi. Cậu à, cậu yên tâm đi, trên thuyền này sẽ không xảy ra chuyện xấu gì đâu, không ai dám làm chuyện xấu cả, ông Kim nói, trong mắt mang vẻ cực kỳ tự tin. Vậy thì tốt rồi, Trần Triệu Dương gật đầu, quay lại dặn dò mấy người Nam Cung Yến rồi mới theo ông Kim lên tầng 2. Thật ra thì lần này Trần Triệu Dương đã tìm được hộp cơ quan ở tầng 2. Nếu chỉ có một mình anh đã trực tiếp xông tới cướp nó đi rồi. Lúc này, cái hộp cơ quan đó đang ở trong tay một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ của con thuyền này, mà trước mặt người đàn ông đó, có một người đàn ông bị thương khắp người đang nằm. Người đó bị đánh đến độ mặt mũi sưng húp, nhìn không ra nữa rồi. Tạ Thuy Ý ở đâu, đến tầng 2, ông Kim hỏi bảo vệ. Ông Kim, đội phó vừa mới lôi Tạ Thuy Ý đi rồi, cảnh vệ đó hơi chần chừ. Sau khi thấy ánh mắt bình thản kia của ông Kim, anh ta run lên, mở miệng đáp. Đưa tôi đi tìm anh ta, ông Kim gật đầu, ra hiệu cho anh bảo vệ dẫn đường. Anh bảo vệ đó liên tục kêu khổ trong lòng, nhưng ông Kim đã sai bảo, anh ta cũng không dám từ chối, lại cũng không dám báo tin. Trần Triệu Dương thầm gật đầu, xem ra ông Kim này thực sự rất có quyền lực, chỉ không biết có thể đối phó được với đội phó kia không thôi. Rất nhanh đám người đã đi tới trước cửa của một phòng khách. Bảo vệ kia gõ cửa vài cái. Ai đó, bên trong truyền tới giọng nói trầm nặng. Đội trưởng, là tôi, ông Kim ra hiệu cho bảo vệ kia nói chuyện, bảo vệ đó lập tức đi tới trước cửa mở miệng nói. Phó đội trưởng đội bảo vệ mở cửa, tới lúc cậu A nhìn thấy ông Kim lập tức không khỏi ngạc nhiên, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng mà rất nhanh sau đó cậu ta đã lấy lại được bình tĩnh. Ông Kim, sao ông lại tới đây, gương mặt phó đội trưởng nở nụ cười. Cậu ta nhanh chóng bước ra rũ mắt nói. Tôi không thể tới à? Tạ Thụy Ý đâu? Ông Kim lạnh nhạt nhìn phó đội trưởng hỏi. Đương nhiên là ông có thể tới. Tạ Thụy Ý đang ở trong phòng, mời ông vào. Phó đội trưởng lập tức đứng dẹp qua một bên. Ông ta cũng không khách sáo, nhanh chóng đi vào. Giây phút ông ta nhìn thấy Tạ Thụy Ý nằm sấp trên tấm thảm, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi. Tăng Kim Lai bày ra vẻ đau đớn, anh ta nhanh chóng bước tới, dùng tay nâng anh ta dậy. Thụy Ý, cháu thế nào? Tăng Kim Lai vội vàng vuốt ve gương mặt Tạ Thụy Ý, mà lúc này Tạ Thụy Ý có hơi ngây người, anh ta không nghĩ tới sẽ có người tới cứu mình. Đứa bé ngốc, chú từng là chú của cháu, khi cháu còn nhỏ chú còn từng ôm cháu nữa đó, không nghĩ tới lần này gặp lại diễn ra dưới tình huống thế này, thật là tạo nghiệt mà, Tăng Kim Lai vô cùng đau đớn nói. Chú Tăng, cuối cùng chú cũng đoán ra được, cháu đau quá, Tạ Thụy Ý như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, không ngừng kêu khóc. Ông Kim và phó đội trưởng đứng bên cạnh lập tức cảm thấy xấu hổ, dù sao đánh người ta thành ra như vậy, lại nhìn bộ dạng đau lòng của hai người này, tình cảm nhất định sâu đậm. Nhưng Trần Triệu Dương lại suýt nữa bật cười thành tiếng, không nghĩ tới thằng nhóc Tăng Kim Lai này lại có tiềm năng làm diễn viên như vậy, với kỹ thuật diễn này, nếu không phải lúc trước anh đã biết anh ta và Tạ Thụy Ý không có một chút quan hệ nào, chỉ sợ anh cũng tin chuyện này là thật. Ông Kim, tên cháu trai của tôi rốt cuộc là thiếu ông bao nhiêu tiền? Thế mà lại đánh người thành như vậy. Ăn Kim Lai lại bày ra bộ dạng đau lòng, quay đầu hỏi ông Kim. Cậu Tăng, cậu đừng gấp, tôi đây sẽ nhanh chóng hỏi chuyện gì đã xảy ra, bấy giờ ông Kim cũng có hơi ngơ ngác, ông ta cũng không dám đắc tội với vị Kim chủ này. Trước kia Tăng Kim Lai cũng được, nhưng bây giờ thực lực của Tăng Kim Lai càng mạnh hơn, nghe nói anh ta bấu víu được vào một cường giả thực lực cao siêu, cho dù nhà họ Hà cũng không muốn chọc tới. Rất xin lỗi, ông Kim, đều là tôi sai. Ông muốn đánh muốn phạt tôi cũng sẽ không oán một lời, phó đội trưởng vừa nhìn thấy bộ dạng này của ông Kim, lập tức đoán ra có lẽ đối phương không phải là người mà bản thân có thể chọc tới, dù sao ngay cả ông Kim cũng một mực cung kính với người này. Cho nên cậu ta quỳ xuống nhận sai trước. Nói đi, thiếu bao nhiêu tiền, diễn kịch thì phải diễn cho tới, anh ta đương nhiên không thể thật sự vì cái tên phá của Tạ Thụy Ý này mà đắc tội với đối phương, nhưng vì để cho chuyện này càng thêm chân thật, anh ta cần phải giả vờ cực kỳ tức giận. Cái này, phó đội trưởng kia lập tức chần chờ.
hỏi cậu cái gì thì cậu đáp cái đó, ông Kim lạnh lùng nhìn tên phó đội trưởng ngu ngốc này nói. Vâng, thiếu, 5 triệu, phó đội trưởng lắp bắp, vất vả lắm mới nói ra được dãy số này. Ông Kim vừa nghe lập tức biết có chuyện không hay, sao có thể thiếu nhiều như vậy? Chuyện này chỉ sợ là có người cố ý lừa gạt tên Tạ Thụy Ý ngu ngốc này. 5 triệu, đúng là thú vị, tôi có thể xem video ghi lại cảnh đánh cực không? Lần đầu tiên Trần Triệu Dương mở miệng nói chuyện. Tuy rằng anh có tiền nhưng cũng không thể phung phí như vậy, chuyện này vừa nghe đã cảm thấy mờ ám, nếu anh cứ nhận như vậy thì khác nào kẻ ngốc. Cái này, nghe được yêu cầu của Trần Triệu Dương, ông Kim lập tức khó xử, loại chuyện này vốn không thể bày ra trước ánh sáng, nếu lỡ như thật sự bị những người này nhìn ra sơ hở, chỉ sợ danh tiếng thuyền đánh bạc này của bọn họ sẽ tan biến hết. Vị này, nơi này của chúng tôi không phú thì quý, dưới tình huống bình thường, nếu không có chuyện đặc biệt gì thì video ghi hình sẽ bị xóa đi ngay trong ngày, dù sao nó cũng liên quan tới chuyện riêng tư của rất nhiều người. Cho nên video ghi hình đó đã bị xóa sạch, ông Kim bày ra bộ dạng xin lỗi nói. Như vậy có nghĩ là dù chuyện này có thật sự là như vậy hay không thì chúng tôi cũng phải nhận, nụ cười trên mặt Trần Triệu Dương không thay đổi, anh bình tĩnh hỏi. Chuyện này thì phải nhìn giấy nợ xem trên đó có chữ ký hay là dấu vân tay của người bị nợ hay không. Gương mặt ông Kim cũng rất thoải mái, cực kỳ bình tĩnh trả lời. Được, tôi hiểu thái độ của thuyền đánh bạc rồi, Trần Triệu Dương gật đầu, sau đó anh lùi lại không nói nữa. Ông Kim không nghĩ tới Trần Triệu Dương sẽ nói như vậy, nhưng mà chuyện ông ta trải qua quá nhiều, đối với lời hung ác của đám người trẻ tuổi này, ông ta vốn không để trong lòng, nếu như thật sự có bản lĩnh thì đi tới bàn đánh bạc mà tìm lại. Đi thôi, đem anh ta ra ngoài xử lý miệng vết thương đi. Trần Triệu Dương nhanh chóng nói với Tăng Kim Lai. Được, Tăng Kim Lai gật đầu, lập tức đỡ Tạ Thụy Ý dậy, đi ra bên ngoài. Hình như thứ này không phải của cậu đúng không? Trần Triệu Dương đi tới trước mặt của tên phó đội trưởng, tay vừa lật, một cái hộp đã xuất hiện trong lòng bàn tay anh. Anh, đây là đồ của tôi, sao anh có thể tùy tiện lấy đi như vậy? Phó đội trưởng nhìn thấy đồ trong tay Trần Triệu Dương lập tức nóng nảy. Cậu chắc chắn nó là của cậu à? Hay là tôi hỏi Tạ Thụy Ý một chút, Trần Triệu Dương cười như không cười nhìn phó đội trưởng kia, sau đó anh quay đầu đi, không để ý tới cậu ta. Chút nữa sẽ xử lý cậu sau, ông Kim trừng mắt nhìn phó đội trưởng kia một cái, sau đó đuổi theo hướng mà Tăng Kim Lai rời đi. Phó đội trưởng kia lập tức nằm liệt trên mặt đất, vốn tưởng là một tên phá của bình thường, không nghĩ tới lại dẫn ra một nhân vật như vậy, chỉ sợ bản thân cậu ta sắp gặp xui xẻo rồi. Quả nhiên, trên đường đi, ông Kim không ngừng giải thích với Tăng Kim Lai chuyện này là hiểu lầm, thế nhưng Tăng Kim Lai cũng chỉ lịch sử mỉm cười, cũng không nói gì. Lúc này Trần Triệu Dương lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, không ngờ chuyện này lại thuận lợi như vậy, đồ đã cầm được, vậy thì tiếp theo có thể từ từ chơi. Tăng Kim Lai đưa Tạ Thụy Ý đi tới phòng cứu thương của thuyền đánh bạc để xử lý vết thương, còn Trần Triệu Dương thì đi tìm Nam Cung Yến đòi thẻ đánh bạc. Mà thẻ đánh bạc của đám người Nam Cung Yến cũng không còn nhiều. Hiển nhiên vị thần may mắn cũng không đứng về phía bọn họ. Xíu nữa bọn em đi theo anh đảm bảo sẽ thắng lại tất cả số tiền mà bọn em vừa thua xong, Trần Triệu Dương kéo ba người bọn họ lại nhỏ giọng nói. Được thôi, nghe được lời Trần Triệu Dương, ba người không ngừng gật đầu, dù sao vận khí đánh bạc của ba người bọn họ quá kém, nếu Trần Triệu Dương tới muộn hơn chút nữa chỉ sợ bọn họ sẽ thua hết tiền. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiếp theo, Trần Triệu Dương dùng 100 thẻ đánh bạc bắt đầu chơi, đôi mắt xuyên thấu của anh vô cùng lợi hại, lần nào cũng thẳng. Vốn dĩ lúc đầu anh dùng 100 thẻ đánh bạc đánh thắng cũng không khiến cho ai chú ý, nhưng từ khi tỷ lệ thẳng bắt đầu nhiều, mà lần nào Trần Triệu Dương cũng đặt cược toàn bộ, đương nhiên sẽ khiến cho nhiều người chú ý. Ôi vãi, người anh em này đúng là trâu thật, lần nào cũng cược toàn bộ, nếu như thua một ván là trở về trước đêm giải phóng rồi, có người vẫn luôn chú ý tới Trần Triệu Dương. Nhìn thấy cách đánh cược của Trần Triệu Dương không nhịn được giật mình. Mà ba người Nam Cung Yến đi theo Trần Triệu Dương đương nhiên là cũng thu hoạch rất nhiều, số tiền ba người chơi thua trước kia đã thắng về toàn bộ, tiền chỉ nhiều chứ không ít. Chẳng qua bọn họ biết, dưới loại tình huống này không cần cược tiếp nữa, cho nên ngừng lại. Mà Trần Triệu Dương lại không hề có dấu hiệu sẽ ngừng tay, nếu thuyền đánh bạc đã nói là không có video đánh cược của Tạ Thụy Ý, vậy thì có nghĩ là người của sòng bạc có ý muốn bảo vệ người một nhà. Tuy rằng anh có tiền, nhưng cũng sẽ không coi tiền như cỏ rác, loại tình huống đó nhìn qua đã biết là có người cố ý muốn gài bẫy Tạ Thụy Ý, nếu như người của thuyền đánh bạc không chịu từ bỏ ý đồ,
vậy thì anh sẽ đánh cược cho tới khi lấy lại được hết tiền cược đó. Lúc này ông Kim vẫn không biết bản thân đã chọc phải thứ gì, ở trong mắt ông ta, người thanh niên này cho dù là cậu chủ của gia tộc lớn nào đi chăng nữa thì đánh cược ở trên thuyền này cũng phải tuân thủ quy tắc. Không sai, ông ta chính là muốn bảo vệ người một nhà, nói đúng hơn ông ta muốn giữ gìn danh dự của thuyền đánh bạc, nếu loại chuyện sòng bạc thiết kế bẫy hại khách truyền ra ngoài, vậy thì thuyền đánh bạc của bọn họ cũng xong đời rồi. Trần Triệu Dương đương nhiên cũng biết được chuyện này, nếu bọn họ không tuân thủ quy tắc, vậy thì anh sẽ tự mình dạy cho bọn họ cái gì gọi là quy tắc. Có người nhắc nhở, mọi người đang trên bàn đặt cược lúc này mới phát hiện bên phía Trần Triệu Dương có kịch hay, nhưng mà người ở đây đều là tay già đời, đương nhiên không phải loại người khác nói gì bọn họ sẽ tin cái đó, dù thế nào bọn họ cũng phải nhìn một lần. Chính là vào lúc này, xúc sắc trong cốc đựng bắt đầu lay động, người đối diện cũng đã sớm chú ý tới Trần Triệu Dương, chỉ là từ đầu tới giờ Trần Triệu Dương cũng không thắng số tiền quá lớn. Thắng tới bây giờ cũng mới hơn 1 triệu, tuy rằng thắng không ít, nhưng so với số tiền mà sòng bạc thu về quả thật vẫn không tính là gì. Chẳng qua loại chuyện thắng liên tục như vậy rất hiếm thấy, anh ta muốn nhìn xem lần này đối phương có đặt cược toàn bộ nữa hay không. Nếu tên nhóc này còn đặt toàn bộ, vậy thì lần này anh ta sẽ khiến cho anh lỗ sạch vốn. Trần Triệu Dương cười tủm tỉm nhìn người chia bài, chờ tới khi người chia bài đặt cốc đựng con xúc sắc xuống, Trần Triệu Dương nhanh chóng cược hết tiền trên chỗ con báo. Không a. Nhìn thấy Trần Triệu Dương đặt cược toàn bộ tiền trên hình con báo, tất cả mọi người ồ lên. Không phải là chưa từng ra con báo, chẳng qua không có mấy người điên cuồng như vậy, nhanh chóng đặt nhiều tiền ở trên hình con báo như thế. Mọi người, nếu đã suy nghĩ kỹ thì bỏ tay ra, người chia bài lại cười lạnh một tiếng, tên nhóc này còn muốn dùng vốn nhỏ đánh cược to, phải biết, nếu đặt cược lên con báo ở sòng bạc thì số tiền phải bồi thường vô cùng cao. Tỷ lệ bồi thường ở sòng bạc bọn họ là 1,10, nói cách khác, nếu đối phương đặt đúng, vậy thì phải bồi thường hơn 10 triệu. Đám người vốn còn muốn đặt cược một phen nhìn thấy như vậy lập tức rút lui, không hề có người dám theo. Chúng ta có cần đặt hay không? Tuyên Hoàng nhỏ giọng hỏi Nam Cung Yến. Hay là thôi đi, chúng ta nhìn xem tình hình trước, Nam Cung Yến không muốn gây chuyện, nhanh chóng lắc đầu. Không sao đâu, đặt đi, Trần Triệu Dương quay đầu nói với ba cô gái. Thật không, vậy thì em đặt hết nhé, Tuyên Hoàng đã sớm ngứa ngáy trong lòng, nghe được lời của Trần Triệu Dương thì nhanh chóng đặt tiền của mình lên hình con báo. Tôi cũng cược toàn bộ, Tuyên Hoàng cực kỳ khí phách kêu lên. Ôi vãi, người đẹp khí phách thật. Thật là ngu ngốc, tỷ lệ ra con báo thấp như vậy, sao có thể cược chứ? Xong rồi, nhiều tiền như vậy lại sắp thua hết rồi. Người xung quanh nhìn thấy động tác của Tuyên Hoàng, có người tỏ vẻ bội phục, có người lại tiếc hận. Còn có người thì đau lòng, giống như đó là tiền của bọn họ vậy. Người chia bài nhìn thấy lại có người đặt vào đó hơn 1 triệu, mồ hôi lạnh cũng sắp chảy xuống rồi, tuy rằng tỷ lệ ra con báo rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không thể ra. Người chia bài lập tức cẩn thận đụng vào một cái nút nhỏ dưới bàn cược. Trần Triệu Dương vẫn luôn quan sát người chia bài và xúc sắc, đương nhiên thấy được thủ đoạn của người chia bài. Nếu như bọn họ dùng thủ đoạn, vậy thì Trần Triệu Dương cũng không cần nể mặt. Tất cả buông tay, mở, người chia bài thở dài một hơi nhẹ nhõ, sau đó mở cốc lên. Không a, cái đệt, thật hay giả? Quả thật quá dọa người rồi. Đây là thần đặt cược nhập à? Cốc bị mở ra, lộ ra bên trong là 3 viên xúc sắc. 3 mặt 6. Người ở đây trợn tròn mắt, sau đó lập tức ồn ào, ánh mắt đám người nhìn về phía Trần Triệu Dương lộ rõ sự sùng bái. Đáng chết, sao tôi lại không cược theo cơ chứ? Thật là gan lớn thì ăn lớn, gan bé thì đói chết, biết thế tôi cũng cược theo. Một ít người muốn cược nhưng lại bị cách cược của Trần Triệu Dương dọa cho sợ hãi lúc này hối hận cực kỳ, hận không thể tát cho bản thân mấy cái, đây quả thật là cơ hội đổi đời nhanh nhất. Trong cuộc sống có rất nhiều cơ hội thay đổi cuộc đời, nhưng có người biết nắm lấy cơ hội, có người lại chủ động từ bỏ. Lúc này thân thể người chia bài phát run, gương mặt cũng trắng bệch. Phải biết chỉ có mình 2 người kia cũng đã lấy được 2 triệu từ bàn cược này, nếu như lại thêm vài người, vậy thì số tiền quá dọa người. Quan trọng nhất chính là, khi nấy anh ta vừa mới động tay chân, theo lý mà nói không có khả năng ra con báo mới đúng, thế nhưng lại ra con báo, quả thật quá tà môn. Người anh em, tỉnh, tỉnh đi, nhìn thấy ánh mắt người chia bài dại ra, có người không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Người chia bài bị đánh thức, lập tức khóc lóc, thảm thiết. Quả thật là càng sợ cái gì lại càng phải đối mặt với cái đó. 2 vị, mời 2 người chờ một lát,
số tiền lớn như vậy tôi không có quyền hạn xử lý, tôi sẽ mời giám đốc tới đây, vẻ mặt người chia bài như đưa đám nói. Có thể, đi đi, tìm người có thể làm chủ tới, Trần Triệu Dương hơi mỉm cười, loại trình độ này chỉ sợ không thể khiến cho ông Kim chú ý, cho nên phải cược lớn thêm một chút nữa mới được. Rất nhanh, người chia bài đã dẫn một người đàn ông mặc tây trang đi tới. Chào anh, tôi là Triệu Dương, giám đốc của sòng bạc này, tố chất tâm lý của người chia bài không tốt lắm, tiếp theo đích thân tôi sẽ phục vụ anh, trên mặt Triệu Dương là nụ cười tự tin, anh ta nói với Trần Triệu Dương. Wow, thế mà lại là Triệu Dương. Triệu Dương là ai? Triệu Dương chính là người đánh cược giỏi nhất ở thành phố Úc, nghe nói khả năng đánh cược của anh ta được vua đánh cược thế hệ trước truyền lại, không nghĩ tới chuyện này lại kinh động tới anh ta. Nghe được Triệu Dương tự giới thiệu, đám người xung quanh lập tức ồ lên, có người vốn không biết Triệu Dương, nhưng nghe được người xung quanh bàn tán cũng nhanh chóng biết được. Được rồi, vậy thì bắt đầu đi, Trần Triệu Dương cười híp mắt nhìn người tên Triệu Dương đó, không ngờ anh ta lại là thiên tiên tiểu thành võ giả. Hai tay người này thon dài, đẹp hơn tay phụ nữ rất nhiều, xem ra là luyện thủ thượng công phu. Mọi người đều biết, những lúc như thế này, tốt nhất không nên dính vào làm gì, cho dù thật sự thắng được tiền, cũng sợ rằng sẽ bị người của sòng bạc chú ý. Huống hồ, bọn họ nhìn thấy Triệu Dương tự mình ra tay nên cũng không dám đánh cược cậu thanh niên này còn có thể tiếp tục thẳng hay không. Tiếp đó, Triệu Dương giao tiền Trần Triệu Dương và Tuyên Hoàng vừa thắng ra. Tuyên Hoàng nhìn thấy tình hình này cũng không dám đặt theo Trần Triệu Dương nữa. Nếu còn thắng nữa, sẽ là 100 triệu, gặp chuyện tốt thì thu tay lại thôi. Được, bây giờ bắt đầu đi, Triệu Dương cười, cầm hũ đựng xúc sắc, bắt đầu lắc. Ban đầu anh ta lắc rất chậm, nhưng sau đó, hũ đựng trong tay anh ta chuyển động như ảo ảnh, tốc độ gần như đạt đến trình độ cao nhất. Triệu Dương cho rằng, sở dĩ đối phương có thể thắng nhiều lần như vậy, đơn giản là do nắm giữ được kỹ xảo nghe xúc sắc. Mà kỹ xảo lắc xúc sắc của anh ta lại đúng lúc có thể phá kỹ xảo nghe xúc sắc của đối phương. Nhìn kỹ xảo lắc xúc sắc của Triệu Dương, mọi người đều rất ngạc nhiên. Có thể thấy một màn thần kỳ như vậy, bọn họ vô cùng kích động. Nhưng Trần Triệu Dương lại không có biểu hiện gì cả. Cho dù kỹ xảo lắc xúc sắc của người này giỏi bậc nhất, thì cũng không qua được con mắt nhìn thấy của mình. Chỉ cần đối phương không dở mánh khóe, thay đổi con số trên xúc sắc, thì anh cũng xế di gạch dưới không thay đổi. Mời, trên mặt Triệu Dương lộ ra nụ cười, anh gạch dưới ta để hũ xúc sắc xuống bàn, chia tay ra, ra hiệu cho Trần Triệu Dương đặt tiền cược. Tôi đây chỉ thích đặt cả, vừa rồi tôi thắng hơn 10 triệu, đặt hết đống thẻ đánh bạc này luôn, Trần Triệu Dương thản nhiên nói. Được, xin cứ tự nhiên, khóe miệng Triệu Dương lộ ra nụ cười tàn ác. Điều anh ta chờ chính là câu nói này của Trần Triệu Dương, anh ta muốn khiến tất cả mọi người đều phải nhớ kỹ một điều, dám ngang ngược ở đây. Phải chuẩn bị tinh thần không lấy lại được vốn ban đầu đi. Hả, sau khi Trần Triệu Dương đẩy hết tất cả tiền đặt cược tới chỗ con báo, sắc mặt Triệu Dương lại đột nhiên thay đổi. Triệu Dương là cao thủ đánh bạc, xúc sắc có thể coi là sở trường của anh ta. Về cơ bản, anh ta muốn lắc ra bao nhiêu thì có thể lắc được bấy nhiêu điểm. Vừa rồi lắc xúc sắc, anh ta dám khẳng định đối phương căn bản không thể nghe được, nhưng lại thật sự đoán trúng. Mở đi, nhìn thấy sắc mặt của Triệu Dương. Trần Triệu Dương cười, thúc giục anh ta. Mở đi, mở đi, mở đi. Người xung quanh bắt đầu nhao nhao lên, hiển nhiên bọn họ cũng muốn biết cậu thanh niên này có thật sự lợi hại như thế không. Nếu như cậu ta thật sự có thể thắng được một số tiền lớn của sòng bạc, đối với bọn họ mà nói, đây là chuyện vô cùng hả giận. Dù sao, tới đây đánh bạc, đâu có ai không thua nhiều tiền chứ. Vậy nên, bọn họ có thể nhìn thấy sòng bạc chịu nhục thì vô cùng vui vẻ. Ở nơi này, trước mắt mọi người, Triệu Dương không dở mánh khóe gì, cũng không phải anh ta không dám, mà vì anh ta là cao thủ đánh bạc nên anh ta khinh thường thủ đoạn này. Trừ trường hợp không thể làm khác được. Khi Triệu Dương lật nắp ra, thấy được điểm số bên trong, mọi người đều sợ hãi hô lên, trong mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ. 10 triệu biến thành hơn 100 triệu, đây chính là giàu đột ngột đấy. Đây chỉ sợ sẽ là sức hấp dẫn của sòng bạc, không bao lâu nữa. Những người trong giới bài bạc gặp nhau sẽ lan truyền tin này. Một cậu thanh niên dùng 100 đồng tiền đặt cược, cuốn đi hơn 100 triệu của sòng bạc, đây quả thực là lời tuyên truyền tốt nhất cho nghề. Nhìn thì như sòng bạc tổn thất 100 triệu, nhưng chỉ cần tuyên truyền ra ngoài, có lẽ sẽ có nhiều người tới đây hơn. Đến lúc đó, chút tổn thất này có là gì? Tiếp tục chứ, Trần Triệu Dương thu lại tiền đặt cược rồi ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Dương. Lúc này,
sắc mặt Triệu Dương đã trở nên vô cùng khó coi. Anh có bản lĩnh thì đặt toàn bộ đi, Triệu Dương ra vẻ bị chọc giận, quát Trần Triệu Dương. Anh chắc chắn cho tôi đặt cả chứ? Nếu tôi lại đặt cả, lát nữa sẽ thu về 1 tỷ đấy, Trần Triệu Dương không trả lời mà trực tiếp hỏi lại. Tôi chỉ sợ anh không đặt cả thôi, tôi thấy, anh cũng không cần đặt cả đâu, lỡ như thua thì không lấy lại được vốn ban đầu nữa đấy, Triệu Dương là cao thủ đánh bạc, đương nhiên hiểu được chiến thuật tâm lý, nên mới có lòng tốt khuyên bảo. Không lấy lại được vốn ban đầu, 100 đồng sao, Trần Triệu Dương hỏi ngược lại. Cái gì mà 100 đồng, Triệu Dương sửng sốt. Xem ra, không phải cái gì bọn họ cũng nói cho anh biết. Tôi nói là, tôi dùng 100 đồng tiền, thắng tới bây giờ, Trần Triệu Dương nhếch miệng, lộ ra nụ cười sáng lạn. Gì cơ, nghe Trần Triệu Dương nói như vậy, Triệu Dương lập tức trợn tròn mắt. Cho dù nhà cái trước đó làm không tốt, nhưng cũng không thể nào để đối phương dùng 100 đồng thắng hơn 100 triệu được. Chuyện này nếu bị truyền ra ngoài, sợ rằng sòng bạc của bọn họ sẽ bị chê cười mất. Đừng rông dài nữa, bắt đầu đi, trong mắt Triệu Dương lộ ra vẻ kiên quyết, lập tức gia tăng tốc độ tay. Hũ xúc sắc trong tay anh ta đã chuyển động đến tốc độ nhanh nhất, không nhìn thấy nữa rồi. Người xung quanh nhìn thấy mà phát ngốc, kỹ thuật lắc xúc sắc như vậy, thật sự quá lợi hại. Nhưng mà, kỹ thuật lợi hại như vậy, lại thua trước một cậu thanh niên. Cậu ta mới là người lợi hại nhất. Xin mời, ánh mắt Triệu Dương nhìn Trần Triệu Dương đầy ý khiêu khích. Anh ta muốn xem thử, mình đã dốc hết thủ đoạn ra rồi, liệu đối phương còn đoán chúng được nữa không? Yên tâm đi, vẫn đặt cả, lần này, tôi vẫn đặt con báo, Trần Triệu Dương cười híp mắt đẩy tiền đặt cược về phía con báo. Trần Triệu Dương nói xong, Triệu Dương lập tức căng thẳng, không ngờ tên này lại đoán chúng được. Vốn dĩ, theo lẽ thường, tỷ lệ 2 lần đều ra con báo là vô cùng nhỏ. Người bình thường sau 2 lần đoán chúng thì sẽ không đặt con báo nữa. Nhưng mà cậu thanh niên này lại đặt con báo, điều này khiến anh ta vô cùng bất ngờ. Anh ta hiểu, lần này anh ta đã không thể không dở thủ đoạn nữa rồi. Nghĩ tới đây, anh ta phát động nội lực, xúc sắc vốn đã dừng lại lần nữa xoay chuyển. Đương nhiên Trần Triệu Dương nhìn rõ anh ta đã làm gì, nhưng mà, anh cũng không vội di chuyển xúc sắc mà chờ cơ hội. Không thay đổi sao, trong mắt Triệu Dương mang theo sự tự tin, anh ta hỏi Trần Triệu Dương. Không đổi, anh chắc chắn anh cũng không sửa lại chứ, Trần Triệu Dương vuốt tay, nhìn Triệu Dương, hỏi một câu khó hiểu. Triệu Dương lập tức sửng sốt, sau đó lại giật mình. Anh ta đã biết mình động vào xúc sắc, quả thực đáng sợ. Mở đi, Trần Triệu Dương ra hiệu cho anh ta mở hũ xúc sắc ra. Đầu Triệu Dương toàn là mồ hôi, dù thế nào, cũng không dám mở nắp ra. Bởi vì anh ta có dự cảm, nếu mở nó ra, mọi chuyện sẽ hỏng bét. Mở đi. Hiện tại tất cả mọi người xung quanh đều vô cùng phấn chấn, hóng trò vui không sợ lớn chuyện, lần này nếu lại mở ra thêm một con báo, dù chỉ là 1 tỷ thì cũng quá lớn rồi. Lúc này Triệu Dương cảm thấy vô cùng hối hận, sớm biết vậy anh ta đã chẳng ra mặt, để thầy mình ra chẳng phải là tốt hơn hay sao? Nghĩ đến đây, dưới đáy lòng Triệu Dương dâng lên sự độc ác. Đôi chân phía dưới chậm rãi di chuyển đến chân bàn đánh bài, nhẹ nhàng đá vào đó một cái. Làm xong việc này, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Trần Triệu Dương nói, anh đã muốn để tôi mở, thì tôi đành mở vậy. Lách xong rồi không mở chẳng lẽ giữ lại trang trí à, Trần Triệu Dương cười lạnh, chút chiêu trò của Triệu Dương hiển nhiên đã bị anh nhìn rõ, nếu tên đó đã chơi bẩn, anh cũng không cần phải nương tay. Mọi người xung quanh đều đang tập trung nhìn chăm chăm vào chung xúc sắc đó. Tất cả bọn họ ai cũng muốn chứng kiến một huyền thoại mới xuất hiện trong giới bài bạc. Dù gì thì cậu thanh niên đó đến tận bây giờ vẫn chưa thất bại trận nào, không biết điều chờ đợi cậu ta có phải là kỳ tích nữa hay không. Tuy Triệu Dương không biết làm cách nào mà Trần Triệu Dương có thể đánh đâu thắng đó như vậy, nhưng chỉ cần không ra con báo nữa là được. Vì thế lúc đang giữ chung xúc sắc anh ta lại đá bàn thêm phát nữa, ngay sau đó thẳng tay mở nắp chung ra. Không a, cái quái gì vậy, thật đấy à. Đáng sợ quá. 1 tỷ, đây chính là phất lên chỉ sau một đêm, quá điên cuồng. Sau khi xúc sắc bên trong chung xuất hiện trước mắt mọi người, ai ai cũng đều kinh ngạc, bởi vì cả 3 con xúc sắc đều là 6 nút, lại là bộ 3 đồng nhất. Liên tục mấy lần đều là con báo, đáng sợ thật, có người nghĩ là Trần Triệu Dương giở trò, nhưng người đổ xúc sắc là người của sòng bạc, Trần Triệu Dương cơ bản còn không được chạm vào bàn đánh ấy chứ, hoàn toàn không có khả năng gian lận. Đã thế thì chỉ còn lại một giả thuyết là Trần Triệu Dương có năng lực nghe xúc sắc, là một cao thủ cờ bạc.
Tạ Thụy Ý nhìn đến ngây người, anh ta biết người vừa cứu mình hoàn toàn chả quen biết gì, nhưng cũng không giải thích. Dù vậy nhưng không ngờ cậu thanh niên mãi không chịu nói gì kia lại lợi hại như thế, mới mấy ván cờ đã thăng được 1 tỷ, thật sự là thần bàn trốn trần gian. Điều này làm cho ánh mắt Tạ Thụy Ý nhìn Trần Triệu Dương trở nên khâm phục. Mà lúc này Triệu Dương đã hoàn toàn trợn tròn mắt, anh ta chuẩn bị nhiều như thế mà vẫn thua, đó cũng chẳng phải là số tiền nhỏ, 1 tỷ lận đấy, doanh thu của sòng bạc trong vòng 1 tuần chắc cũng mới chỉ được tầm tầm đó, còn chưa tính các khoản chi phí khác. Lần này thì xong rồi, không những danh tiếng đều quét rác, đã thế sợ là anh ta còn phải chịu sự trách mắng của sòng. Chuyện xảy ra ở sảnh lớn sớm đã dẫn đến sự chú ý của quản lý sòng bạc. Vốn dĩ họ nghĩ có Triệu Dương ra tay thì mọi chuyện sẽ không thành vấn đề, cho nên cũng không định đến. Ai ngờ Triệu Dương vừa ra mặt đã thua nhiều như vậy, nếu không có biện pháp thì chắc chắn lần này sòng bạc sẽ phải tổn thất rất lớn. Ông Kim, phải làm sao bây giờ? Có cần tôi ra tay hay không? Bên trong phòng quản lý ở lầu 2, một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi, bộ dáng đẹp trai mở miệng hỏi. Đội trưởng Tần Hải, nếu vào lúc này công khai ra tay với cậu ta, có thể sẽ khiến rất nhiều người tức giận. Đến lúc đó trong vòng 1 ngày, danh tiếng của sòng bạc sẽ bị hủy hoại hoàn toàn, cách này không ổn, ông Kim híp mắt, liếc nhìn tên phó đội trưởng đội bảo vệ kia rồi thản nhiên nói. Lúc này tên phó đội trưởng đó chạy đây mồ hôi lạnh, cậu ta không ngờ chỉ vì chút lòng tham của mình lại đưa đến một nhân vật lợi hại như thế. Ông Kim, thật xin lỗi, tôi sai rồi, tôi cũng không lấy được bao nhiêu tiền, đó đều là Tạ Thụy Ý nợ tôi. Bây giờ tôi đi giết anh ta, sau đó ông cho người bắt tôi lại. Nói đó là hành vi cá nhân của tôi, không liên quan gì tới sòng bạc, phó đội trưởng lập tức quỳ xuống. Liều mạng dập đầu, đồng thời tỏ vẻ không thèm để ý. Cậu ta biết dựa vào thủ đoạn của ông Kim, trong chuyện này bản thân nhất định là xong đời rồi, không bằng nhân lúc mọi thứ vẫn chưa thể hoàn toàn cứu vãn làm ít chuyện để bù đắp. Hừ, cậu cho rằng chút trình độ này của cậu thì làm được gì? Cút sang bên cạnh quỳ xuống cho tôi, chờ tôi đi giải quyết xong chuyện sẽ tính sổ với cậu sau. Ông Kim hừ lạnh, một phát đạp bay cậu ta, lại hung hăng đấm vào tường vài cái, lúc này mới ngừng lại. Tần Hải chỉ lạnh lùng liếc nhìn phó đội trưởng, sau đó chuyển ánh mắt đến trên người ông Kim. Để ông Tê ra tay đi, chuyện của sòng bạc, tốt nhất là dùng cách của sòng bạc giải quyết, ông Kim bình thản nói. Vâng, Tần Hải gật đầu, sau đó đi thẳng ra ngoài. Tăng Kim Lai, cậu đã thật sự cho tôi một niềm vui bất ngờ đấy. Nhưng cậu cho rằng thuyền đánh bạc là nơi cậu có thể tùy ý làm càn ư? Cho dù tên này có là cậu chủ của gia tộc lớn thì hôm nay cũng buộc phải trả cái giá đắt. Ông Kim nhìn Trần Triệu Dương thần sắc bình thản qua camera giám sát, hơi lo lắng cho Tăng Kim Lai, trong mắt lóe lên vệt sáng độc ác. Đúng lúc đó, Trần Triệu Dương trong màn hình đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng về camera, đồng thời nở một nụ cười kỳ lạ. Ông Kim nhìn thấy nụ cười này của Trần Triệu Dương, đáy lòng phút chốc cảm thấy hồi hộp, lẽ nào? Tên đó biết mình có thể nhìn thấy cậu ta. Được rồi, bồi thường tiền đi, nhận tiền xong tôi còn có việc khác phải làm. Trần Triệu Dương rời tầm mắt khỏi camera, thong thả nói với Triệu Dương. Xin cậu chờ một chút, tôi lập tức gọi người tới đây kiểm tra thẻ đánh bạc. Triệu Dương nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm, nếu như tên này còn muốn đánh tiếp, anh ta có lẽ sẽ ngất xỉu tại chỗ, cũng may đối phương không định tiếp tục. Ngay sau đó, một người chia bài khác cũng đến giúp kiểm tra thẻ đánh bạc. Vốn dĩ kiểm thẻ không cần tốn nhiều thời gian như vậy, họ cũng đều biết thẻ của Trần Triệu Dương là bao nhiêu, đây chẳng qua chỉ là kế hoạch câu giờ. Bọn họ tin rằng người của sòng bạc sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy, chắc chắn là còn kế hoạch khác phía sau, vì thế họ muốn thay sòng bạc kéo dài chút thời gian. Đương nhiên Trần Triệu Dương cũng biết mục đích của những người này, chỉ là anh không thèm phá vỡ, nếu như đối phương còn chưa chịu thỏa hiệp, anh sẽ tiếp tục dạy bọn họ cách làm người. Quả nhiên không lâu sau lại có người tới, đó là một ông lão khoảng chừng 50-60 tuổi, nhưng tinh thần nhìn qua thì có vẻ vô cùng tốt. Thưa anh, thẻ đã đếm xong, hiện giờ anh muốn đổi thẻ hay là tiếp tục đánh? Triệu Dương thấy người vừa đến, trong lòng bỗng nhiên như được tiếp thêm sức mạnh, quay sang hỏi Trần Triệu Dương. Ha ha, anh không thua đến ngu người rồi đấy chứ. Tình huống thế này mà còn dám mời tôi đặt cược? Trần Triệu Dương dùng ánh mắt như đang xem một tên ngốc nhìn Triệu Dương. Nhưng tầm mắt lại hướng về phía ông lão kia. Cậu thanh niên này, nếu cậu đã muốn chơi tiếp, thế thì ông già này sẽ chơi cùng cậu một lần. Cậu thấy sao? Ông lão đó cuối cùng cũng đến nơi, nhìn về phía Trần Triệu Dương hỏi. Được, cứ tới đi, Trần Triệu Dương nở nụ cười sán lạn. Người ta cho tiền mà anh không nhận thì chẳng phải sẽ làm họ thất vọng rồi sao?
Anh Trần, có phải hơi mạo hiểm rồi không? Ai cũng biết đi thuyền đánh bạc mà đắc tội ông Hà thì không phải chuyện tốt lành gì, Tăng Kim Lai có chút lo âu, dẫu sao nơi này cũng là vùng biển quốc tế, ông Hà có thể hô mưa gọi gió ở thành phố Úc thì chắc chắn không thuộc dạng hiền lành dễ chọc. Người ta đã ra chiêu, mình không tiếp chiêu thì chẳng phải quá bất lịch sự rồi sao, Trần Triệu Dương khoát tay. Nguyên tắc của anh là người không phạm ta không phạm người, nếu những kẻ này muốn bẻ tay anh thì phải chuẩn bị tinh thần bị chặt tay lại. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, mặc dù Tăng Kim Lai vẫn còn hơi lo nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao nơi này cũng là thuyền đánh bạc, những người lên được con thuyền này không giàu thì sang, cho dù ông Hà có thế lực mạnh mẽ thế nào đi nữa cũng hoàn toàn không thể làm ra chuyện quá giới hạn gì. Tốt, trẻ tuổi quả là tốt, rất hăng hái, lên nào, ông lão đi qua, Triệu Dương lập tức nhường chỗ. Thầy, anh ta, Triệu Dương vốn định nói thêm gì nhưng lại bị ông lão cản lại. Tôi nhớ ra rồi, lẽ nào đây là Tê Duyệt, một trong ba ông vua đánh bạc của thành phố Úc. Đám đông xung quanh nghe Triệu Dương gọi ông lão ấy là thầy, một số người suy nghĩ nhanh nhạy chợt bật thốt lên. Mặc dù có rất nhiều người không nhận ra Tề Duyệt nhưng họ đều đã nghe qua tiếng tăm của ông vua đánh bạc họ Tề. Có thể nói rằng Tề Duyệt là một bậc thầy đánh bạc toàn năng, chưa có kỹ xảo đánh cược nào mà ông ta không thành thạo. Mặc dù ông ta có tài đánh cược ở một mức độ rất cao siêu, nhân duyên của ông ta lại không mấy tốt đẹp, sau đó vì ông ta tới sòng bạc của nhà họ Hà thu tiền, bị phát hiện nên bị bắt lại, từ đó ông vua đánh bạc này trở thành người phục vụ cho nhà họ Hà. Tuy Tề Duyệt rất ít khi ra tay nhưng trên giang hồ vẫn luôn truyền tai nhau truyền thuyết về ông ta, không ngờ lần này ông ta lại tham gia vào. Anh Tăng, người này tài như thế, liệu Trần Triệu Dương có thể làm đối thủ của ông ta không? Nam Cung Yến đang đứng bên cạnh không nhịn được bắt đầu lo lắng, hỏi Tăng Kim Lai. Thưa cô, mặc dù Tề Duyệt này rất giỏi nhưng vẫn không phải đối thủ của anh Trần, cô hãy chờ lát nữa xem họ đánh cược thế nào đi, Tăng Kim Lai lại lắc đầu. Có thể nói anh ta có lòng tin mù quáng đối với Trần Triệu Dương, lúc trước khuyên can Trần Triệu Dương đừng tiếp tục đánh cược nữa thật ra cũng chỉ vì sợ nhà họ Hà sẽ phản kích. Còn kết quả thua cuộc, anh ta chưa bao giờ nghĩ đến. Cược thế nào, Trần Triệu Dương nhìn Tề Duyệt, hỏi. Cậu giỏi đổ xúc sắc như vậy thì chúng tôi cũng không ngại tiếp tục cược xúc sắc, có điều, luật sẽ bị đổi một chút, Tề Duyệt nở một nụ cười thoải mái, không hề có tính công kích, nói với Trần Triệu Dương. Được thôi. Ông nói luật đi, Trần Triệu Dương nghe vậy cũng không phản đối, anh muốn nhìn xem Tề Duyệt này có kế sách gì. Lần này chúng ta thi mở lớn hay mở nhỏ, ván đầu tiên xem ai mở lớn, ván hai xem ai mở nhỏ, ván ba, chúng ta lấy tùy ý một người ở đây rồi đoán số. Đấu ba ván, thắng hai ván thì thắng, thế nào, Tả Duyệt vuốt bộ râu của mình, lên tiếng. Khá thú vị, nghe Tề Duyệt nói vậy, Trần Triệu Dương ngẩn người, sau đó gật đầu, nói, được thôi, cứ theo ông. Đã đánh cược thì phải có tiền đặt cược, ông nói xem, muốn đánh cược cái gì, sau đó Trần Triệu Dương lại hỏi. Luật do tôi quy định rồi, vậy tiền đặt cược cậu nói đi, Tề Duyệt ra vẻ hào phóng, nói với Trần Triệu Dương. Như vậy thì tôi cũng không khách sáo, ba ván thắng hai thì thắng, ván đầu tiên gấp đôi, ván thứ hai gấp 10, ván thứ ba gấp 100 lần, có dám cược không? Tôi cược toàn bộ, Trần Triệu Dương lạnh lùng nhìn Tề Duyệt. Anh muốn dọa Tề Duyệt. Anh cũng không tin Tề Duyệt này dám chơi với số tiền cược lớn như thế. Cái gì? Nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, những người xung quanh, kể cả hai thầy trò Tề Duyệt đều há hốc mồm. Số tiền cược này thật sự quá đáng sợ, tất cả những người trong sòng bạc đều đã đi xuống, ai nấy đều nhìn về phía Trần Triệu Dương với ánh mắt tràn đầy sùng bái. Được thôi, chỉ là không biết cậu có nhiều tiền hay không, lỡ cược xong, cậu không lấy ra được chừng đó tiền thì chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao? Sau một lúc khiếp sợ, Tề Duyệt nhếch mép, hỏi. Xem ra là ông muốn xác nhận số vốn. Nếu ông đã muốn như thế thì tôi cũng vậy. Đừng nói với tôi rằng nguyên cái sòng bạc lớn thế này lại không có tiền nhé. Tôi chỉ nhận tiền mặt, Trần Triệu Dương lạnh lùng phản bác. Chưa kể, ông chỉ là một tên sai vặt, sao có thể tự quyết định được. Rõ ràng cách nói chuyện của Trần Triệu Dương không mấy dễ nghe. Cậu, nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, Tề Duyệt lập tức bực tới mức gân xanh cũng nổi lên. Suýt nữa đã vươn tay bóp chết Trần Triệu Dương. Nhưng nơi này là thuyền đánh bạc, đang có nhiều người nhìn, ông ta không thể mất bình tĩnh được. Chỉ cần cậu cũng xác nhận đủ vốn, của tôi chắc chắn không thành vấn đề, Tề Duyệt gân cổ lên quát Trần Triệu Dương. Được, ông cứ xác nhận thoải mái, Trần Triệu Dương lạnh lùng cười, lấy chiếc thẻ đen kia ra khỏi túi rồi đặt lên bàn cược, tiện tay phóng nó đến trước mặt Tề Duyệt.
thấy chiếc thẻ đen, toàn bộ những người ở đây đều thay đổi sắc mặt. Đây chính là thẻ đen toàn cầu, không ngờ người trẻ tuổi này lại nắm giữ một chiếc trong tay, xem ra cậu ta có thực lực rất mạnh. Nhanh lên, đừng lề mề, thấy Tê Duyệt còn sững người ở đó, Trần Triệu Dương lập tức thúc giục. Được, được, tôi sẽ đi kiểm tra ngay, Tê Duyệt nghe thấy lời anh nói mới hoàn hồn, sau đó tìm người bắt đầu kiểm tra số vốn. Bên phía sòng bạc không lấy tiền mặt ra mà lấy một chiếc biệt thự nằm trên lưng chừng núi, 10 chiếc xe thể thao cùng 5% cổ phần ở sòng bạc làm tiền đặt cược. Theo cái nhìn của Tăng Kim Lai, những thứ tiền đặt cược này có giá trị khoảng 100 tỷ, căn biệt thự ở lưng chừng núi và xe thể thao là tiền cược cho hai ván đầu. Sau khi xem qua, Tăng Kim Lai gật đầu với Trần Triệu Dương, hiển nhiên những thứ này đều là thật. Thứ làm cho người ta không thể không hâm mộ chính là 5% cổ phần kia. Nó thật sự là một con gà mái biết đẻ trứng, có tiền cũng không mua được. Biết giá trị của những thứ này rồi, Trần Triệu Dương không phản đối. Mấy thứ đó tốt hơn tiền, nếu họ chịu lấy ra thì nhận thôi. Anh Trần, luật này phải làm sao đây? Tăng Kim Lai trông khá miễn cưỡng, hỏi Trần Triệu Dương. Không có việc gì, Trần Triệu Dương lắc đầu, không để ý. Anh Tăng, này nghĩa là sao vậy? Nam Cung Yến và những người khác ở bên cạnh lập tức thắc mắc. Lão Tê Duyệt này quá cáo già, ngoài mặt thì nói là muốn chiếu cố anh Trần nên chọn phương pháp mà anh ấy am hiểu là đổ xúc sắc, nhưng cái luật chơi này lại đang hạn chế anh ấy. Tăng Kim Lai tức giận, nhìn Tê Duyệt nói. Lúc này những người xung quanh cũng nhìn về phía Tê Duyệt với vẻ khinh thường, hiển nhiên họ cũng đoán được vì sao Tê Duyệt lại ra luật chơi kiểu này. Khả năng đoán xúc sắc của Trần Triệu Dương là không thể nghi ngờ, nhưng mà, đổ xúc sắc như thế nào thì không ai biết được. Còn Tề Duyệt lại nổi tiếng là vua đánh bạc của thành phố Úc, đổ xúc sắc chính là sở trường của ông ta, với luật chơi đó, có lẽ ông ta sẽ chiếm hết thế thượng phong trong hai ván đầu, thật sự quá có lợi. Dù bị những người xung quanh chỉ trỏ trỏ, Tề Duyệt vẫn không để bụng. Ở sòng bạc chỉ có thăng và thua, ai quan tâm dùng mánh lưới gì. Như vậy thì chúng ta cùng lắc xúc sắc đi, Tề Duyệt cười híp mắt nhìn Trần Triệu Dương, sau đó ra hiệu nhà cái đưa một bộ cho Trần Triệu Dương dùng. Cái này tôi chưa từng chơi, để tôi thử một chút, nói rồi Trần Triệu Dương cầm bộ lắc xí ngầu lên, lấy 3 viên xúc sắc kia bỏ vào trong đó rồi bắt đầu lắc. Trời mẹ, không ngờ cậu chàng này lại không biết lắc xúc sắc. Xong, tôi đã nói rồi mà, Tê Duyệt này tuyệt đối là cáo già, tính đúng người ta không biết lắc xúc sắc. Hai, một số tiền khổng lồ như vậy cứ thế bị ném xuống sông, tiếc quá đi mất. Những người xung quanh thấy cách Trần Triệu Dương lắc xí ngầu thì đều giật cả mình. Đây đích thị là một lính mới lần đầu tiên tiếp xúc với lắc xí ngầu rồi, cho dù họ làm kiểu nào cũng đều chuyên nghiệp hơn Trần Triệu Dương. Trong lúc nhất thời, ánh mắt những người ở đây nhìn Trần Triệu Dương đã thay đổi hoàn toàn, không còn sự sùng bái như trước đây nữa, họ đều đã dự kiến được cảnh Trần Triệu Dương sẽ thua cực kỳ bi thảm. Tê Duyệt đương nhiên cũng thấy cách lắc xí ngầu của Trần Triệu Dương, ông ta suýt thì bật cười. Mặc dù trước đó ông ta đã đoán được rằng có thể Trần Triệu Dương chỉ giỏi ở việc nghe đoán số, không dành lắc xí ngầu nhưng không ngờ anh lại gà đến mức này. Ông ta biết lần này mình đã cược đúng, xem ra có thể làm chiến tích của mình tăng lên rồi. Triệu Dương ở bên cạnh thì há hốc mồm, đồng thời càng thêm khâm phục khả năng tính toán của thầy mình. Lúc thấy Trần Triệu Dương nghe đoán số lợi hại như thế, theo phản xạ anh lập tức cho rằng Trần Triệu Dương là một tay cá cược giỏi, không ngờ người này chỉ am hiểu nghe đoán số mà thôi. Đúng là gừng càng già càng cay mà, anh Tăng. Có phải Trần Triệu Dương gặp nguy rồi không? Hiển nhiên Nam Cung Yến cũng nghe thấy lời bàn tán của đám đông, hơi căng thẳng hỏi. Thưa cô, tôi cũng không biết anh Trần còn có thủ đoạn gì nữa, nhưng tôi nghĩ nếu anh ấy dám cược thì nhất định có lý của anh ấy. Tăng Kim Lai cười khổ lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói. Không lâu sau đó, Tê Duyệt dừng động tác lắc lại, nhìn Trần Triệu Dương với vẻ mặt kiêu ngạo. Lúc này ông ta đã không còn coi trọng Trần Triệu Dương nữa. Dù sao thì một lính mới cá cược đến lắc xí ngầu cũng không biết như anh thì làm sao có thể lắc ra được con số mà mình muốn chứ. Trần Triệu Dương thấy Tề Duyệt dừng lại cũng dừng theo. Ông lớn tuổi, ra trước đi, Trần Triệu Dương làm động tác mời, cười nói. Miệng lưỡi bén nhọn quá nhỉ, vậy tôi sẽ cho cậu chết hoàn toàn. Tề Duyệt nghe Trần Triệu Dương nói mình già thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi, lạnh lẽo nói. Sau đó, ông ta mở nắp ra, để lộ 3 viên xúc sắc bên trong. Toàn bộ đều là 6. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều không hề bất ngờ, dù sao đến học trò Triệu Dương cũng có thể tùy ý lắc ra được con số mà mình muốn,
Tê Duyệt là sư phụ của anh ta thì sao có thể kém hơn học trò mình được. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh nhìn về phía Trần Triệu Dương, dựa trên cách lắc xí ngầu của Trần Triệu Dương để đoán xem hai người sẽ hòa hay anh thua, dù sao cả ba xúc sắc đều mang số 6 đã là lớn nhất rồi. Oa, thật là lợi hại, xem ra ván này tôi chết rồi, Trần Triệu Dương cố ý tỏ ra sợ hãi, sau đó thờ ơ mở nắp ra. Ôi má ơi, thật hay giả vậy, tôi không bị hoa mắt chứ, cũng là 36, không ngờ lại hòa. Khi ba con xúc sắc trong bộ lắc của Trần Triệu Dương hiện ra trước mắt bao người, ai nấy đều giật mình bật thốt. Bởi vì không một ai nghĩ rằng tên lính mới không biết lắc xí ngầu này lại lắc ra được cả ba viên đều 6, thật sự không thực tế. Tê Duyệt vốn dĩ cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng nên bắt đầu tỏ ra tự phụ, lúc này nét mặt tươi cười của ông ta chợt cứng lại, khó tin nhìn ba viên xúc sắc đang lặng lẽ nằm trong bộ lắc, số điểm giống với của ông ta. Nói cách khác, ván này hai người hòa. Kết quả ấy khiến cho ông ta không chấp nhận được, sắc mặt cũng đỏ bừng. Triệu Dương đứng cạnh cũng kinh ngạc, ban đầu anh ta còn vô cùng bội phục mưu kế của sư phụ mình, không ngờ nó lại thất bại như thế. Mà cách duy nhất để kết quả này xảy ra chính là, bản thân Trần Triệu Dương là một tay cá cược tài ba. Ai, ông nói xem, dù gì cũng là vua đánh bạc mà lại hòa với một tên vô danh tiểu tốt như tôi, thế không phải thành thua rồi còn gì. Tuổi lớn như thế. Quả là khí tiết tuổi già khó giữ được, Trần Triệu Dương ra vẻ thương hại, trong giọng nói là sự tiếc nuối rất rõ ràng. Cậu, tức chết ông già này rồi, nghe thấy những lời này của Trần Triệu Dương, Tê Duyệt bực đến mức cả người đều run lên. Anh Trần, muốn chơi thì cứ chơi đi, phiền anh đừng nói mát người khác, Triệu Dương không nhịn nổi nữa, nói với Trần Triệu Dương. Được thôi, Trần Triệu Dương chìa hai tay, không nói thêm nữa. Nếu ván đầu tiên hòa thì bắt đầu ván thứ hai luôn đi. Tê Duyệt hít sâu một hơi, ghìm cơn tức giận xuống đáy lòng, nói với Trần Triệu Dương. Dĩ nhiên không thành vấn đề, Trần Triệu Dương mỉm cười, cầm bộ lắc lên, vẫn lắc với cái kiểu vô cùng chậm chạp đó, kỹ thuật lắc xí ngầu ấy thật sự là vụng về đến mức không muốn nhìn. Lần này Tê Duyệt không còn tràn trề tự tin như trước nữa, cộng thêm việc bị Trần Triệu Dương chọc giận, ông ta đã bắt đầu mất bình tĩnh. Nhìn vào lối lắc xí ngầu của Tê Duyệt là có thể thấy được ông ta đang mất kiểm soát. Trần Triệu Dương đương nhiên cũng thấy trạng thái này của Tê Duyệt, đây chính là kế hoạch của anh. Mặc dù với thực lực của anh thì thẳng được cuộc cá cược này là dễ như trở bàn tay. Nhưng anh không thể đả kích sòng bạc một cách triệt để như thế được, nếu họ cố tình dây dưa với anh thì cứ thẳng tay vả mặt vậy. Ngoài việc thua tiền ra thì cách để khiến cho sòng bạc đau đớn nhất chính là thanh danh bị quét đất. Không có vua đánh bạc áp trục, sẽ có rất nhiều người của Lao Thiên Môn tìm tới cửa. Trừ khi họ đóng cửa, còn nếu không chỉ cần mở cửa là sẽ chịu tổn thất rất lớn. Dùng mưu kế để phá kế sách của đối thủ, muốn đối phó với một tên cáo giả dày dặn kinh nghiệm như Tề Duyệt phải đủ tàn nhãn mới được, đánh vào mặt tâm lý là chiêu quan trọng nhất. Ván này hai người không lắc xí ngầu quá lâu. Ông lão à, cái thân già của ông không được rồi, mới lắc có hai lần thôi mà đổ mồ hôi thế kia rồi, khi nào rảnh nhớ bồi bổ vào nhé, Trần Triệu Dương cười híp mắt nhìn Tề Duyệt. Anh Trần, phiền anh đừng công kích người khác, Triệu Dương đứng gần đó sợ sư phụ mình bị tức chết, mở miệng quát. Anh có bị ngốc không thế? Vừa rồi rõ ràng tôi đang quan tâm đến sức khỏe của ông ấy mà, sao lại biến thành công kích rồi? Ôi, dạo này làm người tốt cũng khó quá, Trần Triệu Dương trợn mắt ba hoa chích chòe cãi lại, giọng điệu nghe rất gợi đòn. Cậu thanh niên này, đừng nhiều lời nữa, mở đi, Tập Duyệt biết có lẽ ván này lại phải hòa rồi, kết quả thắng thua sẽ được quyết định bởi ván cuối cùng. Vậy được rồi, tôi mở trước đây, Trần Triệu Dương lập tức chìa tay ra, mở bộ lắc của mình. Mọi người thấy ba viên xúc sắc chồng lên nhau, phía trên cùng là một điểm, đây là con số nhỏ nhất. Thấy số điểm mà Trần Triệu Dương lắc ra được, lòng Tê Duyệt tức khắc trùng xuống. Ông ta biết mình đã thật sự gặp được đối thủ rồi, Trần Triệu Dương này luôn giả heo ăn cọp, đến lúc này mới bày ra năng lực thật sự. Quả nhiên, khi Tê Tám Duyệt mở hộp lắc xúc sắc ra, kết quả xúc sắc của ông ta cũng giống như của Trần Triệu Dương, nói cách khác, hai người lại hòa. Theo tình trạng này chỉ có thể tiến hành ván thứ ba, ai cũng biết tiền cược của ván thứ ba là gấp trăm lần, trước đó hai người đều đã tự đặt cược 1 tỷ, gấp trăm lần chính là 100 tỷ, đây quả thật là một con số thiên văn. Trần Triệu Dương vốn còn muốn đặt hết cả 10 tỷ mà mình vừa thắng được, ngặt nỗi ông già họ Tề này không dám chơi lớn, dẫu sao gấp trăm lần của 10 tỷ là 1.000 tỷ rồi. Hỏi thử ai có thể gánh nổi tỷ lệ cá cược không? Ban đầu kiểm tra lại số vốn cũng vì việc này,
suy cho cùng, nếu như trong tay không có số tài sản lớn ấy thì không thể nào đặt cược kiểu đấy được. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn một người bất kỳ để lắc xúc sắc, ông chọn hay tôi chọn, Trần Triệu Dương nhìn về phía Tề Duyệt, hỏi. Hay là để lão già này lắc xúc sắc cho mọi người đi, vừa lúc đó, một ông cụ mang kính trong trang phục nghiên cứu viên, tóc được búi gọn gàng âm 60, 70 tuổi đi ra. Tước sĩ Lý, không ngờ ông cũng ở nơi đây, thất lễ quá, khi Tề Duyệt thấy người vừa đứng ra là ai, ông ta giật mình, kính cẩn đi qua và chào hỏi ông cụ. Trời đất ơi! Không ngờ lại là tước sĩ Lý Hằng, thật không vậy? Tước sĩ Lý thường sống kín tiếng lắm, không ngờ lại tới thuyền đánh bạc. Nghe nói tước sĩ Lý thích nhất là cá cược, mặc dù ông ấy chơi không giỏi nhưng lại rất si mê với nó. Có tước sĩ Lý làm người lắc xúc sắc, quả là không còn gì tốt hơn nữa. Phần lớn đám đông đều đến từ thành phố Úc nên khi thấy Lý Hằng, có người nhận ra ông ta, nhìn ông ta với ánh mắt đầy kính trọng. Anh Trần! Lý Hằng này là một trong ba tước sĩ của thành phố Úc. Ông ấy thích làm từ thiện, hội từ thiện Lý do ông ấy sáng lập đã nhiều lần quyên tiền cho chúng ta. Tước sĩ này không chỉ có danh vọng rất lớn ở thành phố Úc mà còn đóng vai trò hết sức quan trọng đối với thành phố. Tăng Kim Lai đứng cạnh lập tức giải thích cho Trần Triệu Dương biết. Nghe thấy Tăng Kim Lai nói vậy, sự kính trọng đối với ông cụ hiền lành này lập tức dâng lên trong lòng Trần Triệu Dương. Không ngờ ông lão này là một người thích từ thiện. Tốt hơn quá nhiều so với bọn người vì danh tiếng mà làm từ thiện. Hôm nay tôi chỉ là một ông khách tới đánh bạc bình thường thôi, không biết ông già này làm người lắc xúc sắc, mọi người có ý kiến gì không? Lý Hằng vốn không muốn đứng ra, nhưng cuộc so tài này quá gay cấn, một người thích đánh bạc như ông ta không muốn mất đi cơ hội này, nhất định phải tham dự mới được. Tước sĩ Lý, sao dám làm phiền ông đích thân lắc xúc sắc được? Tề Duyệt vừa nghe Lý Hằng nói vậy thì hơi sợ hãi. Sao đấy, chê tôi già à, mặc dù ông già này đã lớn tuổi nhưng lắc xúc sắc vẫn không vấn đề gì, nghe Tề Duyệt nói thế, Lý Hằng chừng ông ta, tức giận nói. Sao tôi dám chê ông chứ, không biết cậu Trần có ý kiến gì không, Tề Duyệt nhanh chóng xin lỗi rồi đẩy vấn đề khó khăn này cho Trần Triệu Dương. Tôi đương nhiên không ý kiến rồi, được một tiền bối đức cao vọng trọng như tước sĩ Lý giúp đỡ làm chủ cuộc so tài là niềm vinh hạnh của chúng tôi, Trần Triệu Dương không quan trọng việc ai lắc xúc sắc. Nếu Lý Hằng này có danh vọng cao như vậy có lẽ sẽ không cùng một phe với người của sòng bạc, với anh thì đây cũng là một chuyện tốt. Vậy tôi cũng đồng ý, lúc này Tề Duyệt còn dám ý kiến gì nữa, đồng ý theo. Hừ, hiển nhiên Lý Hằng còn canh cánh trong lòng vì lời nói vừa rồi của Tề Duyệt, hơi trẻ con mà tức giận hừ một tiếng, sau đó đi qua, đứng trước bàn đánh bạc. Đã để ông già này làm người lắc xúc sắc thì phải nghe theo quy định của tôi, không cần biết ai thắng trận này. Tôi đều hy vọng người đó có thể lấy ra một phần ngàn tiền cược để làm từ thiện, không biết hai người thấy sao, sau khi đi tới, Lý Hằng cười híp mắt nhìn hai người, hỏi. Dĩ nhiên rồi, tôi hoàn toàn ủng hộ, mặc dù Tề Duyệt hơi khó chịu trong lòng nhưng không thể biểu hiện ra, giả vờ vui vẻ đồng ý. Tước sĩ Lý, được ủng hộ từ thiện đương nhiên là vinh hạnh của chúng tôi rồi, vậy nên, tôi quyết định sẽ quyên 10% tiền cược để làm từ thiện, Trần Triệu Dương nhìn thoáng qua Tề Duyệt rồi nói với Lý Hằng. 10% của 100 tỷ, vậy không phải chính là 10 tỷ sao? Có thật không? Quá xa xỉ, nhìn người này xem, hào phóng quá. Tề Duyệt này đúng là hẹp hòi, chỉ đồng ý thôi, không rộng rãi bằng người thanh niên này. Đúng đấy, sòng bạc ngày nào cũng tiền vào như nước, thừa dịp lúc này kiếm thêm cái thanh danh tốt mới đúng. Những người xung quanh nghe thấy lời của Trần Triệu Dương và Tề Duyệt thì xôn xao, tỏ ra khinh thường Tề Duyệt. Trong lòng Tề Duyệt thầm than. Sòng bạc này có phải của ông ta đâu, cho dù ông ta thắng thật thì số tiền thắng được cũng không phải do ông ta giải quyết. Muốn trách thì phải trách Trần Triệu Dương không dưng lại thích nổi bật như thế, cho 100 triệu thôi không phải là xong rồi sao? Thế mà cứ thích làm màu, nếu ông ta không thêm tiền thì sợ là sẽ bị mắng đến máu chó văng đầy đầu rồi. Thôi được rồi, từ thiện được bao nhiêu tùy, thuộc vào năng lực của mỗi cá nhân, mọi người không cần miễn cưỡng. Tôi là người làm thì dùng đồ của tôi đi. Lý Hằng vung tay lên, hai người đàn ông với lối ăn mặc vô cùng thông thường mang một cái ba lô đến và lấy một bộ lắc xúc sắc ra. Bộ lắc này không gây tiếng động, cho dù dùng nhiều sức hơn cũng không gây ra âm thanh do dao động, vậy nên dù có khả năng nghe xúc sắc đếm số tốt cũng vô dụng, mọi người đã muốn đấu thì phải xem ai may mắn hơn ấy, như vậy sẽ công bằng hơn. Lý Hằng cười híp mắt cầm bộ lắc xúc sắc trong tay, giới thiệu. Tôi đồng ý, không chờ Tề Duyệt trả lời, Trần Triệu Dương đã lên tiếng đồng ý trước.
Lý Hằng đúng là một người tốt bụng, không ngờ ông ta đã tính toán hết thảy mọi thứ. Cho dù Tề Duyệt đánh bạc giỏi đến đâu, nếu không do mình tự lắc xúc sắc, cũng không thể nghe được tiếng xúc sắc va chạm thì làm sao mà thẳng được. Tôi cũng đồng ý, Tề Duyệt không vui lắm, nhưng đành chịu thôi, Trần Triệu Dương là một thằng ngu, đến chuyện này mà cũng đồng ý. Mà Trần Triệu Dương đã bày tỏ sự ủng hộ rồi, ông ta cũng không thể làm mất sĩ diện của tước sĩ Lý được, ông ta không dám làm chuyện đó. Hai vị đã đồng ý rồi thì dựa theo thông lệ, mời kiểm tra bộ lắc và xúc sắc. Lý Hằng thấy hai người đều đồng ý thì vô cùng vui vẻ. Phải biết rằng, bộ lắc và xúc sắc đều do ông ta tự nghiên cứu ra, tuyệt đối là thứ công bằng nhất, có điều mãi cho tới nay vẫn không có đất dụng võ, không ngờ tham dự trận đấu này lại có tác dụng, hơn nữa còn là một cuộc đánh bạc lớn như vậy nữa. Tề Duyệt lập tức để mọi người đi kiểm tra xúc sắc và bộ lắc. Một ván bạc lớn như vậy, Tề Duyệt chỉ là một người hạ màn, chủ ván thực sự cũng không phải là ông ta nhất định phải cẩn thận. Ông ta vô cùng nghiêm túc kiểm tra xúc sắc và bộ lắc, sau đó nở nụ cười gật đầu với Lý Hằng. Tước sĩ Lý, không cần kiểm tra nữa đâu. Nếu đồ ông mang tới mà tôi còn không tin được nữa, thì tôi có thể tin ai được đây? Trần Triệu Dương khoát tay, đầy tin tưởng nói với Lý Hằng. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Lý Hằng lập tức hài lòng ra mặt. Cậu thanh niên này đối xử với ông ta rất khách khí, không tệ, là một nhân tài. Mà Tề Duyệt lại suýt chút nữa không thở nổi, ánh mắt nhìn Trần Triệu Dương đầy oán trách. Tên nhóc này là do Thượng Đế phái đến trừng phạt ông A đúng không? Đến bây giờ, Tề Duyệt hối hận muốn chết, sớm biết vậy thì đã không nhận việc vớ vẩn này rồi. Nhưng mà, ông ta là vua đánh bạc của sòng bạc, dưới tình huống này, ông ta không thể nào không ra tay cho được. Nếu hai bên đã cùng đồng ý, lão già tôi sẽ bắt đầu lắc xúc sắc, Lý Hằng híp mắt cười nhìn Trần Triệu Dương. Sau đó quay lại nhìn Tề Duyệt, ánh mắt hơi lạnh lùng. Trong lòng Tề Duyệt rất bực bội nhưng không thể nói ra, chỉ có thể nhẫn nhịn. Phải nói rằng, kỹ thuật lắc xúc sắc của Lý Hằng mạnh hơn Trần Triệu Dương nhiều, trên dưới tung bay, nhìn vui tai vui mắt, Trần Triệu Dương nhìn thấy cũng phải xấu hổ. Tề Duyệt bên cạnh lại nhìn chằm chằm hũ đựng trong tay Lý Hằng, lỗ tai dựng lên, muốn nghe được tiếng vang bên trong. Đáng tiếc, kỹ thuật này của Lý Hằng đặc biệt nhắm vào những cao thủ nghe xúc sắc. Sao có thể để Tề Duyệt nghe được chứ? Trần Triệu Dương đứng bên cạnh lại vô cùng bình tĩnh, có vẻ đang thưởng thức. Dù sao, anh cũng không làm được nhiều trò bịp bợm như vậy, rất khâm phục Lý Hằng. So với Trần Triệu Dương, bộ dạng của Tề Duyệt quả thực có chút không ra gì. Được rồi, lão già này lắc xong rồi. Hai vị, xin mời, rốt cuộc Lý Hằng cũng kết thúc màn biểu diễn, đặt hũ xúc sắc xuống bàn đánh bạc, nhìn Trần Triệu Dương và Tề Duyệt. Vì sợ có người sẽ nói theo, tôi đề nghị dùng giấy bút viết ra, cùng nhau giao cho tước sĩ Lý. Đột nhiên, Tề Duyệt nói, bộ dạng tràn đầy tự tin. Được thôi, tôi không có ý kiến, Trần Triệu Dương thả lỏng người, Tề Duyệt này đúng là muốn tìm chỗ chết. Nếu như mình nói ra một con số trước, Tề Duyệt nói theo, khi đó có thể coi như hòa nhau. Nhưng Tề Duyệt đã nói ra cách này, đúng là tự bóp chết chút hy vọng cuối cùng của mình. Vậy nên, một khi người này muốn tìm chỗ chết, dù là Thượng Đế cũng cứu không nổi. Đã vậy thì bắt đầu viết đi, Lý Hằng lập tức để người mang giấy bút tới, chia ra đưa cho Trần Triệu Dương và Tề Duyệt. Tước sĩ Lý, đây là số tôi đoán, Tề Duyệt viết xong, gấp giấy lại, đưa cho Lý Hằng. Tôi cũng xong rồi, Trần Triệu Dương viết số xong cũng đưa cho Lý Hằng. Nếu hai vị đã viết xong, vậy giờ chúng ta sẽ công bố đáp án. Số hai vị viết ra đều đặt trong hộp, thủy tinh này. Bây giờ tôi sẽ mở tờ của ông Tề trước, dù sao ông Tề cũng đưa trước mà, Lý Hằng mở. Chiếc hộp thủy tinh kia, lấy giấy ra. Lúc này, có người trong sòng bạc chiếu hình ảnh lên màn ảnh lớn phía trên, phát trực tiếp khung cảnh. Lý Hằng lật mở tờ giấy, rất nhanh, con số Tề Duyệt viết ra hiện lên trước mắt mọi người. 2,3, 3 điểm. Thấy điểm số Tề Duyệt viết, mọi người cũng không có quá nhiều phản ứng, dù sao cũng chưa biết đáp án chính xác. Điểm số của ông Tề là 2,3, 3, tiếp theo, chúng ta sẽ xem điểm số của cậu Trần, hai hàng lông mày của Lý Hằng hơi nhíu lại, sau đó vươn tay ra, mở hộp thủy tinh của Trần Triệu Dương. Là 3,3, 3 điểm, con báo, sau khi điểm số của Trần Triệu Dương xuất hiện trước mắt mọi người, tất cả đều ngạc nhiên hô lên. Dù điểm số của hai người chỉ cách nhau một điểm, nhưng thẳng thua lại rơi vào khoảng cách một điểm này. Hoặc là hai người cùng đoán sai, lại đánh cược thêm một lần nữa. Hoặc là một người đoán sai, phân ra ai thẳng ai thua.
Tình huống này lập tức khiến mọi người ở đây vô cùng hưng phấn. Dù sao thì, chuyện kẻ thù đánh bạc với nhau có thể nói là khó mà thấy được, hơn nữa còn là một ván bạc lớn như vậy, càng hiếm thấy hơn. Thật sự quá kích thích, mọi người đều đợi không kịp mà muốn biết đáp án. Nhìn tình hình này, mọi người đều nóng lòng cả. Đã vậy, ông lão này cũng không để mọi người chờ lâu nữa, bây giờ sẽ mở hũ xúc sắc ra, trên mặt Lý Hằng lộ ra nụ cười kỳ quái, sau đó bàn tay đè lên hũ xúc sắc. Mọi người đều ngừng thở, nhìn chằm chằm hũ xúc sắc đó. Quả thực Lý Hằng không để mọi người chờ lâu, tay ông ta chỉ đặt trên hũ một chốc rồi mở ra ngay. Không a. Sau khi hũ xúc sắc được nhấc lên, điểm số xuất hiện trước mắt, tất cả đều hít một hơi thật sâu, rồi lập tức xôn xao. Chuyện này quá kích thích, bởi vì trên 3 viên xúc sắc đều là 3 điểm. Nói cách khác, Lý Hằng lắc ra con báo. Đương nhiên, người đoán đúng là Trần Triệu Dương. Qua, quá tuyệt vời, thắng, thắng rồi, Tuyên Hoàng phản ứng đầu tiên, lập tức hét lên, hưng phấn ôm lấy Nam Cung Yến. Nam Cung Yến cũng không dám tin, dù sao kiếm được số tiền này quá dễ. 100 tỷ là một con số khổng lồ. Phải biết rằng, đây chính là tiền mặt. Có rất nhiều công ty định giá 100 tỷ, nhưng tuyệt đối không có số vốn lưu động lên tới 100 tỷ, mà tính từ tất cả tài sản hữu hình và vô hình của công ty. Vậy 100 tỷ này quá đáng sợ rồi. Trần Triệu Dương cũng không quá bất ngờ, dù sao anh cũng đã dự tính trước được điều này. Tê Duyệt bên cạnh tái mặt. Thua rồi, ông ta thua rồi. Ông ta là một trong 3 vua đánh bạc của thành phố Úc, vậy mà lại thua trước một kẻ không có tiếng tăm gì, mất hết cả danh tiếng. Không những thế, một khoản tiền lớn như vậy, sòng bạc chẳng thể nào bỏ ra, mà người chịu uất ức, không cần đoán cũng biết là ông ta. Tương lai của ông ta sẽ vô cùng thê thảm. Ông Kim ở trong phòng theo dõi cũng ngồi xuống salon, vẻ mặt đau đớn không nói nên lời. Mà ông ta hối hận nhiều hơn, sớm biết vậy đã bỏ đi 50 triệu tiền đặt cược của cậu ta. Bây giờ thì tốt rồi, người ta thăng nhiều như vậy, ông ta không thể nào chịu đựng tổn thất lớn như thế. Ông ta biết. Nếu ông ta không thể đưa ra một câu trả lời cho chuyện này, sợ rằng không thể nào ăn nói được với nhà họ Hà. Đã như vậy thì chỉ có một cách thôi. Nghĩ tới đây, ánh mắt ông Kim lộ ra ý muốn giết người. Tân Hải, tìm ngài Lạc Vũ tới đi, ông Kim dương mắt nhìn Tân Hải, nói. Ông Kim, tước sĩ Lý ở đây, làm vậy sợ là không ổn, Tân Hải ở bên cạnh âm thầm giật mình, lo lắng hỏi. Hừ, bây giờ tước sĩ thì có lợi ích gì? Hơn nữa. Bảo ngài Lạc Vũ che mặt lại, lúc đó ai biết được là người của sòng bạc làm chứ, ông Kim cười lạnh, ánh mắt càng thêm kiên định. Thôi, để tôi tự đi mời ông Lạc Vũ, ông Kim nghĩ lại, cảm thấy để Tân Hải đi mời ông Lạc Vũ thì không quá thỏa đáng nên quyết định đích thân đi mời. Mà lúc này, trong đại sảnh sòng bạc lại bùng nổ. Dù sao, bọn họ được tận mắt chứng kiến kỳ tích trong giới cờ bạc. Cậu thanh niên này dùng 100 đồng tiền cược, thắng được 100 tỷ, nhất định là một sự tồn tại đáng sợ. Ông Tê, có phải nên đưa tiền cho tôi rồi không? Trần Triệu Dương cười híp mắt nhìn Tề Duyệt. Anh tin lần này bọn họ ra không ra tay tùy tiện nữa. Lần dạy dỗ này cũng lớn đấy. Đâu ở đây cả, nhưng mà tôi cũng không có quyền cho cậu, chờ ông Kim tới đi. Tề Duyệt biết, bây giờ ở trước mắt mọi người, nếu ông ta dám ăn quyệt, danh tiếng của sòng bạc sẽ hoàn toàn không thể cứu lại được nữa. Nhưng mà, ông ta cũng không dám tùy tiện đưa cho Trần Triệu Dương. Được. Tôi chờ ông ấy, Trần Triệu Dương cũng không làm khó Tê Duyệt, mặc dù thua cuộc, nhưng Tê Duyệt cũng chỉ là một công cụ đánh bạc, căn bản không làm chủ được. Bộp bộp. Đúng lúc đó, một chàng võ tay vang lên từ phía cầu thang tầng 2. Ông Kim tươi cười đi xuống, võ tay chúc mừng Trần Triệu Dương. Đúng là anh hùng nhỏ tuổi, không ngờ trên con thuyền đánh bạc nho nhỏ này của chúng tôi, lại có một thần bài, đúng là vinh hạnh, nụ cười trên mặt ông Kim vô cùng chân thành. Mọi người nhìn thấy thì càng khâm phục tấm lòng của ông Kim, người ta thắng cả 100 triệu cũng không hề tức giận. Ông Kim nói đùa rồi, tôi nào dám nhận cái danh thần bài đó chứ, tôi chỉ là một kẻ may mắn mà thôi, Trần Triệu Dương cũng cười, khiêm tốn đáp. Chỉ dựa vào may mắn sẽ không thể thắng được 100 tỷ trên thuyền của chúng tôi, nụ cười trên mặt ông Kim vẫn không bớt đi, nói tiếp. Lấy thu nhập của thuyền đánh bạc, có lẽ 100 tỷ cũng là chuyện nhỏ thôi, không gây tổn thương gân cốt được. Trần Triệu Dương cười sáng lạn, đáp lại. Ha ha. Sau đó, hai người cùng nhau cười lớn, hoàn toàn không giống kẻ địch chút nào. Thế nhưng trong lòng Tăng Kim Lai lại có dự cảm xấu. Dựa vào hiểu biết của anh ta với ông Kim, ông ta càng như vậy,
càng chứng minh ông ta nhất định sẽ ra tay. Cậu Trần, ở nhà có chút chuyện, chúng ta phải về thôi, nghĩ tới đây, Tăng Kim Lai đi tới trước mặt Trần Triệu Dương, nhẹ giọng nói. Mặc dù nói nhỏ, nhưng hẳn là ông Kim cũng nghe được. Nếu cậu Trần còn có việc, vậy mau đi đi, khoản tiền cậu thắng là chắc chắn rồi, đương nhiên ông Kim nghe được lời Tăng Kim Lai nói, đây cũng đúng ý ông ta. Ông ta lập tức đưa tấm séc 100 tỷ cho Trần Triệu Dương, ngoài ra còn có một ngôi biệt thự và vài cái xe sang. Vậy thì, cảm ơn ông rất nhiều. À, đúng rồi, còn có 50 triệu em trai tôi thua ở sòng bạc của ông, trả lại cho ông vậy, Trần Triệu Dương chắp tay, sau đó hơi cao giọng, nhất là chữ thua đó, nhấn rất mạnh, dù là ai cũng nghe ra trong lời nói có ý khác. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, nụ cười trên mặt ông Kim hơi cứng lại, ánh mắt lóe lên tức giận. Ông ta gật đầu, để người đi thu tiền. Những người bên cạnh vây lại, nghe được cuộc đối thoại của Trần Triệu Dương và ông Kim. Điều này khiến bọn họ đánh hơi được chút mùi vị không tầm thường. Bên trong còn có chuyện. Dựa vào năng lực bịa chuyện của bọn họ, cộng thêm mọi người cùng ra sức với nhau, rất nhanh, rất nhiều phiên bản được tung ra. Có người nói, em trai Trần Triệu Dương bị người ta gạt, thua rất nhiều tiền. Dưới cơn nóng giận, Trần Triệu Dương giúp em trai đòi lại công bằng. Cũng có người đó, Trần Triệu Dương cũng chỉ mượn cớ thôi, mục đích là để giam tiền. Còn có người nói, đây là bẫy của sòng bạc, bọn họ nhốt em trai của Trần Triệu Dương lại, sau đó để Trần Triệu Dương lấy năng lực ra phục vụ bọn họ. Những phiên bản này không ngừng lan truyền khắp thuyền, nhưng mà, vốn chỉ có 2 phiên bản, rất nhanh đã biến thành vô số phiên bản. Dù sao thì cũng phải nói, đám người tới đánh bạc này đều đứng ở góc độ của kẻ yếu để suy nghĩ vấn đề. Không thể nghi ngờ, sòng bạc là phe mạnh, mà Trần Triệu Dương lại thuộc về phe yếu. Rất nhiều người có lòng đồng cảm với kẻ yếu, nên lúc bịa chuyện, cố gắng ác hóa sòng bạc, biến Trần Triệu Dương thành phe bị hại, cuối cùng dựa vào cố gắng để rửa mối hận. Đương nhiên Trần Triệu Dương không biết chuyện này, anh chỉ vì ghét ông Kim nên thuận miệng nói vậy thôi, không ngờ lại gây ra chuyện như vậy. Trần Triệu Dương rất nhanh đã chuyển 50 triệu cho sòng bạc, hơn nữa còn móc điện thoại ra cho mọi người vây xem nhìn, bày tỏ anh đã chuyển tiền. Tôi nhận được rồi, lần này chơi rất vui vẻ phải không? Mong lần sau cậu lại tới nữa, trên mặt ông Kim vẫn là nụ cười như cũ, nói vô cùng khách khí. Ông có chắc là hoan nghênh tôi tới không? Trần Triệu Dương cười nhạt nhìn ông Kim. Quả nhiên, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, ông Kim lập tức trợn tròn mắt, vẻ mặt ngượng ngùng, nói, hoan nghênh chứ, thuyền đánh bạc của chúng tôi không từ chối ai đến cả, đương nhiên hoan nghênh cậu rồi. Trong lòng ông ta đã sớm mắng Trần Triệu Dương chết đi rồi, làm gì còn có lần sau nữa chứ? Khi xuống khỏi thuyền đánh bạc, ông ta thật muốn xem Trần Triệu Dương này chết như thế nào. Trần Triệu Dương thường xuyên đứng bên bờ sinh tử, mãn cảm nhất đối với sát ý. Mặc dù ông Kim hết sức che giấu sát ý trong lòng, nhưng sau khi anh nói xong câu vừa rồi, ông ta đã không kiềm chế được mà lộ ra. Có chút thú vị đấy, muốn để vị võ đạo tông sư đại thành cảnh đó ra tay sao, cảm nhận được sát ý trên người ông Kim, Trần Triệu Dương lập tức tò mò. Đương nhiên. Anh cảm thấy hứng thú nhất chính là vị võ đạo tông sư đã đạt đại thành cảnh đó. Anh muốn xem, mình và cường giả kia, rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Nếu là trước kia, anh chiến đấu với đại thành tông sư còn không thua về lực. Nhưng sau lần trước lên núi xong chỉ tôi luyện thân thể thành công, anh càng tự tin hơn về thực lực của mình. Cho dù là tông sư đại thành, cho dù không đánh lại được, đối phương cũng không làm gì được anh. Tiền bối, tạm biệt, Trần Triệu Dương chắp tay với Lý Hằng. Nói lời từ biệt. Chàng trai trẻ, giỏi lắm, sau này có cơ hội thì tới Hương Giang hoặc thành phố Úc tìm tôi. Có lúc tôi ở Hương Giang, có lúc lại ở thành phố Úc. Đây là số điện thoại riêng của tôi, lúc tới nhất định phải gọi cho tôi đấy. Lý Hằng cảm thấy vô cùng hợp duyên với Trần Triệu Dương, đưa số điện thoại riêng của mình cho anh. Được, nếu tôi tới Hương Giang và thành phố Úc, nhất định sẽ gọi cho ông, lúc đó ông đừng chê tôi phiền nhé. Trần Triệu Dương trân trọng thu lại danh thiếp của Lý Hằng, nói đùa với ông ta. Ha ha, cậu cứ tới đi, tôi cũng muốn biết mình có phiền hay không, Lý Hằng cười lớn, càng có cảm tình với Trần Triệu Dương hơn. Vốn dĩ, ông ta muốn ngồi cùng thuyền với Trần Triệu Dương rời đi. Nhưng ông ta vừa thể hiện ý này, Trần Triệu Dương đã âm thầm lắc đầu với ông ta, hiển nhiên, anh không muốn ông ta bị cuốn vào. Ngay sau đó, đoàn người Trần Triệu Dương lên du thuyền của bọn họ. Đi về phía đất của Hoa Hạ. Thật sự là không thể đợi được, đuổi theo nhanh như vậy sao, Trần Triệu Dương vẫn chú ý tới những chiếc thuyền xung quanh,
ngay khi bọn họ rời chỗ thuyền đánh bạc không bao lâu, một chiếc cano lập tức đuổi theo bọn họ. Anh Trần, có người đuổi theo sao? Nghe được lời của Trần Triệu Dương, Tăng Kim Lai lập tức căng thẳng, dù sao thì đây cũng là vùng biển quốc tế. Tuy rằng thực lực của Trần Triệu Dương mạnh cỡ nào thì khi ở trên biển cũng sẽ bị người ta dùng đạn cối bản chúng, đến lúc đó, người cũng đi đời nhà ma rồi. Ừ, có người đuổi theo, nhưng mà đừng lo lắng, bây giờ chúng ta đang hướng về phía một hòn đảo, bất kể đó là hòn đảo nào, đương nhiên là Trần Triệu Dương nhìn thấy chiếc cano đuổi theo, ánh mắt anh quét qua, thấy trên tàu không chỉ có một người lái, mà còn có một người đàn ông trung niên đứng ở mũi tàu đón gió. Trên tàu cũng không có vũ khí hạng nặng. Nhưng tàu của đối phương lại là tàu cao tốc, tốc độ nhanh hơn du thuyền của bọn họ, anh không muốn chiến đấu trên du thuyền, hơn nữa, vùng biển này cũng không phải là nơi để chiến đấu. Vâng, anh Trần, Tăng Kim Lai gật đầu, tất nhiên là anh ta biết việc đối phương muốn đuổi kịp du thuyền của bọn họ chỉ là vấn đề thời gian, mà chắc chắn sẽ đến trước khi bọn họ lên bờ. Lúc này chỉ có thể tin tưởng Trần Triệu Dương có thể ngăn cản đối phương, bằng không, lần này thật sự sẽ chết. Tăng Kim Lai tức yêu cầu người lái du thuyền đi về phía hòn đảo nhỏ gần nhất. Các hòn đảo gần đây không lớn lắm, nhiều hòn đảo chỉ là một số đá ngầm, hơn nữa, ở gần đó đặc biệt có rất nhiều đá. Để tôi lái, Trần Triệu Dương thấy du thuyền của bọn họ bắt đầu giảm tốc độ, lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, chỉ sợ là du thuyền đã va vào đá ngầm, anh có đôi mắt xuyên thấu, có thể lái du thuyền, đi thẳng tới phòng điều khiển, sau đó nói với người lái tàu. Chuyện này... Nghe thấy lời này của Trần Triệu Dương, thuyền viên chợt đứng lên một cách do dự, hiển nhiên là không biết có nên làm vậy hay không. Để cho anh Trần lái đi, Tăng Kim Lai cũng theo sau, đi vào phòng điều khiển, biết được yêu cầu của Trần Triệu Dương, anh ta lập tức đồng ý. Vâng, thuyền viên không do dự nữa, ra khỏi vị trí lái thuyền. Trần Triệu Dương lập tức ngồi vào vị trí điều khiển, bắt đầu lái. Dưới đôi mắt xuyên thấu, tốc độ của du thuyền tăng lên. Thuyền viên vừa đi ra trước đó cảm thấy tốc độ của du thuyền tăng, đột nhiên cảm thấy hơi sợ hãi. Dù sao thì ở xung quanh đây có rất nhiều đá ngầm, với tốc độ nhanh như vậy sẽ không thể tránh đi kịp thời, chỉ sợ đến lúc đó, con thuyền sẽ bị phá, người chết mất. Tổng giám đốc Tăng, điều này có thực sự ổn hay không? Quá nguy hiểm, hay là cứ để tôi lái đi, thuyền viên kia đề nghị với Tăng Kim Lai. Không sao, anh Trần sẽ không lấy tính mạng của chúng ta ra đùa giỡn. Lúc này sắc mặt của Tăng Kim Lai hơi khó coi, nhưng mà từ trước cho tới bây giờ, Trần Triệu Dương vẫn luôn tạo nên kỳ tích, anh A tin rằng lần này, Trần Triệu Dương nhất định sẽ làm được. Chuyện này, khi nghe thấy Tăng Kim Lai nói như vậy, thuyền viên hé miệng, định nói gì đó, nhưng khi anh ta nhìn thấy ánh mắt kiên định của Tăng Kim Lai, anh ta chỉ có thể ngậm miệng. Dĩ nhiên Tăng Kim Lai tin tưởng, bởi vì ở trên thuyền có những người mà anh quan tâm, tin rằng Trần Triệu Dương sẽ không làm những chuyện mà không chắc chắn. Đám người Nam Cung Yến ở trên du thuyền không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng bọn họ cũng cảm nhận được bầu không khí có gì đó không đúng. Chị nhìn kìa, ở kia có một chiếc cano đang đuổi theo chúng ta, lúc này Tuyên Hoàng chợt nhìn về phía sau rồi hét to. Tuyên Hoàng vừa dứt lời, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía sau du thuyền, chỉ thấy một chiếc cano đang lao nhanh, đuổi theo sau bọn họ. Chẳng lẽ là do anh rể thắng quá nhiều tiền, cho nên người trên thuyền đánh bạc muốn ăn quyệt sao? Phải làm sao đây, sẽ không có cao thủ đến chứ, Tuyên Hoàng lập tức suy đoán. Đừng đoán mò, yên tâm đi, nhất định Triệu Dương sẽ có cách, Nam Cung Yến thấy bọn họ hơi hoảng loạn, lập tức mở miệng trấn an tinh thần. Đúng vậy, chắc chắn anh rể có thể giải quyết, ngay cả võ đạo tông sư cũng bị anh rể giết, em không tin những người đuổi theo này là võ đạo tông sư đâu, Tuyên Hoàng cũng đã lấy lại bình tĩnh, dù sao thì cô ấy đã từng nhìn thấy thực lực của Trần Triệu Dương rồi. Cái gì? Giết võ đạo tông sư, thật hay giả vậy, Tạ Thụy Ý ở bên cạnh nghe thấy cuộc đối thoại của hai người Nam Cung Yến, thốt lên kinh hãi. Trời ạ, anh không phải là người của thành phố Long Hải sao? Chuyện này đã lan truyền khắp thành phố rồi, anh vậy mà không biết, Tuyên Hoàng nhìn về phía Tạ Thụy Ý bằng ánh mắt kinh ngạc, giống như đang nhìn một người ngoài hành tinh. Cái đó không phải là do tôi ở trong sòng bạc, quanh năm suốt tháng sao, cho nên không biết nhiều về tin tức của thế giới bên ngoài thôi. Tạ Thụy Ý cười nói. Được rồi, chị đi đến phòng điều khiển xem một chút, Nam Cung Yến mặc kệ bọn họ, đi về phía phòng điều khiển. Bà xã, sao em lại tới đây, Trần Triệu Dương đang lái thuyền, nhìn thấy Nam Cung Yến đi tới thì lập tức lên tiếng hỏi. Có phải gặp rắc rối rồi không, Nam Cung Yến lo lắng, mở miệng hỏi. Em biết rồi, không sao đâu, đừng lo lắng,
anh sẽ dẫn mấy người đó đến hòn đảo gần đây để giải quyết, anh cũng không muốn du thuyền của chúng ta trở thành chiến trường. Trần Triệu Dương cười thoải mái, nói một cách chắc chắn. Thật không, anh đừng có nói dối em, nghe được Trần Triệu Dương nói như vậy, mặc dù Nam Cung Yến vẫn hơi lo lắng, nhưng cô cũng không nói thêm gì nữa. Bà xã, sao anh có thể nói dối em được, hãy tin tưởng chồng em, chắc chắn không có việc gì. Em đi lên đi, anh phải tập trung lái thuyền, ở đây có rất nhiều đá ngầm, Trần Triệu Dương lập tức bảo Nam Cung Yến rời đi. Nam Cung Yến nghe nói nơi này có nhiều đá ngầm, đương nhiên là không dây dưa chuyện này nữa, lập tức đi lên. Kim Lai, chờ lát nữa tôi lên đảo, anh cho du thuyền đi ra xa một chút, chờ tín hiệu của tôi, sau đó anh lại đến đón, lúc này Trần Triệu Dương dặn dò Tăng Kim Lai. Vâng, anh Trần, Tăng Kim Lai gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Sở dĩ Trần Triệu Dương muốn cho du thuyền đi xa hơn là vì sợ đối phương chó cùng rứt dậu, đến lúc đó đối phương lấy đám người Nam Cung Yến ra uy hiếp anh thì sẽ không tốt. Dù sao thì đối phương cũng là tông sư đại thành, chiến đấu cũng hơi khó khăn, nếu như anh ta nắm được nhược điểm của anh, tỷ lệ chiến thắng sẽ càng thấp hơn. Có du thuyền của Trần Triệu Dương mở đường, chiếc cano ở phía sau không hề có ý giảm tốc độ, mà theo sát ở phía sau vô cùng thuận lợi. Chính là phía trước, để tôi xuống, các anh lái du thuyền đi, đôi mắt xuyên thấu của Trần Triệu Dương nhìn qua, phát hiện ra một hòn đảo gần nhất, bán kính chỉ có mấy trăm mét, trên đảo cũng không có thảm thực vật, chỉ có cát và đá ngầm. Được, anh Trần, Tăng Kim Lai biết rằng lúc này, bọn họ không thể giúp được gì nhiều, không cản trở là đã tốt lắm rồi. Khi đến gần bờ, Trần Triệu Dương cho du thuyền dừng lại. Tàu cano theo sau bọn họ cũng dừng lại, Trần Triệu Dương lập tức bay lên không trung, mũi chân chạm nhẹ trên mặt nước, cả người bay lên trên đảo giống như một con chim hải âu. Người đàn ông trung niên trên cano cũng lập tức phát động thân thể, đạp không mà đi, tốc độ cũng không chậm hơn Trần Triệu Dương, đáp xuống chỗ cách Trần Triệu Dương không xa. Nhìn thấy cách hai người lên đảo, những ai đang đứng trên thuyền đều giật mình bật thốt. Suy cho cùng, ở đây trừ nhóm người Nam Cung Yến và một số đầu bếp, thủy thủ ra thì còn lại đều là người bình thường, chưa bao giờ gặp được cảnh tượng thần kỳ này. Thấy họ đã lên đảo, Tăng Kim Lai lập tức ra lệnh cho du thuyền tiến về nơi xa. Tăng tốc độ đến mức cao nhất, vòng quanh hòn đảo này, Tăng Kim Lai nhanh chóng đưa ra chỉ thị. Các nhân viên trên tàu đều là thuộc hạ thân tín của Tăng Kim Lai, lập tức tuân theo mệnh lệnh của anh ta mà không hề nghi ngờ gì. Anh Tăng, vì sao chúng ta không dừng lại, mặc dù Nam Cung Yến vẫn đang chăm chú quan sát tình hình trên đảo, cô vẫn thấy thắc mắc về hành động của Tăng Kim Lai. Thưa cô, nếu chúng ta dừng lại thì phải tốn ít nhất 1 đến 2 phút để đẩy tốc độ lên mức cao. Nhất, thời gian này đủ để kẻ đó đuổi kịp chúng ta. Có gì anh Trần không chống cự được thì chúng ta còn có thể cứu viện kịp thời. Tăng Kim Lai lập tức giải thích. Thì ra là như vậy, anh suy nghĩ thấu đáo quá, Nam Cung Yến và những người khác cũng đã hiểu ra, sau đó cô lại hỏi, vậy chúng ta còn đủ dầu không? Xin cô yên tâm, mỗi lần ra biển tôi đều chuẩn bị đủ dầu cả. Trong kho hàng có tận mười mấy thùng dầu, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề gì, Tăng Kim Lai trả lời một cách chắc nịch. Ở đây còn vài cái ống nhòm, mọi người có thể dùng nó để xem tình hình trên đảo, Tăng Kim Lai cho người cầm một thùng ống nhòm tới, phân cho mỗi người một cái. Ngoài các nhân viên đang điều khiển thuyền ra, những người khác đều vô cùng tò mò, mỗi người đều nằm trườn trên mạn thuyền bắt đầu quan sát. Sao họ vẫn chưa đánh nhau vậy, khi họ thấy được Trần Triệu Dương và một người khác đứng trên đảo. Hai người này vẫn chưa nhúc nhích. Tôi nghĩ chắc đang so bì khí thế rồi, dù sao các cao thủ đều chú trọng cái này khi đấu với nhau, một nhân viên làm việc tưởng tượng, nói. Trên đảo, cậu cũng tài đấy, tôi còn tưởng cậu sẽ lái thuyền chạy mãi, người đàn ông trung niên kia nhìn Trần Triệu Dương với vẻ thích thú, nói. Ông là ai, là họ Kim kia bảo ông tới giết tôi à, Trần Triệu Dương mở hai tay, sau đó mở miệng hỏi. Tôi là Lạc Vũ. Mấy người đó muốn tôi che mặt nhưng tôi khinh thường làm việc đó nên không che. Đúng là họ Kim đã yêu cầu tôi đến giết cậu, cậu còn gì muốn hỏi không, hỏi hết đi, mất công chết rồi lại không hiểu vì sao mình chết, Lạc Vũ ngạo nghễ nhìn Trần Triệu Dương, nói. Tự tin quá nhỉ, chẳng lẽ ông không sợ làm ngọn kích gáy chìm trong bãi cát à? Phong cảnh ở đây rất đẹp, cũng thích hợp làm nơi an nghỉ đấy, Trần Triệu Dương cười nhạo một tiếng, sau đó lạnh lùng châm biếm. Nhóc con! Miệng lưỡi sắc bén không đem lại bất cứ lợi ích gì cho cậu trong thời điểm này đâu, nếu cậu chịu thua, tôi có thể bỏ qua tất cả những người trên chiếc du thuyền kia, nếu không thì tôi sẽ lên chiếc thuyền đó sau khi xử cậu xong, cậu sẽ hối hận đấy.
Lạc Vũ lạnh lùng nhìn Trần Triệu Dương, nói. Ông đang tự tìm đường chết đây mà, chúng ta không thù không oán, ông tu luyện tới cảnh giới này cũng không dễ dàng, tôi còn định tha cho ông một mạng, nhưng xem ra là tôi đã quá nhân từ. Một tia sáng lạnh lẽo chợt lóe qua trong mắt Trần Triệu Dương, anh lạnh giọng nói. Tuổi còn nhỏ mà nói năng huênh hoang thật, xem ra trên chiếc du thuyền đó có người rất quan trọng với cậu. Yên tâm, tôi sẽ giữ lại mạng của cậu, để cậu là kẻ ra đi cuối cùng. Ánh mắt Lạc Vũ đầy khát máu điên cuồng, nhìn Trần Triệu Dương, nói. Ra tay đi, nếu không ông không còn cơ hội nào nữa đâu, Trần Triệu Dương không nói gì thêm, sát khí trong mắt càng đậm hơn. Như vậy thì tôi sẽ cậu biết cảnh giới tông sư đại thành đáng sợ đến nhường nào, Lạc Vũ liếm khóe môi, sau đó rút một thanh nhuyễn kiếm vô cùng nhỏ ra từ giữa hông, đột nhiên uốn một cái, thanh nhuyễn kiếm trở nên vô cùng cứng rắn. Vũ khí của cậu đâu? Đừng nói tôi bắt nạt cậu. Lạc Vũ không sốt ruột hành động mà đáp trả lại. Đối phó ông không cần dùng vũ khí, yên tâm, tôi sẽ nương tay, dù sao tôi còn phải đánh ông thành tàn phế, đưa lên thuyền đánh bạc mà, Trần Triệu Dương mỉm cười. Nói nhiều quá rồi đấy, cậu không muốn thì sau này cũng đừng hối hận, Lạc Vũ nở nụ cười tàn nhãn, sau đó thanh nhuyễn kiếm trong tay run lên, ông ta tung người lên cao, chém xuống về phía Trần Triệu Dương. Thật là một kẻ ngu ngốc. Trần Triệu Dương thấy động tác của Lạc Vũ thì lạnh lùng cười, sau đó thi triển tiêu giao bộ, vòng qua sau lưng ông ta và đột ngột tung đùi phải lên. Kẻ ngu ngốc là cậu mới đúng, Lạc Vũ đang đứng giữa không trung đương nhiên cũng cảm nhận được đòn tấn công của Trần Triệu Dương, thanh nhuyễn kiếm của ông ta đột nhiên vòng qua, nhuyễn kiếm vốn thẳng đứng chợt chém một vòng nhằm đâm vào chân của Trần Triệu Dương. Cũng thú vị, Trần Triệu Dương khá ngạc nhiên vì phản ứng nhanh nhạy của Lạc Vũ, anh lập tức rút chân về. Chân kia đạp mạnh một cái, cơ thể nghiêng sang một bên. Cùng lúc đó, anh nhanh chóng rút chân và đạp xuống bờ cát, khiến cho Trần Triệu Dương xoay một nửa vòng tròn như con quay rồi lần nữa đi tới bên cạnh Lạc Vũ, quả đấm mạnh mẽ nện lên người Lạc Vũ. Dám cứng đối cứng với tôi à, cậu thật là ngây thơ, Lạc Vũ nở nụ cười tàn khốc, không hề tránh né mà tung cú đấm đón lấy nắm đấm của Trần Triệu Dương. Uỳnh! Hai người chạm nắm đấm vào nhau rồi đồng, thời lùi ra phía sau. Trần Triệu Dương ra vẻ không trụ nổi, quay mấy vòng dưới đất, đụng vào tảng đá ngầm một cách nặng nề rồi mới dừng lại. Còn Lạc Vũ chỉ lui về phía sau 5-6 bước là đã dừng, chẳng qua, khuôn mặt ông ta đột nhiên đỏ lên, sau đó màu đỏ ấy bị ông ta liều mạng áp chế xuống. Nhãi danh, không ngờ biết tôi là tông sư đại thành rồi mà cậu vẫn dám cứng đối cứng với tôi, đúng là quá ngây thơ mà, ngoài miệng Lạc Vũ nói như vậy nhưng trong lòng lại hoảng hồn. Bởi vì ngay vừa rồi khi đấm vào nắm tay của Trần Triệu Dương, cánh tay của ông ta bị tác động rất đau đớn, không những thế còn có một luồng chân khí kỳ lạ chui vào trong cơ thể ông ta, khiến ông ta không thể không chuyển một phần chân khí qua để áp chế nó. Vốn dĩ Lạc Vũ muốn trực tiếp loại trừ nó, nhưng luồng chân khí ấy thật sự quá quái lạ, quá đáng sợ, không thể bị loại trừ trong thời gian ngắn. Hơn nữa, khả năng hủy hoại của nó còn vô cùng mạnh mẽ, nếu không tiêu diệt nó thì không thể làm những chuyện khác được. Làm nhanh cho xong đi, Lạc Vũ đã bắt đầu sốt ruột, vì ông ta muốn mau chóng giải quyết Trần Triệu Dương rồi loại trừ chân khí trong cơ thể. Vì vậy, ông ta chỉ nói một câu với Trần Triệu Dương rồi tăng tốc độ bay nhanh về phía anh. Đừng vội chứ, tôi vẫn chưa đánh sướng đâu, chúng ta cứ từ từ thôi, Trần Triệu Dương mới vừa đánh một chiêu với Lạc Vũ nên trong lòng đã cầm chừng được, lúc này anh không vội giết người lắm. Một người đánh cặp lý tưởng như vậy mà giết thẳng tay thì thật sự quá ngu xuẩn. Cho nên Trần Triệu Dương quyết định đánh nhau với ông ta để rèn luyện, khi nào cảm thấy ông ta đã hết giá trị rồi giết sau cũng không muộn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không ổn rồi, Trần Triệu Dương gặp nguy hiểm, phải làm sao bây giờ? Tất nhiên là đám người Nam Cung Yến ở trên du thuyền có thể nhìn thấy Trần Triệu Dương bị nắm đấm của Lạc Vũ đánh bay ra ngoài, rơi xuống thế bất lợi, nhất thời cảm thấy nôn nóng. Chị đừng gấp, nhìn lại đi, Tuyên Hoàng ở bên cạnh. Lập tức nắm chặt lấy tay của Nam Cung Yến rồi khẽ an ủi. Những người ở trên du thuyền đều rất lo lắng, nhưng Trần Triệu Dương ở trên đảo lại không hề bị ảnh hưởng. Quả thật anh không chịu nổi cú đấm vừa rồi, dù sao thì đối phương cũng là tông sư đại thành, cấp độ thực lực của ông ta cao hơn anh 2 cấp. Nhưng mà cường độ thể chất của anh cũng phải là cấp bạch, nếu như đối phương không luyện thể lực, e rằng tổn thất còn lớn hơn chính mình. Thật thú vị, tới nữa đi, Lạc Vũ hừ lạnh. Cả người lại lập tức lao tới, thanh nhuyễn kiếm ở trong tay hóa thành một con rồng bay lượn, bao phủ toàn thân Trần Triệu Dương, ông ta muốn ép Trần Triệu Dương phải ngạnh kháng, dù sao thì vũ khí của ông A cũng chiếm được lợi thế,
dĩ nhiên sẽ không sợ. Chút tài mọn mà thôi, cảm nhận được ý định của Lạc Vũ, Trần Triệu Dương cười khẩy, thân thể giống như bèo trôi, lay chuyển không ngừng trước sự tấn công của Lạc Vũ. Nhìn thì có vẻ nguy hiểm nhưng lần nào Trần Triệu Dương cũng có thể né được đòn tấn công, hơn nữa, dưới loạt động tác này, Trần Triệu Dương đã tới gần người Lạc Vũ, phát hiện ra sơ hở liền đấm vào bàn tay đang cầm nguyễn kiếm của ông ta. Lạch cạch, thanh nguyễn kiếm của Lạc Vũ lập tức rơi xuống đất, Trần Triệu Dương nhân cơ hội này để lấy lại thế chủ động, chiếm lấy cơ hội tấn công trước. Lạc Vũ không ngờ rằng bản thân đường đường là một võ đạo tông sư thuộc cảnh giới đại thành lại bị một võ giả thiên tiên ép thành ra bộ dạng như thế này. Trước khi đến đây, ông ta cảm thấy chỉ cần một chiêu cũng đủ để giết chết Trần Triệu Dương, tình huống xấu nhất thì cũng có thể bắt được người. Nhưng mà không ngờ ông ta lại chịu thiệt nặng như vậy. Tốt nhất là ông không nên giở trò hèn hạ, bây giờ không còn mấy trò này, xem ông còn muốn chơi đùa kiểu gì, giọng nói của Trần Triệu Dương rất rõ ràng, nhưng thế tấn công ở trên tay không hề yếu đi chút nào, ngược lại còn nhanh hơn. Cậu muốn chết sao, nếu đã như vậy, tôi sẽ cho cậu xem võ đạo tông sư đại thành là như thế nào. Lạc Vũ bị lời mỉa mai của Trần Triệu Dương làm cho tức giận, dùng sức đánh ra một chưởng về phía anh, lùi lại phía sau mấy bước. Chân khí ở trong cơ thể của ông ta vận chuyển một cách điên cuồng, một loại lực lượng vô cùng đáng sợ xuất hiện ở trong lòng bàn tay, cực kỳ nguy hiểm. Đương nhiên là Trần Triệu Dương cảm nhận được nên anh không vội ra tay mà yên lặng theo dõi diễn biến. Lạc Vũ trưởng, Lạc Vũ hừ lạnh, trên hai tay xuất hiện một lớp sương mù dày đặc, giống như một cơn mưa to đang ủ ở trong đó. Thật thú vị, không hổ danh là Lạc Vũ, cảm nhận được những biến đổi trong lòng bàn tay của Lạc Vũ, Trần Triệu Dương lập tức chế nhạo. Vốn dĩ anh còn tưởng tuyệt chiêu của Lạc Vũ vô cùng lợi hại, chẳng qua là dùng chân khí của võ đạo tông sư để mô phỏng mưa rơi mà thôi, tuy nhìn qua đòn tấn công này có vẻ uy lực rất lớn nhưng lại rất tiêu hao chân khí, chỉ sợ chiêu thức này sẽ lấy đi 3 phần chân khí trong cơ thể Lạc Vũ. Này, ông tên là Lạc Vũ, hay là sau khi luyện thành võ kỹ này rồi mới đổi thành tên Lạc Vũ? Triệu Dương hơi tò mò, không nhịn được mở miệng hỏi. Đợi đến khi cậu chết, tôi sẽ nói cho cậu biết, sắc mặt của Lạc Vũ đỏ bừng. Lúc này hai tay bắt đầu mạnh mẽ đập về phía Trần Triệu Dương. Khi hai tay Lạc Vũ đánh ra, những hạt mưa được ngưng tụ bởi luồng chân khí đập về phía Trần Triệu Dương, tư thế kia thực sự giống như trời mưa, nhưng lại là một cơn bão tố. Thật sự là khiến cho người ta thất vọng, Trần Triệu Dương lắc đầu, một đòn tấn công cấp độ này không thể gây ra thương tổn cho anh, dù sao thì cường độ thể chất của anh cũng không phải chuyện đùa. Theo lý mà nói thì lực kiểm soát chân khí của võ đạo tông sư hẳn là càng mạnh hơn mới đúng, mặc dù đòn tấn công không tập trung vào một mục tiêu như vậy có thể bao trùm toàn bộ phạm vi tấn công, nhưng lực tấn công lại tương đối yếu. Chân khí trong cơ thể Trần Triệu Dương bắt đầu vận chuyển, anh vung tay lên, những hạt mưa bằng chân khí vô cùng hung bạo bị Trần Triệu Dương ném thẳng sang một bên, không có một giọt nào rơi xuống người. Cậu không phải võ đạo tông sư, tại sao lại có chân khí ngoại phóng? Lạc Vũ không ngờ Trần Triệu Dương lại dùng biện pháp này để chống lại đòn tấn công của ông ta. Rõ ràng ông ta cảm nhận được Trần Triệu Dương chỉ là một võ giả thiên tiên, hoàn toàn không phải là võ đạo tông sư, nhưng mà đòn tấn công vừa rồi của Trần Triệu Dương thực sự là chân khí ngoại phóng. Phải biết rằng chân khí ngoại phóng chính là dấu hiệu của võ đạo tông sư, Trần Triệu Dương có thể làm được, chẳng lẽ thực lực của anh đã có thể chống lại võ đạo tông sư rồi sao? Nghĩ đến đây, trong mắt Lạc Vũ lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, sát khí ở trong lòng ông ta bắt đầu dâng trào. Thiên tài võ học như vậy phải bóp chết càng sớm càng tốt, nếu không, một khi lớn lên sẽ khó mà tiêu diệt. Lúc trước đều là ông đánh, bây giờ đến lượt tôi, ông cũng nên cẩn thận, có mấy võ đạo tông sư đã chết dưới một chiêu này của tôi rồi đấy, Trần Triệu Dương mỉm cười, nhắc nhở. Nghe thấy một câu này của Trần Triệu Dương, trong mắt của Lạc Vũ chợt hiện lên vẻ nghiêm trọng. Ông ta lập tức tập trung cao độ, di chuyển không ngừng, hy vọng có thể phá hủy đòn tấn công của anh. Như Lai thần trưởng, Trần Triệu Dương hét lên một tiếng vang dội, sau đó phi người lên, võ một trưởng về phía Lạc Vũ. Lạc Vũ không ngờ Trần Triệu Dương lại nhanh như vậy, không có cách nào để né tránh, chỉ có thể lựa chọn cách liều mạng mà thôi. Nhìn thấy hai người sắp va chạm, đột nhiên Trần Triệu Dương đổi hướng tấn công, cả người nhảy sang bên cạnh Lạc Vũ, nện một đấm vào hông ông ta. Bịch, Lạc Vũ bị Trần Triệu Dương đánh bay ra ngoài, một đòn tấn công này suýt chút nữa thì khiến cho ông ta phun ra một ngụm máu. Cậu, đồ xảo trá, sắc mặt Lạc Vũ rất xấu, vốn tưởng rằng Trần Triệu Dương sẽ đối đầu trực diện với ông ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng,
nhưng không ngờ lại khi đối diện lại là khoảng không, cuối cùng bị người ta tính kế đánh cho bị thương. Tôi chưa từng nói tôi sẽ đánh trực diện với ông. Hơn nữa, chúng ta là kẻ thù, nếu là kẻ thù thì dùng bất cứ phương pháp nào cũng có thể. Trần Triệu Dương giang hai tay ra, trông rất giống một tên lưu manh. Chỉ là trong lúc nói chuyện, Trần Triệu Dương lại tiếp cận Lạc Vũ, lợi dụng lúc ông ta bị thương thì giết ông ta, anh cũng không muốn cho Lạc Vũ một cơ hội để thở dốc. Đừng ép tôi, cậu có tin tôi sẽ khiến cậu không thể rời khỏi hòn đảo này không? Vừa chống đỡ đòn tấn công của Trần Triệu Dương, Lạc Vũ vừa nói. Ông yên tâm, tôi nhất định sẽ không để ông rời khỏi hòn đảo nhỏ này, lúc này Lạc Vũ còn muốn đe dọa anh, thật sự là quá ngây thơ. Được, đây là do cậu ép tôi, đừng có mà hối hận, Lạc Vũ bị chọc tức, lập tức gào thét như điên dại. Ôi ông có tuyệt chiêu gì thì bày ra đây, nếu không thì ông sẽ không có cơ hội, vẻ mặt của Trần Triệu Dương vô cùng bình tĩnh, mở miệng nói khích. Được, tôi hy vọng sau này cậu sẽ không hối hận, trong mắt của Lạc Vũ tràn ngập sự điên cuồng. Vốn dĩ ông ta cho rằng chiêu Lạc Vũ trưởng vừa rồi có thể khiến cho Trần Triệu Dương bị thương, nhưng không ngờ nó lại bị phá đi một cách dễ dàng như vậy. Đến đây đi, đến làm cho tôi hối hận đi, Trần Triệu Dương cười nhạo, tên Lạc Vũ này có sức mạnh của Đại Thành Tông Sư nhưng lại không biết cách sử dụng, kinh nghiệm chiến đấu cũng quá ít ỏi. Thực ra, anh rất muốn nhìn thấy con át chủ bài thật sự của Lạc Vũ, dù sao thì nãy giờ đánh qua đánh lại vẫn còn chưa đã, thật vất vả mới gặp được người có thể làm đối thủ của mình. Anh không muốn dễ dàng giết chết đối phương như vậy. Lạc Vũ không nói thêm gì nữa, toàn bộ chân khí trong cơ thể ông ta điên cuồng rít gào, một luồng hơi thở đáng sợ bộc phát ra từ trên người ông ta, khiến cho sỏi đá xung quanh cũng bắt đầu run rẩy. Chết tiệt, như thế này cũng có chút ác liệt quá rồi, cảm nhận được đảo nhỏ bắt đầu rung lên, Trần Triệu Dương có chút giật mình. Khí thế khiến cho cả hòn đảo rung chuyển thế này chỉ sợ đợt tấn công tiếp theo của Lạc Vũ sẽ không dễ dàng đối phó. Phía sau, mặt biển vốn tĩnh lặng cũng bắt đầu dâng trào, sóng biển không ngừng đánh về phía đảo nhỏ. Không đúng, đây không phải do Lạc Vũ tạo thành, cảm nhận được những biến động khủng khiếp, vẻ mặt của Trần Triệu Dương đột nhiên thay đổi, anh dùng đôi mắt xuyên thấu trực tiếp dò xét một vòng xung quanh đảo nhỏ, kể cả dưới đáy biển. Chết tiệt, xong đời rồi, khi Trần Triệu Dương thăm dò tới phía dưới đảo, anh đột nhiên hét lên một tiếng rồi nhanh chóng bỏ chạy, tốc độ gần như là đạt tới cực hạn. Trần Triệu Dương, đừng chạy, cậu không thoát được đâu, Lạc Vũ vẫn đang ngưng tụ chân khí thì nhìn thấy Trần Triệu Dương muốn bỏ chạy, ông ta lập tức thay đổi sắc mặt, rít gào đuổi theo. Cái tên bệnh thần kinh này, đừng dây dưa với tôi nữa, tôi không muốn cùng ông chết trên hòn đảo này, Trần Triệu Dương nhảy xuống biển, vừa muốn đạp lên không mà đi thì bị Lạc Vũ cấp tốc đuổi theo ngay phía sau. Vốn dĩ tốc độ của Trần Triệu Dương không chậm hơn Lạc Vũ là bao, nhưng hiện tại là đang trên mặt biển, Lạc Vũ là một võ đạo tông sư. Tất nhiên sẽ có ưu thế hơn, chỉ cần chân khí trong cơ thể ông ta không cạn kiệt thì tốc độ trên biển sẽ nhanh hơn Trần Triệu Dương. Phải chết chỉ có mình cậu mà thôi, nếu như cậu đã không thích đảo nhỏ này như vậy thì tôi sẽ đưa cho cốt của cậu đến một nơi khác, nhất định sẽ tìm cho cậu một nơi có phong thủy tốt để an táng. Ánh mắt Lạc Vũ toát ra sự điên cuồng, ông ta lớn tiếng nói với Trần Triệu Dương. Cút ngay cho tôi, phải chết thì cũng là chính ông tự đi tìm đường chết, đối mặt với sự dây dưa của Lạc Vũ. Trần Triệu Dương không muốn phản ứng lại, anh vận chuyển một luồng chân khí trong cơ thể, hung hãng đánh một quyền về phía Lạc Vũ, thật giống như là đang muốn liều mạng. Lạc Vũ bị trạng thái của Trần Triệu Dương làm cho hoảng sợ, nhanh chóng né tránh. Trần Triệu Dương không muốn cùng Lạc Vũ dây dưa, mũi chân điểm nhẹ một cái, cả người giống như một mũi tên đã rời cung, điên cuồng lao ra khỏi hòn đảo. Cút trở về cho tôi, Lạc Vũ căn bản không nghĩ tới chuyện sẽ thả Trần Triệu Dương đi. Nếu cho Trần Triệu Dương có thêm thời gian để trưởng thành, chỉ sợ sau này ngay cả dũng khí đối mặt với anh ông ta cũng không có. Vì thế hôm nay, cho dù có như thế nào thì ông ta cũng phải giết chết Trần Triệu Dương. Lúc này, tốc độ của Lạc Vũ còn nhanh hơn cả Trần Triệu Dương, ông ta lập tức chặn anh lại, đồng thời tàn nhẫn tung ra một quyền. Trần Triệu Dương không do dự, lập tức dùng tay đỡ một quyền của Lạc Vũ. Vốn dĩ Trần Triệu Dương còn nghĩ rằng bản thân sẽ không hề hấn gì dưới một quyền của Lạc Vũ, nhưng thật không nghĩ đến, khi chống lại một quyền này lại làm cho bàn tay phải của anh bị chấn động đến mức xé rách, cả người bị đánh bay chục mét. Dù sao thì nơi này là mặt biển, không phải ở trên mặt đất nên căn bản không thể giảm sóc gì cả. Nhóc con, hôm nay cậu đừng mong chạy thoát, khoanh tay chịu trói đi, tôi còn có thể cho cậu làm một khối thi thể trọn vẹn, công kích thành công, Lạc Vũ cười lớn, mở lời khuyên Trần Triệu Dương. Ngu ngốc,
để tôi xem ông có thể kiên trì được bao lâu. Trần Triệu Dương cười lạnh, sao anh có thể không biết Lạc Vũ đã dùng công pháp cấm kỵ làm cho thực lực của ông ta tăng lên một tầng, khó trách một quyền khi nấy đã khiến anh ăn đau không ít. Chỉ là, loại công pháp có thể làm tăng thực lực bình thường đều bị cấm dùng, tuy rằng trong thời gian ngắn làm tăng sức mạnh của người dùng, nhưng một khi mất tác dụng, chẳng những thực lực bị hạ thấp mà còn xuất hiện tác dụng phụ vô cùng lớn. Có thể nói, nếu không phải là trường hợp cực kỳ bất đắc dĩ, sẽ không ai dùng đến. Trần Triệu Dương xông ra thêm vài lần nữa, chỉ là, thực lực của Lạc Vũ lúc này đã ẩn ẩn đạt đến võ. Đạo tông sư đỉnh cấp, cho dù là tốc độ hay sức mạnh đều tăng lên rất nhiều, hoàn toàn áp đảo Trần Triệu Dương. Đối mặt với trạng thái như vậy của Lạc Vũ, Trần Triệu Dương chỉ có thể chậm rãi rút lui, cuối cùng vẫn về tới đảo nhỏ. Chết tiệt, ông có bệnh à? Không thấy nơi này sắp xảy ra một trận biến động lớn sao? Nhanh chạy khỏi nơi này rồi nói sau, Trần Triệu Dương gấp gáp đến độ muốn điên rồi, đối mặt với thực lực cường đại của Lạc Vũ, anh căn bản không có cách nào chạy thoát. Bớt giả thần giả quỷ đi, biển cả vốn luôn đầy biến động, đây không phải là chuyện rất bình thường hay sao? Buộc Trần Triệu Dương quay trở về đảo, Lạc Vũ không nhiều lời, trực tiếp lao về phía Trần Triệu Dương. Ở trên đảo, tốc độ của Trần Triệu Dương rất chín ỉ nhanh, đòn tấn công của Lạc Vũ hoàn toàn không chạm được đến anh. Trần Triệu Dương không dám chậm trễ nhiều ít thời gian, bắt đầu điên cuồng tấn công, anh phải đánh bại Lạc Vũ bằng tốc độ nhanh nhất, ít nhất là khiến cho ông ta mất đi năng lực hành động, nếu không, như đã nói trước đó, thực sự là không có cách nào rời đi. Chỉ là, đối phó với Lạc Vũ đã sử dụng công pháp cấm kỵ quả thực là rất khó khăn. Nếu ông không muốn chết thì mau đi theo tôi, còn muốn đánh nhau thì chúng ta lên hòn đảo kế tiếp, lời nói vừa dứt, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển, sắc mặt Trần Triệu Dương lập tức thay đổi, điên cuồng chạy về phía mặt biển. Lạc Vũ sừng sốt, lúc này ông ta mới chú ý tới đảo nhỏ ban đầu vốn rộng mấy trăm mét hiện tại chỉ còn lại 100 mét. Hơn nữa đảo nhỏ còn bắt đầu rung chuyển dữ dội, hiển nhiên là sắp có chuyện không lành xảy ra. Chết tiệt, Lạc Vũ cũng không dám dây dưa với Trần Triệu Dương nữa, cơ thể lập tức bộc phát ra chân khí, hướng tới vị trí Trần Triệu Dương vừa rời đi mà phóng thẳng. Ngay khi Lạc Vũ vừa ra đến mặt biển, hòn đảo nhỏ vốn tĩnh lặng trong nháy mắt đã bị tách ra những vết nứt lớn, một dòng nham thạch nóng chảy điên cuồng phun trào, trực tiếp phun lên đến độ cao hàng mấy mét, sau đó dừng lại ở trên mặt biển. Mặt biển vốn yên tĩnh trong nháy mắt cuồn cuộn dâng trào, nhanh chóng biến thành dòng nước sôi sùng sục. Trần Triệu Dương hành động rất nhanh, lúc núi lửa phun trào, anh đã cách đảo nhỏ ước chừng mấy trăm mét. Tuy nhiên, cho dù là khoảng cách này anh cũng không dám dừng lại, chẳng qua là thông qua đôi mắt xuyên thấu anh vẫn quan sát được tình trạng của Lạc Vũ phía sau. Thật ra tốc độ của Lạc Vũ cũng không chậm, núi lửa đột nhiên phun trào, ông ta sửng sốt một chút rồi cũng nhanh chóng phản ứng lại, điên cuồng lao ra phía xa. Chỉ là lúc này, cơ thể ông ta bỗng nhiên như bị thứ gì đó kiềm hãm, sau đó ngã vào trong lòng biển. Chết tiệt, sao lại thế này? Sao lại phát sinh vấn đề ngay lúc này? Trong lòng Lạc Vũ điên cuồng gào thét, ông ta cảm nhận được tốc độ thay đổi nhiệt độ của nước biển đang cực kỳ nhanh, mà công pháp cấm kỵ ông ta sử dụng lúc này đã đến giới hạn. Nếu không phải khi nấy cứ dây dưa với Trần Triệu Dương không dứt thì thời gian giới hạn của công pháp cấm kỵ cũng không đến nhanh như vậy. Nếu ông ta không cắn mãi không buông thì chắc hẳn giờ này bọn họ đã rời xa cái hòn đảo chết tiệt này rồi. Ở phía xa, Trần Triệu Dương đang điên cuồng lao đi, nhìn thấy cảnh này thì lập tức dừng lại. Anh hoàn toàn không ngờ rằng Lạc Vũ này lại xui xẻo như thế, dưới sức mạnh này của thiên nhiên, cho dù có là tông sư võ đạo cấp đại thành, căn bản cũng không có khả năng may mắn thoát được. Trần Triệu Dương biết, Lạc Vũ này xong đời rồi. Du thuyền của Tăng Kim Lai vẫn luôn loanh quanh gần đây, tốc độ lúc nào cũng ở mức tối đa. Khi núi lửa phun trào, Tăng Kim Lai đã bảo thuyền trưởng lái du thuyền điên cuồng chạy về phía xa, né tránh cái tai vạ này trước. Mà chiếc cano của Lạc Vũ thì lại không may. Như thế, chiếc cano ấy luôn ở gần đảo nhỏ, cũng chưa được khởi động gì. Khi tai nạn ập đến, thuyền viên kia mới khởi động chiếc cano, đáng tiếc, tốc độ lại không đủ nhanh, bị dòng nham thạch nuốt ngay lập tức. Trần Triệu Dương lao tới như điên, dừng ở trên du thuyền của Tăng Kim Lai, từ phía xa nhìn về nơi mặt biển đang bốc khói, sắc mặt đám người Trần Triệu Dương cũng chẳng có vẻ thoải mái gì. Mặc dù Lạc Vũ là kẻ địch, thế nhưng mà cái chết như vậy cũng quá tàn nhẫn. Ông ta là một người đã ở cấp đại thành tông sư, người như thế, ở bất kỳ chỗ nào cũng có thể xưng bá một phương. Anh Tăng, đi, chúng ta quay về thôi, Trần Triệu Dương có chút thổn thức. Như vậy quả là người tính không bằng trời tính,
trước sức mạnh của thiên nhiên, cho dù có là tông sư võ đạo cũng không có năng lực phản kháng. Cũng may trên du thuyền có cái đứa dở hơi như Tuyên Hoàng, cho nên chưa đầy một lúc sau, bầu không khí đã bắt đầu trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều. Chỉ một thời gian ngắn sau du thuyền đã cập bờ, Tạ Thụy Ý rất thức thời, không dây dưa lằng nhằng quá nhiều mà rời đi luôn. Mà Trần Triệu Dương có được hộp cơ quan rồi, lúc này vô cùng muốn mở cái hộp đó ra, nhưng mà, hộp cơ quan lần này lại phức tạp hơn rất nhiều so với cái hộp trước đó, anh không thử mở ra làm gì cả, dù sao thì cũng có Mạc Uyên ở đây, lúc quay về cứ đưa cho anh ta mở là được rồi. Hộp cơ quan lần này phức tạp như vậy, hẳn là đồ vật bên trong chắc chắn cũng sẽ tố tô, anh thật sự rất chờ mong. Dù sao thì, mặc dù lần này chiến đấu với Lạc Vũ có chút mạo hiểm, nhưng so về tổng thể mà nói, lợi ích của việc thể chất được cường hóa đã tốt hơn. Trải qua việc chiến đấu cùng với Lạc Vũ, Trần Triệu Dương cảm thấy hơi nghi ngờ, hình như tông sư võ đạo của ông ta có yếu hơn anh một chút, thật sự là bởi vì bản thân anh quá mạnh sao. Sau khi trải qua một loạt chuyện này, mấy người Nam Cung Yến đều mệt muốn chết, vừa trở về biệt thự đã chạy đi ngủ. Còn Trần Triệu Dương thì gọi điện cho nhóm người Tật Phong, muốn xem có phải người của Lưỡi Săn tới hay không. Đại ca, sao ạ? Người nghe điện thoại không phải Tật Phong mà là Hắc Kiệt, trong điện thoại còn truyền tới từng đợt tiếng súng. Đánh nhau, còn chưa giải quyết xong sao, nghe thấy tiếng súng, Trần Triệu Dương nghi ngờ hỏi. Đại ca, đối phương phái năm tay súng băn tỉa tới, áp chế phe chúng ta. Bây giờ hai người Cẩu Tử và Tật Phong đang luồn lách tới, chuẩn bị giải quyết hai tên, bằng không thì cũng không dám thỏ đầu ra, Hắc Kiệt nói chuyện cũng không có vẻ lo lắng gì, ngược lại là vô cùng nhẹ nhõm. Ưng Chuẩn cũng không giải quyết được sao, nghe Hắc Kiện nói như thế, Trần Triệu Dương cảm thấy hơi nghi ngờ, dù sao thì trình độ bản tỉa của Ưng Chuẩn cũng thuộc dạng đẳng cấp trên thế giới, thế mà lại có người ngăn được bọn họ lại. Đối phương chuẩn bị 5 khẩu súng ngắm đặc chế, đều giống với súng của Ưng Chuẩn. Phe chúng ta chỉ mỗi mình Ưng Chuẩn có súng như thế, nên căn bản là không dám thỏ đầu ra, giọng nói của Hắc Kiện có chút phiền muộn, dù sao thì vũ khí tiên tiến cũng có ý nghĩa quyết định trong cuộc chiến đang lúc dầu sôi lửa bỏng. Nhất là khi năm tay súng bắn tỉa của đối phương đều đã chiếm mất chỗ tốt nhất để bắn lén, nên càng khó để phá giải. Năm tay súng bắn tỉa đó có lai lịch gì? Trần Triệu Dương hỏi. Mặc dù trình độ không bằng Ưng Chuẩn, nhưng mà cũng không kém cậu ta là bao. Năm tay súng bắn tỉa đẳng cấp thế giới đến một lần, ra tay khá hào phóng. Chỉ bằng vào Lưỡi Săn thì căn bản là bọn họ không thể có khả năng lớn như vậy được. Bây giờ cậu vào web đen xem có tin tức liên quan gì không? Những tay súng bắn tỉa này không rõ lai lịch, rốt cuộc là bọn họ có mục đích gì? Tuyệt đối không có khả năng chỉ đến để báo thù, phải điều tra cho ra, vẻ mặt Trần Triệu Dương có chút lạnh lùng, những người này lại ngang nhiên tiến vào Hoa Hạ với quy mô lớn như thế, thật sự cho rằng Hoa Hạ dễ bị bắt nạt sao? Vâng đại ca, để bọn em giải quyết mấy con dẹp này xong sẽ đi điều tra chuyện này, Hắc Kiện gật đầu, sau đó cúp điện thoại. Trần Triệu Dương cũng không tới đó, anh tin rằng, mấy người đó sẽ không gây ra khó khăn gì quá lớn cho nhóm Tật Phong. Nghĩ đến đây, Trần Triệu Dương bèn dùng điện thoại di động vào web đen dò xét một phen, cũng không phát hiện được tin tức hữu hiệu gì, chỉ có điều, đã có một tin tức hấp dẫn sự chú ý của Trần Triệu Dương. Lưỡi Săn đã đổi một thủ lĩnh mới, lúc đầu đây chỉ là một tin tức vô cùng nhỏ. Dù sao thì Lưỡi Săn cũng chỉ là một tổ chức được xếp hạng rất thấp. Nếu như không phải Trần Triệu Dương vẫn luôn để ý kỹ những tin tức liên quan đến Lưỡi Săn thì sợ là cũng đã bỏ qua luôn rồi. Có chút thú vị, thế này là muốn thủ lĩnh mới phải đốt lửa thể hiện năng lực của bản thân sao? Thế này thì đốt cũng hơi quá rồi, chỉ có điều, đáng lẽ đống lửa này không nên được đốt trên đất Hoa Hạ mới phải, trong mắt Trần Triệu Dương chỉ có vẻ lạnh nhạt, lẩm bẩm. Có ý gì? Ý của cậu muốn nói là Lạc Vũ bị dung nham núi lửa nuốt mất luôn rồi ư, trên con thuyền đánh bạc. Ông Kim nghe bọn cấp dưới báo cáo xong thì lập tức nổi trận lôi đình, gầm thét. Phải biết rằng, dù thế nào thì ông Lạc Vũ cũng là tông sư võ đạo cấp bậc đại thành rồi, cho dù núi lửa có thật sự phun trào, với khả năng của ông ta thì cũng có thể chạy trốn được mới đúng. Mà điều khiến ông ta nổi giận nhất chính là, Trần Triệu Dương và ông Lạc Vũ cùng đánh nhau, thế mà cuối cùng Trần Triệu Dương lại chạy thoát, còn Lạc Vũ thì đến cả xương cốt cũng chẳng còn, đây quả thật là một chuyện cười. Ông Kim, lúc máy bay không người lái của chúng ta tới đó, vừa lúc chụp được cảnh ông Lạc Vũ bị dung nham nuốt mất, còn Trần Triệu Dương thì đạp nước trên biển mà đi, cuối cùng còn về tới du thuyền, người ở phía đối diện ông Kim có hơi run rẩy nói. Đem hình ảnh đó đến đây cho tôi xem, ông Kim hít sâu một hơi,
ngăn lửa giận trong lòng mình lại. Lần này chẳng những thua hơn 100 tỷ, còn chết mất một tông sư võ đạo là ông Lạc Vũ, sau khi trở về, ông ta cũng không biết mình nên nói với ông Hà như thế nào nữa. Nhưng mà ông ta cũng không dám chạy trốn, bởi vì ông ta biết, nếu như mình chạy trốn, vậy thì chỉ sợ thứ chờ đợi mình chính là kết cục còn thảm khốc hơn. Vì sao ông Lạc Vũ lại rơi từ trên mặt biển xuống? Cho tôi xem hình ảnh trước khi ông Lạc Vũ rơi xuống đi, khi ông Kim nhìn thấy tất cả những hình ảnh đã được ghi lại, ông ta lập tức cảm thấy nghi ngờ, bảo người đó tua lại. Bây giờ, dùng tốc độ nhanh nhất để tua lại từ lúc bắt đầu, ông Kim biết, nhất định phải nhanh chóng báo cáo lại chuyện này cho ông Hà, nên lập tức ra lệnh cho thuyền đánh bạc nhanh chóng quay về. Còn ở một nơi khác, nơi nhóm Tật Phong đang giao chiến đã khiến cho một số thế lực của thành phố Long Hải chú ý, chỉ có điều, vì Trần Triệu Dương đã thông báo với người của Long Tổ từ trước, cho. Nên cũng không có người nào đến gây rối. Theo thời gian trôi qua, tiếng súng ngày càng ít đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mà thế lực khắp thành phố Long Hải đều vô cùng tò mò, hai bên đánh nhau đó là ai? Cuối cùng người chiến thắng là ai? Sau khi tiếng súng biến mất, chiến trường ở nơi này nhanh chóng có người đến quét dọn. Một số thi thể đã đồng loạt được trở đi, vết tích giao chiến ở hiện trường cũng đã được xử lý. Chỉ trong vòng chưa tới nửa tiếng đồng hồ, nơi này đã lại một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh vốn có, nếu như không phải có người tận mắt nhìn thấy, sợ rằng cũng không thể biết rằng trước đó không lâu ở nơi này đã xảy ra một trận chiến. Một chiếc xe minibus lái thẳng đến biệt thự của Trần Triệu Dương, còn anh thì đã chờ ở biệt thự từ trước. Đại ca, 10 tên chết, be sống được 3 tên. Tật Phong báo cáo đơn giản về kết quả chiến đấu cho Trần Triệu Dương. Các cậu không sao chứ? Trần Triệu Dương quét mắt nhìn bọn họ một lượt, sau đó ân cần hỏi han. Đại ca, bọn em đều không có việc gì, đám người Tật Phong lách đầu. Mặc dù lần này có mạo hiểm, nhưng cũng may mà bọn họ đã tu luyện võ đạo, cho nên cũng không phải chịu tổn thương quá lớn, chỉ có một số vết thương ngoài da do bị va đập mà thôi. Nói về quá trình chiến đấu một chút đi. Trần Triệu Dương ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống rồi mới bảo bọn họ báo cáo lại tình hình cuộc chiến vừa rồi. Đại ca, 8 tên bị chết kia đều không phải do bọn em giết. Chỉ có 2 tay súng bắn tỉa là bị Ưng Chuẩn và Cầu Tử giết, còn 8 tên kia thì, Tật Phong nuốt một ngụm nước bọt, hơi khó khăn nói. Lúc nói những lời này, đám người Tật Phong đều đưa mắt nhìn về phía Mạc Uyên có vẻ vô hại nhất trong cả bọn, ánh mắt ai nấy đều lộ ra vẻ sợ hãi. Nghe Tật Phong giải thích. Trần Triệu Dương mới nắm rõ được tình hình của lần chiến đấu này. Đúng là bọn họ đã vô cùng thành công khi dẫn dụ được người của lưỡi săn vào cạm bẫy mà bọn họ đã chuẩn bị xong từ lâu, chỉ có điều, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy sức sát thương khủng bố như thế từ thuật cơ quan. Lúc đầu, Trần Triệu Dương bảo bọn họ dẫn Mạc Uyên theo, gia nhập vào trận chiến lần này, bọn họ còn có hơi không hài lòng, dù sao thì Mạc Uyên chưa từng tham gia chiến đấu bao giờ, nếu như đánh nhau. Bọn họ còn phải phân tâm để ý bảo vệ cả Mạc Uyên nữa. Thế nhưng, có ai biết rằng, sau khi đám người kia đi vào bẫy không bao lâu, tất cả đều xong đời, những thứ cơ quan nhìn có vẻ vô cùng đơn giản kia, đều có lực sát thương kinh khủng đến đáng sợ. Nhìn thấy đám người đó bị các loại cơ quan mà bọn họ không thể tưởng tượng nổi giết sạch, nhóm của Tật Phong lập tức cảm thấy không rét mà run, thực sự là quá khủng bố. Sau đó chính là cuộc chiến giữa tay bắn tỉa và người đột kích Cầu Tử. Hai tay bắn tỉa bị giết, còn 3 tên khác thì bị đánh ngất xỉu, rơi vào tay bọn họ. Trận chiến này, nếu như không nhờ thuật cơ quan của Mạc Uyên lập công, sợ là bọn họ cũng không thể chiến thắng được một cách nhẹ nhõm như thế, hơn nữa còn không bị thương tổn gì. Cho nên, sau khi trận chiến kết thúc, định kiến của nhóm người Tật Phong đối với Mạc Uyên đã hoàn toàn bị lật đổ. Một người nhìn có vẻ mập mạp vô hại như vậy mà có thể lừa giết được nhiều người của tổ chức lưỡi săn xếp hạng thứ 25 trên thế giới đến thế, thật sự là quá đáng sợ. Những người này, thật ra nghiêm túc mà nói thì cũng không phải là người của tổ chức lưỡi săn, bên lưỡi săn đã phát sinh biến cố rồi, lúc này, Trần Triệu Dương mới nói ra tin tức mình có được. Vừa nãy trên đường về em cũng xem tin tức, lưỡi săn đã đổi một thủ lĩnh mới, trận chiến lần này chỉ sợ chính là kiệt tác của thủ lĩnh mới đó. Chẳng qua người đó sẽ không ngờ được rằng toàn bộ người của mình đã bị tiêu diệt, Hắc Kiện đẩy kính mắt trên sống mũi lên, mở miệng nói. Cho nên, những người tới lần này chắc chắn là có thực lực mạnh hơn, nếu như đổi lại là bọn em xông vào trận pháp cơ quan của Mạc Uyên, sợ là cũng chẳng có cách nào giữ được toàn thây để ra ngoài, Cầu Tử ấn tượng nói. Đúng là rất lợi hại, chỉ có điều tố chất tâm lý của anh đây vẫn cần được rèn luyện một chút, Tật Phong giơ ngón tay cái lên với Mạc Uyên, sau đó nói một câu quái dị.
Tôi, nghe Tật Phong nói như vậy, Mạc Uyên ban đầu đã khôi phục sự bình tĩnh đột nhiên đỏ hết cả mặt lên, sau đó nhanh chóng chạy vào trong, bắt đầu điên cuồng nôn ra. Ha ha! Nhìn thấy dáng vẻ đó của Mạc Uyên, tất cả mọi người đều lập tức phá lên cười. Chuyện này cũng chẳng tạo ra được ảnh hưởng gì ở Long Hải, một số người biết chuyện đều bị bịt miệng, còn đám người Long Tổ cũng tìm tới chỗ Trần Triệu Dương, hàn huyên với anh một lúc lâu rồi mới rời đi. Sau khi đám người Vinh Dương đi rồi, Trần Triệu Dương mới gọi bọn Tật Phong tới, bàn giao với bọn họ một số chuyện, rồi để bọn họ rời đi. Còn anh thì đi một chuyến tới chợ buôn bán thuốc, mua một đống dược liệu. Bởi vì cái hộp cơ quan mà Mạc Uyên mở ra cho Trần Triệu Dương có chứa một cây bích căn thảo, cây bích căn thảo này có một nửa nhìn như một cây cỏ khô, chỉ có phần gốc rễ là màu xanh biếc, cho nên mới có cái tên là bích căn thảo. Tác dụng lớn nhất của bích căn thảo là được dùng để luyện chế ra tẩy tủy đan. Tẩy tủy đan có thể làm tăng phẩm chất của từng loại đan dược lên, đương nhiên cũng là thứ hiếm có nhất. Mặc dù hẳn là bản thân anh không cần dùng, nhưng đám người Nam Cung Yến đều chỉ mới bắt đầu tu luyện, vừa vặn có thể dùng được. Mấy ngày nay không có chuyện gì, anh muốn luyện chế ra nhiều đan dược một chút, chuẩn bị sẵn cho bất kỳ tình huống nào. Trải qua lần liên hệ trước, Trần Triệu Dương và nhóm ông chủ kia đều đã biết nhau hơn, trước khi đến anh đã bảo bọn họ chuẩn bị kỹ dược liệu, sau khi anh tới thì trực tiếp đưa tiền, rồi cầm dược liệu rời đi. Chỉ có điều, từ trong miệng những người này, anh đã biết được một việc, đó là 3 ngày nữa Thiết Quyền Tông sẽ phái người tới lấy dược liệu, mà những ông chủ đó đã nói chuyện của Trần Triệu Dương với người của Thiết Quyền Tông, sợ là 3 ngày nữa người của Thiết Quyền Tông sẽ đi tìm Trần Triệu Dương luôn. Như thế cũng để cho Trần Triệu Dương có sự chuẩn bị. Sau khi nói lời cảm ơn xong, Trần Triệu Dương cầm thẳng dược liệu về nhà. Nhóm Nam Cung Yến đều đã đến công ty hết. Trong biệt thự chỉ còn lại một mình anh, lúc này, Trần Triệu Dương bắt đầu luyện chế đan dược. Đầu tiên cần phải luyện chế một số đan dược phổ thông. Dù sao thì trước khi điều chế những đan dược kia thì cần luyện tay một chút, làm nóng lò. Nếu không, vừa mới bắt đầu mà đã luyện chế những đan dược quý giá như tẩy tủy đan và diên thọ đan ngay lập tức thì thật sự là quá mạo hiểm. Việc luyện chế những đan dược phổ thông này đối với Trần Triệu Dương mà nói là dễ như ăn kẹo. Chẳng mấy chốc anh đã luyện chế ra được mấy lò đan dược đó. Đợi đến khi cảm giác xuất hiện, Trần Triệu Dương bắt đầu chuẩn bị luyện chế tẩy tủy đan và diên thọ đan. Lần trước anh có được một cây thúy linh chi, vừa lúc lần này có thể lấy ra luyện chế diên thọ đan luôn. Lần này, vì luyện chế những đan dược có phẩm chất cao như tẩy tủy đan nên Trần Triệu Dương vô cùng tập trung, bởi vì những linh dược này là độc nhất vô nhị, muốn tìm thêm một thứ giống như vậy nữa cũng khó khăn. Việc luyện chế tẩy tủy đan không tốn quá nhiều công sức, anh làm rất thành công. Trần Triệu Dương luyện ra được tròn 17 viên. Lúc đầu Trần Triệu Dương cho rằng có thể luyện chế ra được 10 viên cũng đã không tệ rồi, không ngờ rằng cuối cùng anh lại có thể làm ra được nhiều như vậy. Thế nhưng diên thọ đan thì lại lấy đi một lượng lớn sức lực của anh, bởi vì diên thọ đan này dù sao cũng là loại đan dược đi ngược lại với trời đất. Cuối cùng cũng xong, khi đan dược trong lò luyện đan bắt đầu ngưng tụ lại, Trần Triệu Dương lập tức thở dài một hơi, luyện chế đến lúc này rồi, cũng không có vấn đề gì lớn. Chỉ là, những việc ngoài ý muốn thường xảy ra vào lúc người ta lơ đãng. Ngay khi Trần Triệu Dương hơi thả lỏng bản thân, một âm thanh vỡ vụn vô cùng nhỏ bé truyền ra, khiến trái tim Trần Triệu Dương nhảy vọt lên cổ họng. Rắc rắc! Ngay lúc này, cái lò luyện đan vốn đang êm đẹp kia đã nứt ra một khe hở nhỏ. Khe hở đó ban đầu chỉ có một chút xíu, nhưng theo nhiệt độ tăng cao, cái khe hở đó dần mở rộng ra. Không ổn, lò luyện đan sắp vỡ rồi, Trần Triệu Dương không ngờ giờ phút này còn có thể xảy ra chuyện xui xẻo như vậy. Nhưng điều này cũng coi như hợp tình hợp lý, dù sao lò luyện đan này cũng chỉ là lò luyện bình thường, không có khả năng chịu được nhiều lần luyện chế như thế. Vỡ thì vỡ, chỉ là lò thuốc này tuyệt đối không được hỏng, nhất định phải tăng tốc lên, Trần Triệu Dương cảm nhận được mức độ hư tổn của lò luyện đan đã chậm rãi tăng. Cho nên nhanh chóng dùng chân khí trong cơ thể mình bọc một vòng quanh lò, tránh cho nó nát vụn trước khi luyện thành đan dược. Theo thời gian từng chút trôi qua, vết nứt bên ngoài mặt lò càng lúc càng lớn, nhưng thuốc bên trong lại càng lúc càng mềm mại, mắt thấy chỉ còn chút nữa là luyện thành đan. Ngay vào lúc này, lò luyện đan vốn đã hư hao vô cùng lại bắt đầu run rẩy, khí tức bên trong cũng dần hỗn loạn. Chết tiệt, sao cứ phải là lúc này cơ chứ? Trần Triệu Dương biến sắc, chân khí trong cơ thể mạnh mẽ tuôn ra. Cố hết sức điều chỉnh lại khí tức hỗn loạn đang không ngừng tăng lên. Dưới sự áp chế của Trần Triệu Dương, diên thọ đan cuối cùng cũng được luyện thành. Chỉ có điều lò luyện đan kia cũng đã hoàn toàn chịu không nổi nữa,
ngay khoảnh khắc luyện thành đan nó đã trực tiếp vỡ nát, cũng may ngay khi lò luyện đan nổ tung, Trần Triệu Dương đã dùng chân khí bọc đan dược lại, nếu không sợ là dược cũng bị nổ hư. 2. Lại phải tìm lò luyện đan thêm một lần nữa, nhìn lò luyện đã hoàn toàn vỡ nát, không thể dùng được nữa, Trần Triệu Dương bỗng cảm thấy hơi đau lòng, mới luyện chế đan dược được có 2 lần mà đã hỏng rồi. Ngay sau khi Trần Triệu Dương luyện chế ra đan dược thật sự đã cảm giác có người tiến vào biệt thự, điều này làm anh thấy hơi ngạc nhiên. Phải biết rằng vòng quanh biệt thự này được đặt rất nhiều cơ quan bẫy dập, người đến có thể lặng yên không chút tiếng động vượt qua hết thảy cơ quan, lẻn vào được tới đây chắc chắn cũng là một cao thủ. Lúc này Trần Triệu Dương dùng đôi mắt xuyên thấu đảo quanh một vòng, đúng lúc nhìn thấy một cô gái vóc người uyển chuyển đeo khăn che mặt lặng lẽ nhảy lên lầu 2, đi thẳng đến phòng của Dulia. Hả, Trần Triệu Dương thấy cảnh này, phút chốc lại càng thêm ngờ vực, dù gì thì những động tác của cô gái này đều có mục đích rõ ràng, chẳng lẽ là kẻ thù của Julia. Nghĩ đến đây, Trần Triệu Dương lại yên lặng theo sau cô gái kia, anh muốn xem cô ấy đến đây là để làm gì. Cô gái che mặt đó không ngừng tìm kiếm thứ gì ở trong phòng Julia, tìm cả buổi trời cũng không thấy thứ mà cô muốn. Tức chết tôi, rốt cuộc người phụ nữ này để đồ ở đâu vậy, mãi không tìm được đồ. Cô gái che mặt vô cùng bực bội, lầm bầm nói một câu. Nghe tiếng cô gái nói chuyện, Trần Triệu Dương thoáng sửng sốt, không ngờ cô ta lại nói chuyện bằng tiếng Anh, Trần Triệu Dương lập tức dùng mắt xuyên thấu quét qua. Không tưởng được là cô gái có vóc người uyển chuyển đó lại là một cô nàng người Mỹ, bộ dạng mới ngoài 20 tuổi, nhìn dáng vẻ này cũng không giống người xấu gì cho cam. Cô muốn tìm thứ gì? Có cần tôi giúp một tay không? Trần Triệu Dương đột nhiên cất tiếng nói. Được đấy. Cô gái nghe Trần Triệu Dương nói xong thì vô cùng tự nhiên đáp lời, bỗng cô ấy đột ngột nhớ ra hiện giờ bản thân đang là một kẻ trộm, thế này là bị phát hiện rồi. Cô gái nọ hét lớn một tiếng, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài. Đừng vội, chúng ta tâm sự tí xem nào, Trần Triệu Dương chắn trước mặt cô ấy, cười hì hì nói. Tránh ra, cô gái không ngờ tốc độ của Trần Triệu Dương lại nhanh như vậy, cô ấy đã dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân rồi mà vẫn hoàn toàn không có chút tác dụng nào. Cô lại đột ngột chuyển hướng, nhưng mỗi lần Trần Triệu Dương đều có cách chặn cô ấy lại, làm cô ấy hoàn toàn không còn cách nào khác. Rốt cuộc là anh muốn thế nào, cô ấy trực tiếp dùng tiếng Trung vô cùng lưu loát quát hỏi Trần Triệu Dương. Cô chạy không thoát đâu, đến đây, chúng ta ngồi xuống tâm sự, vẻ mặt Trần Triệu Dương vẫn vô cùng bình thản, rằng co lại gần cô ấy khiến anh phát hiện cô gái này lại không tu luyện chân khí, trong cơ thể cô ấy thế mà lại toát ra một luồng khí tức đáng sợ. Lúc chiến đấu không chừng là có thể đạt đến thiên tiên đỉnh. Thực lực như vậy đối với một người trẻ tuổi chỉ mới chừng 20 mà nói đã là cực kỳ lợi hại, cũng được gọi là tài năng vượt bậc. Nhưng mà một thiên tài như thế, lẽ ra không nên đến đây làm ra chuyện này, quá không hợp với lẽ thường. Được rồi, nói đi, anh muốn trò chuyện thế nào, cô gái đương nhiên biết Trần Triệu Dương đang nói thật, cũng không định bỏ chạy nữa, thay vào đó là đặt mông ngồi thẳng xuống bậc thang ở cầu thang lầu 2. Trò chuyện mà che mặt, có phải là hơi bất lịch sự hay không? Trần Triệu Dương nhìn cô ấy nói. Nhìn thấy khuôn mặt thật của tôi rồi, anh không sợ tôi giết anh diệt khẩu à? Cô gái bỗng thấy hơi buồn bực nhìn Trần Triệu Dương, mấy ngày nay còn có thể nói chuyện như thế à? Cô thấy tôi sợ sao? Nói xem cô rốt cuộc là ai, tới đây làm gì? Trần Triệu Dương thật sự phục cô gái này, đã là lúc nào rồi còn định giết người diệt khẩu, trong lòng không biết tự lượng sức à? Cái này không thể nói cho anh biết. Tôi là một người có đạo đức nghề nghiệp, cô gái bỗng chốc nhíu mày, rất có cốt khí nói. Được thôi, nếu như cô đã không muốn nói thì chờ Julia về, để cô ta tâm sự với cô vậy, Trần Triệu Dương bất đắc dĩ vẫy tay. Anh không được làm vậy, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, cô gái đột nhiên luống cuống, đứng dậy định trốn chạy lần nữa. Nhìn lại cô xem, chạy thì chạy không thoát, đánh nhau cô cũng không thể đánh thắng tôi, lại còn liều chết như vậy. Có ích gì cho cô không? Trần Triệu Dương vô cùng bất mãn nhìn cô ấy rồi nói. Huống hồ gì, cô nói cho tôi, cùng lắm thì tôi nghe như nghe kể chuyện cười, cũng sẽ không nói cho ai biết. Vì thế nên nói cho tôi chắc chắn là một lựa chọn thông minh, không chừng tôi nghe xong vui vẻ lại thả cô đi. Không đợi cô mở miệng, Trần Triệu Dương lại nói tiếp, lý do được xem là khiến lòng người rung động. Quả nhiên nghe Trần Triệu Dương nói xong, cô gái lộ vẻ suy tư. Hiển nhiên là đang thật sự muốn nói cho anh. Anh nói cũng có lý, cô gái gật gù, lần nữa ngồi xuống bậc thang, mặt hiện lên vẻ giấy giụa. Được rồi, tên tôi là Iris, tới đây để tìm một thứ đó tôi cũng không biết là gì.
anh đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, những lời này đều là thật, Iris nói, thấy ánh mắt nghi ngờ của Trần Triệu Dương, cô ấy phút chốc hoảng loạn. Thật lòng thì tôi là chị em cùng cha khác mẹ với Julia, chỉ là đi theo sống cùng mẹ, mãi đến tận bây giờ mới đến tìm cô ta. Về thứ đồ trong tay, Julia, tôi chỉ thỉnh thoảng nghe mẹ nhắc đến, vì thế cũng không biết nó là cái gì, Iris giải thích. Mẹ ơi, không phải chứ, nghe thấy Iris nói vậy, Trần Triệu Dương đột nhiên hét lên một tiếng kỳ quái, ánh mắt lộ vẻ không dám tin. Lúc này, Trần Triệu Dương cũng đã biết, vừa rồi khi nhìn thấy khuôn mặt của Iris, anh cảm thấy rất quen thuộc, dường như đã từng gặp qua ở nơi nào đó, bây giờ cuối cùng anh cũng đã nhớ ra là đã nhìn thấy ở đâu. Phát hiện ra ánh mắt của Trần Triệu Dương, Iris nhất thời bất đắc dĩ, quả nhiên là vậy. Được rồi, có phải là anh đang cảm thấy rất máu chó không? Tôi cũng thấy vậy, Iris bất lực nói. Không máu chó, tôi rất thích loại cốt truyện này, mau, nói cho tôi biết một chút chuyện về cha mẹ các cô đi, Trần Triệu Dương có chút hưng phấn nói. Tuy rằng Iris nói như vậy nhưng tất nhiên là Trần Triệu Dương vẫn không hoàn toàn tin tưởng, vậy nên, anh âm thầm nhắn tin thông báo cho Julia và Nam Cung Yến, nói các cô mau chóng trở về. Về phần bản thân, nhiệm vụ lớn nhất hiện tại là phải giữ chân Iris ở đây, nếu Iris thực sự là em gái cùng cha khác mẹ với Julia thì việc cả hai nhận nhau cũng là một điều tốt. Tuy nhiên, trong tin nhắn, Trần Triệu Dương không nói cho Julia về chuyện của Iris, rốt cuộc thì anh vẫn chưa biết tình hình thật sự là như thế nào. Hừ, tôi sẽ không nói cho anh biết đâu. Được, rồi. Tôi cũng đã nói cho anh biết tên tôi và mục đích đến đây để làm gì, anh để tôi rời đi đi, Iris nói xong, trực tiếp đứng dậy, đi về phía cửa chính. Gấp cái gì, ở lại nói chuyện cùng tôi một chút, biệt thự lớn như thế này mà có mỗi mình tôi thì thật nhàm chán, Trần Triệu Dương ngăn cô ấy lại nói. Anh chấm ans nói không giữ lời, bị Trần Triệu Dương ngăn lại, Iris đột nhiên có chút bực bội, tung một chưởng về phía lồng ngực anh. Tôi nói sẽ để cô đi khi nào? Tôi chỉ nói là có thể sẽ thả cô đi chứ có nói là nhất định sẽ thả cô đi đâu, là cô không hiểu rõ mà thôi. Trần Triệu Dương hơi nghiêng sang một bên, né tránh một chưởng của cô ấy, sau đó mở miệng biện giải. Anh chấm ans chính là một kẻ lừa đảo, tôi không bao giờ chấm tin tưởng anh nữa, các người đều bắt nạt tôi, hu hu, sao số tôi lại khổ thế này, Iris nói xong, bỗng nhiên tủi thân rơi nước mắt. Khi khóc, cô ấy trực tiếp cởi bỏ khăn che mặt. Đồng thời kéo luôn bộ quần áo bó sát xuống, thế trang phục để hành động lúc nửa đêm bỗng chốc biến thành một bộ váy đáng yêu. Nhìn bộ dạng này của Iris, Trần Triệu Dương lập, tức trợn tròn mắt, hành động gì đây? Thật là làm cho người khác không thể hiểu được. Được rồi, cô đừng khóc nữa, tôi có bắt nạt cô đâu, tôi chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Nhìn Iris thật sự rơi nước mắt, Trần Triệu Dương bất đắc dĩ nói. Người ta khổ cực đi đến Hoa Hạ, vốn chỉ muốn tìm chút đồ vật, anh lại còn bắt nạt tôi. Anh là người xấu, vẻ mặt Iris tràn đầy tủi thân, hờn dỗi nói với Trần Triệu Dương. Một cô gái vô cùng xinh đẹp dùng điệu bộ này nói chuyện với một người đàn ông, đừng nói là anh, chỉ sợ tất cả đàn ông trên thế giới này đều chịu không nổi. Trần Triệu Dương hít sâu một hơi, nhanh chóng đem một tia rung động trong lòng ép ra ngoài. Cô đã không muốn nói về cha mẹ vậy thì nói cho tôi biết những kỹ năng này của cô là học được từ đâu đi, Trần Triệu Dương tò mò hỏi. Anh thật sự tò mò. Dù sao thì biệt thự này của anh, đừng nói là tiên thiên võ giả, cho dù là võ đạo tông sư một khi đã đi vào thì cũng rất khó nguyên vẹn trở ra. Thế mà khi đi vào, Iris không hề đụng đến một cơ quan bẫy dập nào, đây mới là điểm mà Trần Triệu Dương nhìn chúng. Kỹ năng của tôi đều là do mẹ dạy, Iris không chút giấu giếm, nói thẳng ra. Trần Triệu Dương đen mặt, lời này nói cũng như không nói, có trời mới biết mẹ của cô là ai. Được rồi. Vậy để tôi đổi cách nói một chút, mẹ cô là ai? Theo những gì cô nói, mẹ cô chắc hẳn không phải là một người bình thường, mà một khi đã vậy, sao lại có thể coi trọng bố của Julia? Trần Triệu Dương đành phải đổi cách nói, hỏi lại. Bố tôi cũng không phải là người bình thường, ông ta là trưởng lão của hội đồng Hắc Ám, tuy rằng cuối cùng chết oan uổng nhưng thực lực của ông ta thì không thể nghi ngờ. Iris nghe Trần Triệu Dương nói vậy, trên mặt lập tức lộ ra hận ý, sau đó nói với anh. Sau khi nói xong, cô ấy liền hối hận, sao mình lại nói ra điều này. Hội đồng Hắc Ám, nghe cái tên này, Trần Triệu Dương nhíu mày, cái tên giống như ở trong tiểu thuyết thế này không ngờ lại thực sự tồn tại, hơn nữa còn là tên của một tổ chức. Ồ, Hội đồng Hắc Ám, tôi chưa từng nghe qua, có phải là rất lợi hại không? Trần Triệu Dương lần đầu nghe được cái tên này ngoài đời thực, nhất thời hưng phấn.
Anh chết tâm đi, tôi sẽ không nói thêm bất cứ điều gì đâu. Iris bị làm cho tức giận, cô ấy bĩu môi, hung ác nói. Rõ ràng là vừa rồi trong tình thế cấp bách đã buột miệng nói bậy, bây giờ muốn thu lại cũng khó. Cô không nói thì thôi, tiếp tục chờ ở đây đi. Trần Triệu Dương buông tay, sau đó ngồi ngay ở cửa, ngăn chặn đường chạy thoát của cô. Tôi cầu xin anh, đừng để tôi gặp mặt Julia, cảm xúc của tôi có thể bị mất kiểm soát, đến lúc đó một số sự việc đáng sợ sẽ xảy ra mất. Iris nhìn Trần Triệu Dương vẫn bất động, dầu muối đều không ăn, nhất thời bị chọc giận, nhưng rồi vẫn không có cách nào để lay động anh. Anh là một tên khốn nạn, đồ lưu manh. Iris bị Trần Triệu Dương làm cho tức giận, chỉ có thể oán trách nói. Nhìn thấy sự đau khổ trong đôi mắt của Iris, Trần Triệu Dương có chút không đành lòng. Nếu Iris thực sự là em gái cùng cha khác mẹ của Julia, để hai người gặp mặt mà chưa có sự đồng ý của cả hai bên, e rằng có thể gây ra những tổn thương không thể bù đắp lại cho cả hai. Được rồi, cô đi đi, nếu cô thật sự muốn đồ vật gì đó trong tay Julia, vậy thì miêu tả lại hình dáng của nó cho tôi đi, tôi tìm giúp cô. Trần Triệu Dương suy nghĩ một chút rồi đưa ra quyết định. Uy sao lại giúp tôi? Anh có mục đích gì? Nghe Trần Triệu Dương nói như vậy, Chris vốn đang tủi thân lập tức mở to mắt nhìn anh. Mục đích đương nhiên là muốn biết các người đang tìm kiếm thứ gì rồi. Không lẽ là bản đồ kho? Báu sao? Trần Triệu Dương không nhịn được suy đoán. Không phải, đó hình như là một chiếc chìa khóa, nhưng chiếc chìa khóa này lại không giống như những chiếc chìa khóa bình thường, còn cụ thể là như thế nào thì tôi thực sự không biết, Chris có chút buồn bực nói. Hiển nhiên, đối với việc tìm kiếm thứ mà không biết rõ này thật sự là rất đau đầu. Được, cô ghi lại số điện thoại của tôi đi, có gì lại gọi cho tôi sau. Trần Triệu Dương đưa số điện thoại của mình cho Iris rồi sau đó làm một động tác ra hiệu. Anh thật sự thả tôi đi, Iris cảm thấy có chút khó tin, cô được buông tha dễ dàng như vậy sao? Sẽ không phải là một cú lừa chứ? Nhanh đi đi, các cô ấy có thể quay về bất cứ lúc nào, đến lúc đó, cô có muốn chạy cũng không được. Nhìn Iris vẫn đang còn hoài nghi, Trần Triệu Dương đen mặt nhắc nhở. Được rồi, đi thì Iris bĩu môi, hậm hực đi ra khỏi biệt thự, cô vẫn rất sợ phải chạm mặt với Julia, cô ấy còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Iris tức giận rời khỏi nơi này, Trần Triệu Dương đi theo ngay phía sau, anh phát hiện Iris dường như biết được nơi nào có bố trí cơ quan bẫy dập, khi sắp đến gần vị trí của bẫy, cô lại nhanh chóng chuyển sang hướng khác, cuối cùng, thoải mái đi ra khỏi biệt thự. Nhìn bóng dáng Iris dần đi xa, Trần Triệu Dương có chút buồn bực, sẽ không phải là Iris cũng có đôi mắt xuyên thấu chứ? Nếu không, làm sao cô ấy có thể vừa đến gần bẫy dập đã lập tức đổi hướng? Sau này phải kiểm tra cô ấy một chút, đối với những người có năng lực đặc biệt, Trần Triệu Dương vẫn luôn tò mò, có lẽ cũng không phải là Iris có đôi mắt xuyên thấu mà cô ấy có được một năng lực đặc biệt nào đó. Sau khi Iris rời đi không được bao lâu, nhóm người Nam Cung Yến cũng trở lại. Nhìn Trần Triệu Dương đang đứng ở cửa biệt thự, các cô đều cảm thấy kỳ quái. Trần Triệu Dương, anh bảo bọn em nhanh chóng trở về là có chuyện gì sao, những người khác khó mở lời, nhưng Nam Cung Yến không băn khoăn nhiều như vậy, trực tiếp mở miệng hỏi. Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là tôi có chút chuyện muốn hỏi Julia thôi, vốn dĩ Trần Triệu Dương còn muốn giấu giếm, nhưng nghĩ lại thì chuyện này liên quan đến Julia, cô ta có quyền được biết, anh có tư cách gì mà giấu giếm. À. Vậy chúng ta tránh mặt đi một chút, Nam Cung Yến gật đầu, trực tiếp lôi kéo Tuyên Hoàng vẫn đang tò mò chuyện Trần Triệu Dương muốn hỏi Julia là gì lên lầu. Làm sao vậy, không phải là anh hối hận rồi chứ, bây giờ muốn theo đuổi tôi sao, hai mắt, Julia sáng rực, ném cái nhìn quyến rũ về phía Trần Triệu Dương rồi nói. Nghiêm túc đi, hôm nay có kẻ trộm đột nhập, lúc tôi phát hiện ra thì thấy người đó đi từ phòng em ra, nên tôi muốn hỏi em một chút. Xem em có biết người đó là ai hay không, Trần Triệu Dương nhìn thấy Julia, mở miệng hỏi. Cái gì, có trộm vào phòng tôi, có lấy được thứ gì không, Julia vừa nghe xong liền mở to hai mắt, ánh mắt còn có chút thất vọng, thì ra cái Trần Triệu Dương muốn hỏi là điều này. Không lấy được gì cả, trong phòng em có đồ vật nào quý giá không, Trần Triệu Dương thử hỏi. Trong phòng tôi chỉ có một chút hành lý và quần áo, căn bản không có thứ gì quý giá cả. Nếu nói có thứ gì đó được coi lý giá thì chắc có lẽ là mấy bản thảo thiết kế của tôi. Sẽ không phải là có người ghen tị với tài năng của tôi nên muốn đánh cắp thành quả thiết kế chứ? Julia kỳ quái hỏi, trong lời nói còn tự khen mình vài câu. Nói đến đây, Trần Triệu Dương trong thời gian ngắn không biết nên hỏi thế nào, dù sao, loại chuyện này đối với Julia cũng là một loại tổn thương, nếu như trực tiếp hỏi,
chỉ sợ cô ta sẽ không thể tiếp nhận được. Có phải còn chuyện gì muốn hỏi tôi hay không? Chuyện liên quan đến tôi, anh cứ hỏi đi, tôi không thích người khác lừa gạt tôi. Julia biết Trần Triệu Dương là một tên háo sắc, nhưng cũng không phải một tên ngốc, xem bộ dáng này của anh, hơn nữa lại còn tìm mình nói chuyện riêng, chỉ sợ sự việc không đơn giản như vậy. Vì sao em lại trách chản như vậy? Trần Triệu Dương sửng sốt, sau đó kỳ quái hỏi. Nói đi, Julia không đùa giỡn nữa, nghiêm túc nhìn Trần Triệu Dương nói. Em có hiểu biết nhiều về bố của em không? Trần Triệu Dương không nói thẳng ra mà chỉ vu vơ hỏi một câu. Tôi thật sự không hiểu biết quá nhiều về ông ấy, bình thường ông ấy thường xuyên vắng nhà, cho dù là ở nhà thì cũng là trong thời gian rất ngắn, thẳng cho tới khi ông ấy chết, thời gian tôi ở bên cạnh ông ấy tính ra cũng không quá một tháng. Julia không ngờ tới vấn đề Trần Triệu Dương hỏi lại là cái này, thế nhưng, đối với Trần Triệu Dương, cô ta cũng không có ý muốn giấu giếm gì. Vậy bố của em đối xử với em có tốt hay không? Trần Triệu Dương không nghĩ đến, Julia còn trải qua chuyện như vậy, ánh mắt cũng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Thật ra ông ấy đối xử với tôi rất tốt, tuy rằng thời gian ở chung không dài, nhưng mỗi lần ông ấy về nhà đều toàn tâm toàn ý ở bên cạnh tôi, còn mang cho tôi rất nhiều quà, cho nên, đối với ông ấy, mặc dù tôi vẫn có chút bất mãn, nhưng chưa từng oán hận, Julia gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười hạnh phúc. Vì sao anh lại đột nhiên hỏi chuyện này? Lúc sau Julia mới có phản ứng lại, tò mò hỏi. Em có anh chị em nào khác không? Trần Triệu Dương không trả lời, tiếp tục hỏi. Cô ấy đã đến đây sao? Nghe Trần Triệu Dương nói như vậy, sắc mặt Julia lập tức thay đổi, cô ta vội vàng bắt lấy tay Trần Triệu Dương hỏi. Ai, em bình tĩnh một chút đi. Em đang nói đến ai vậy? Trần Triệu Dương nhìn thấy phản ứng của Julia liền hiểu được, Julia biết được sự tồn tại của Iris, nếu không cũng sẽ không có phản ứng như vậy. Anh đã hỏi như vậy rồi thì tôi dám khẳng định người đến phòng tôi tìm đồ chính là Iris, em gái cùng cha khác mẹ của tôi. Nhìn biểu hiện Trần Triệu Dương, Julia biết, anh đã biết được một số chuyện, nếu không cũng không hỏi cô ta như vậy, cho nên, cô ta cũng không muốn giấu giếm anh nữa. Không ngờ em lại thông minh như vậy, đúng vậy, người vào phòng em tìm đồ chính là Iris, em gái cùng cha khác mẹ của em, có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Biết đâu tôi lại có thể giúp em. Nhìn thấy, Julia có chút vội vàng, thêm bộ dáng bồn chồn không yên, Trần Triệu Dương không nhịn được hỏi. Kỳ thật, tôi không nghĩ là Iris có thể tìm được. Đến tận đây, thậm chí còn nói với anh một số chuyện như thế, cô ấy không phải là người dễ dàng tin tưởng người khác, xem ra hai người thật sự rất hợp nhau, Julia hâm mộ nhìn Trần Triệu Dương. Nghe được lời nói của Julia, sắc mặt của Trần Triệu Dương có chút kỳ quái, hợp nhau cái gì, nếu không phải là anh uy hiếp Iris. Chỉ sợ cô gái nhỏ kia đã khiến cho anh mệt chết. Dường như em không oán hận cô ấy, vì sao? Trần Triệu Dương nhanh chóng chuyển đề tài, khó hiểu hỏi. Đã từng oán hận, thế nhưng sau đó tôi biết, không thể chuyện gì cũng đeo lên lưng cô ấy được, cô ấy vô tội. Huống chỉ, trên đời này tôi chỉ còn một người thân duy nhất là cô ấy, tôi làm sao có thể hận được, tâm trạng của Julia đã khôi phục không ít, cô ta cười khổ một tiếng nói. Nghe vậy, Trần Triệu Dương cũng có thể hiểu được cảm xúc của cô ta, nếu như trên đời này chỉ còn lại một người thân duy nhất, nếu như không phải là cừu hận không thể nào hóa giải thì chắc chắn anh cũng sẽ cố gắng hết sức để khôi phục mối quan hệ này. Cô ấy, trông như thế nào? Julia ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Triệu Dương. Rất xinh đẹp, trông có mấy phần giống em, chỉ là cô ấy giống như một đứa nhỏ ngây thơ chưa hiểu sự đời, nhìn có vẻ chín chắn nhưng thực tế là rất dễ lừa, Trần Triệu Dương kết luận về Iris theo quan sát của anh. Thật ra tôi chưa từng gặp cô ấy, tôi chỉ biết cô ấy có tồn tại, khi ở châu Âu, cô ấy cũng đã từng lẻn vào phòng tôi như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Mỗi lần tôi muốn đi tìm cô ấy lại biến mất không thấy tăm hơi, cho dù là tìm kiếm ở nhiều nơi nhưng vẫn không tìm thấy, Julia bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ giọng nói. Nghe Julia nói xong, Trần Triệu Dương thầm cười khổ, có thể bắt cô ấy mới là lạ, cô gái này nhanh nhẹn hoạt bát như thế, nếu không phải đang ở trong biệt thự. Hơn nữa mình còn giỏi võ hơn cô ấy, sợ rằng sẽ không bắt được. Đúng rồi, em có biết Iris muốn tìm thứ gì không? Trần Triệu Dương hơi tò mò hỏi. Thật ra, em đang giữ thứ con bé muốn tìm. Nếu con bé chịu gặp em nhất định sẽ đưa cho nó. Chỉ tiếc, tới giờ nó vẫn không chịu ra gặp em. Nghe Trần Triệu Dương nói như vậy, Julia kéo một mặt dây chuyền trên cổ mình ra cho anh xem. Đây là thứ em gái em muốn tìm sao? Nhìn qua cũng không có gì đặc biệt cả. Trần Triệu Dương nhận lấy mặt dây chuyền đó.
đây chỉ là một mặt dây chuyền thông thường thôi, hình thiên nga, nhưng con thiên nga này lại màu đen. Thứ này do bố em để lại cho em. Nếu như Iris muốn tìm thứ gì, em nghĩ, hẳn nó muốn tìm mặt dây chuyền này, Julia nói, vẻ mặt hơi đau lòng. Có chút thú vị đấy, vốn dĩ Trần Triệu Dương còn muốn nhìn xuyên thấu, xem bên trong mặt dây chuyền này có gì đặc biệt không. Sau khi anh nhìn xuyên thấu, phát hiện ra, mặt dây chuyền thiên nga trông như vô cùng bình thường này, thực tế lại có các mạch điện phân bố dày đặc, có lẽ đây chính là chìa khóa. Chẳng trách Iris lại nói, cô ấy không biết hình dạng của chiếc chìa khóa đó thế nào. Nếu không nói sợ rằng không ai biết được chiếc mặt dây chuyền thiên nga đen này chính là một cái chìa khóa. Nhưng mà, Trần Triệu Dương cũng thật tò mò, chiếc chìa khóa thiên nga đen này có thể mở được khóa gì? Một chiếc chìa khóa đặc biệt như vậy thì ổ khóa lại càng đặc biệt. Anh thật muốn biết thứ ổ khóa đó. Hơn nữa, vậy này do bố của Julia để lại cho cô ấy. Ông ấy là trưởng lão của hội đồng hắc ám, thứ ông ấy để lại cũng không hề đơn giản, có lẽ vật này cất giấu bí mật gì đó. Julia, nếu đây là vật bố em để lại cho em thì em cứ cất kỹ đi, sau này không nên tùy tiện lấy ra cho người khác xem. Trần Triệu Dương trả lại mặt dây chuyền cho Julia, hơn nữa còn dặn dò cô ta. Anh cũng không phải người khác. Được, em nghe lời anh, sau này không cho ai xem cả. Nhận lấy mặt dây chuyền Trần Triệu Dương đưa tới, Julia tự mình đeo lên. Trần Triệu Dương hơi phiền muộn, mình đã kết hôn rồi mà còn trêu chọc mình. Ngay lúc Trần Triệu Dương đang chuẩn bị đi nấu cơm, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Chú Vinh, sao vậy, thấy Vinh Dương gọi tới, Trần Triệu Dương hỏi.